hắc bầu trời tối, trăng sáng treo cao, ngàn dặm không mây. Mặt biển là như thế vắng vẻ, mỹ lệ. Đúng lúc này, La Quân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói, không tốt, trở về. Trầm Mặc Nùng hơi kinh hãi, nói, làm sao? La Quân nói ra, đạo cao một thước, mà cao một trượng, người có thể nghĩ đến, lão viên chưa hẳn nghĩ không ra. Ta chỉ sợ hắn sớm đã tính ra chúng ta sẽ cải biến hướng đi. Mà những Thái Lan đó cao thủ chỉ sợ đã trong rừng mai phục, chỉ chờ chúng ta vừa đi, bọn họ thì sẽ lập tức động thủ. Trầm Mặc Nùng sắc mặt cũng là biến đổi, nàng cảm thấy La Quân lo lắng vô cùng có đạo lý. Ngay sau đó, nàng cũng không chần chờ nữa, nói ra, trở về địa điểm xuất phát. Lời này là đối cái kia người điều khiển nói. Người điều khiển không nói hai lời, lập tức trở về địa điểm xuất phát. Sau 5 phút, máy bay riêng một lần nữa đáp xuống trên bờ cát. Trong rừng, hết thảy đều là rậm rạp mà đen nhánh. Quỷ sát khóc một hồi lâu về sau, nó sau đó trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị. Quỷ sát lau lau nước mắt, quay người liền chuẩn bị qua tìm có thể ngủ địa phương. Nó trí tuệ, tâm trí tốc độ phát triển là cực nhanh. Quỷ sát vừa quay người lại, liền nghe quát lạnh một tiếng truyền đến. Cái này âm thanh quát lạnh là dùng Thái ngữ nói ra. Tiểu súc sinh, người còn đi được sao? Cùng lúc đó, quỷ sát bốn phía trong rừng, phân bốn phương tám hướng đi ra bốn người. Nói chuyện là bên trái một cái lạt ma. Cái này lạt ma toàn bộ màu đỏ lấy nửa bên thân trên, nhìn chừng 30 tuổi. Hắn chính là Thái Lan Thiên Tông tông chủ sư đệ, người xưng Đại Nhật Hoạt Phật. Đại Nhật Hoạt Phật trên thực tế đã 70 tuổi, hắn tu vi sớm đã là trường sinh cảnh nhất trọng. Mà bên phải là Thái Lan Tinh Nhẫn Thượng Sư. Tinh Nhẫn Thượng Sư chính là Hòa Thượng, hắn tu vi là thần thông bát trọng, trong tay hắn có một thanh huyết đao giết người vô hình. Còn lại hai vị thì là Thái Lan quốc gia bộ môn hai đại cao thủ, phân biệt gọi là Nguyễn Thành Quân, Nguyễn Kim Cương. Cái này hai huynh đệ khoảng 40 tuổi, tu tập Mật Tông Đại Âm Dương Thuật, tu vi cũng là thần thông thất trọng. Mật Tông tại Hoa Hạ là một cái chi nhánh, chính thức Mật Tông lại là tại Thái Lan. Cái này giống như ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong Minh Giáo cùng Ba Tư Minh Giáo. Dưới mắt bốn người này chính là tiếp nhận Viên Tinh Vân cảnh cáo, cấp tốc chạy tới đối phó quỷ sát. Bọn họ đã biết quỷ sát đặc tính, cho nên trước khi tới thì làm hứa nhiều công tác chuẩn bị. La Quân một đoàn người bị quỷ ma làm đủ sặc, thứ nhất là quỷ ma quá mức lợi hại. Thứ hai là chúng người trước đó không có làm chuẩn bị. Mà dưới mắt, Nguyễn Thành Quân cùng Nguyễn Kim Cương thủ bên trên không chỉ có đi qua trận pháp thối luyện phi đao, hơn nữa còn có cao bạo đạn, bazooka, lựu đạn. Đây đều là vì quỷ sát chuẩn bị. Về phần Tinh Nhẫn Thượng Sư, Tinh Nhẫn Thượng Sư huyết đao vô cùng sắc bén, chảm thần trừ ma, không nói chơi. Trong mọi người ở giữa cầm đầu dĩ nhiên chính là Đại Nhật Hoạt Phật. Đại Nhật Hoạt Phật lạt ma trường sinh cảnh tu vi, pháp lực vô biên, hắn chả có được pháp bảo đả thần tiên, sắc bén vô cùng. Đại Nhật Hoạt Phật đối mặt quỷ sát, không lưu tình chút nào quát lớn vì tiểu súc sinh. Quỷ sát lập tức liền ý thức được bốn người này lợi hại, nó cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm, nó đồng thời cũng rất là không hiểu. Quỷ sát nhìn về phía Đại Nhật Hoạt Phật, nó hỏi, các ngươi là ai? Quỷ sát nói chuyện chính là Hoa ngữ, đây là bởi vì La Quân chính là nó lời nói nhập môn. Cái kia Hoạt Phật Lạt Ma cũng là hiểu Hoa ngữ, hắn lập tức vô cùng uy nghiêm nói ra, nghiệt xúc, người tội ác chồng chất, hôm nay bần tăng bọn người cũng là đến lấy tính mạng ngươi. Quỷ sát rất lợi hại không hiểu, nó nói ra, ta hôm qua mới xuất thế, đến hôm nay mới thôi. Giết chết người tất cả đều là quỷ ác chi quái, chưa từng hại qua một người tốt. Ngươi vì sao muốn nói ta tội ác chồng chất? Hoạt Phật Lạt Ma không khỏi sững sờ. Tinh Nhẫn Thượng Sư nói, A-di-đà Phật, Hoạt Phật, cùng cái này nghiệt chướng rông dài cái gì, giết là được. Này nghiệt chướng một ngày chưa trừ diệt, nước ta vĩnh viễn khó mà an bình. Doan Sân Jun cùng Doan Dinh Gang cũng là nói, không sai, giết là được. Trong nháy mắt, bốn vị này tuyệt đỉnh cao thủ trong mắt đều là sát ý lộ ra. Quỷ sát ngồi yên ở trên mặt đất, nó nói ra, ta là người tốt, ta không có tội ác chồng chất, các ngươi không có thể giết ta. Nó đón đến, nói ra, ta cũng không thể giết các ngươi, bởi vì ta đã đáp ứng ba, ta muốn làm một người tốt. Các ngươi không nên ép ta. Quỷ sát lại như tại giải thích, lại như đang lầm bầm lầu bầu, nó lộ ra mâu thuẫn, thống khổ cực. Nó ở trong lòng hỏi mình, ba, ta nên làm cái gì? Ngươi chỉ nói cho ta biết, không nên giết người tốt. Nhưng ngươi lại không nói cho ta biết, bọn họ muốn giết ta lúc,
ta nên làm cái gì? Nghiệt chướng, còn muốn ngụy biện. Tinh nhẫn thượng sư trong mắt lóe lên hàn quang, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, sau đó, hắn liền tế ra huyết đao. Cái kia huyết đao dài 3 xích, lưỡi đao bức người, quanh thân như máu. Này huyết đao chính là lấy Thái Lan hàng đầu thuật dành dụ 1000 tên chết oan người máu tươi ngưng luyện mà thành. Tuy nhiên tinh nhẫn thượng sư chính là huyền môn chính tông cao thủ, nhưng cái này miệng huyết đao lại là tràn ngập tà khí. Tinh nhẫn thượng sư chính là tại chu sát một tên tà đạo cao thủ lúc, sau cùng từ tà đạo cao thủ trên tay chiếm lấy cái này một thanh huyết đao. Tinh nhẫn thượng sư cảm nhận được huyết đao lợi hại, lại không đành lòng hủy đi. Sau cùng liền cảm giác, cái này miệng huyết đao nếu là rơi vào tà đạo trên tay, hội tai họa vô số. Hắn liền chính mình cầm huyết đao, lấy huyết đao đến được chính đạo sự tình. Huyết đao trong thân đao có được oán hận niệm lực, đồng thời lại có trận pháp ở chính giữa. Chỉ cần hơi khu động huyết đao liền có thể phát ra cường hãn đao quang giết người. Đao này, chính là giết người ở vô hình lợi khí. Giờ phút này, tinh nhẫn thượng sư tế ra huyết đao. Cái kia huyết đao lập tức bay ra ngoài, như một đạo giải lụa màu đỏ ngòm đồng dạng bay về phía không trung. Sau đó, tinh nhẫn thượng sư trong tay thủ ấn liên tiếp, tiếp lấy 5 ngón tay đột nhiên điểm xạ hướng quỷ sát đầu lâu. Trong một chớp mắt, cái kia huyết đao phát ra 5 đạo huyết quang. 5 đạo huyết sắc quang hoa như thiểm điện đao quang chém tới quỷ sát đầu lâu. Quỷ sát không có tránh né, lập tức, 5 đạo huyết quang chạm tại nó trên đầu. Nó trên đầu xuất hiện 5 đạo vết máu, máu tươi lập tức chảy ra. Bất quá quỷ sát cũng không có thù đến vết thương chí mạng, nó tựa như là bị vạch phá ra. 4 vị cao thủ nhìn thấy một màn này không khỏi hãi nhiên. Huyết đao huyết quang chém sắt như chém bùn đều không nói chơi, nhưng lại không cách nào đối thịt người chi thân quỷ sát tạo thành thương tổn. Cái này quỷ sát thân thể cường hãn đến thật sự là quá biến thái. Tuy nhiên như thế, quỷ sát vẫn là phát ra thống khổ gào rít. Nó muốn chạy trốn, muốn tránh né, nhưng tứ phía đều là người, nó không biết nên như thế nào tự xử. Doan Sơn Jun trực tiếp từ phía sau lưng lấy ra bazooka. Cái kia Doan Dinh Gang lập tức giúp Doan Sơn Jun lắp đạn. Sau đó, bazooka nhắm ngay quỷ sát lập tức phát bắn xuyên qua. Oanh! Một cái đạn hỏa tiễn không lưu tình chút nào oanh sát hướng quỷ sát, mang theo tiếng thét. Giống! Ở trong nháy mắt này, quỷ sát rốt cục cảm nhận được tuyệt đỉnh nguy cơ. Hắn đột nhiên hai mắt biến đỏ, một tiếng lệ hống. Trong một chớp mắt, nó cả người bắp thịt phát sinh biến dị. Trong chớp mắt ấy, tựa như là người khổng lồ xanh buông xuống. Một cái màu đen quái vật ầm vang hiện ra ở trước mặt mọi người. Cái kia đạn hỏa tiễn trực tiếp bị quỷ sát một thanh nắm trong tay. Ầm ầm, đạn hỏa tiễn nổ tung, mãnh liệt hỏa quang cùng mây hình nấm bay lên. Mọi người cơ hồ muốn thấy không rõ lắm phía trước tình huống, nơi đó lại là một mảnh bụi mù cuồn cuộn. Nhưng bụi mù tiêu tán về sau, quỷ sát vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ. Nó bỗng nhiên gầm hét lên, giống như là thụ thương cô lang. Doan Sơn Jun, Doan Dinh Gang không khỏi thất sắc. Bọn họ nghĩ không ra, thế mà liền đạn hỏa tiễn đều không thể đối quỷ sát tạo thành thương tổn. Quả nhiên là quỷ sát chi thân, cái này nghiệt xúc như thế cường hãn, nếu là tùy ý nó trở lại Thái Lan, vậy sẽ là cả quốc gia tai nạn. Tinh nhẫn thượng sư nói, bần tăng không thể để ngươi sống nữa. Hắn sau khi nói xong, liền ngự huyết đao, cái kia huyết đao như tấm lụa đột nhiên chém giết tới. Huyết đao quang mang vần quanh ở quỷ sát cái cổ, liền muốn đem quỷ sát chém rụng đầu lâu. Máu này đao chi sắc bén là không thể tưởng tượng. Nhưng mà, đúng lúc này, quỷ sát đột nhiên há mồm. Nó đầu lâu bãi xuống, thế mà liền đem huyết đao nuốt vào trong miệng. Tiếp theo, quỷ sát đại lực nhấm nuốt. Tinh nhẫn thượng sư không khỏi thất sắc, hắn cùng huyết đao chính là tâm ý tương thông. Lúc này hắn liền cảm giác được huyết đao đã bị quỷ sát nhai thành phấn vụn, sau đó, càng làm cho tinh nhẫn thượng sư tuyệt vọng là, quỷ sát đem huyết đao mảnh vỡ cho nuốt vào. Cái này một cái chớp mắt, quỷ sát lực lượng tựa hồ lại tinh khiết rất nhiều. Hảo lợi hại nghiệt xúc, hoạt Phật Lạt Ma cũng là thất sắc. Lúc này, Doan Sơn Jun cùng Doan Dinh Gang trên tay còn có thương cùng lựu đạn. Có thể đối mặt như thế cường hãn quỷ sát, bọn họ đã ngượng ngùng cầm súng cùng lựu đạn đi ra. Quỷ sát, ngay vào lúc này, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng chạy tới. Quỷ sát lập tức nhìn về phía La Quân bên này, nó nhìn thấy La Quân về sau, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cùng lúc đó, Hoạt Phật Lạt Ma xuất thủ. Hoạt Phật Lạt Ma tế ra đả thần tiên, cái kia đả thần tiên chính là thượng cổ thần vật,
uy lực vô cùng. Đả thần tiên nhìn cũng là một đầu màu đen có gai cây roi, cái này cây roi, có thể dài chừng ngắn, có thể mềm có thể cứng rắn. Roi này đã dám xưng làm đả thần, tự nhiên là có chỗ độc đáo. Hoạt Phật Lạt Ma cầm trong tay đả thần tiên, đột nhiên đem đả thần tiên vung ra. Thì như vậy Diêu Không hướng về phía quỷ sát đầu lâu một roi đánh tới. Mắt thường của mọi người có thể thấy được bên trong, liền gặp một đạo bóng roi tàn nhẫn chém tới quỷ sát đầu lâu. Lạch cạch một tiếng, quỷ sát trên mặt lập tức xuất hiện một đạo rõ ràng bóng roi, cái này một roi đem quỷ sát trên mặt đánh cho da chóc thịt bong. Quỷ sát phát ra thống khổ đến thét lên, đồng thời, nó hai mắt lại lần nữa máu bắt đầu hót. Quỷ sát gào thét một tiếng, như thiểm điện xông Hoạt Phật Lạt Ma bổ nhào qua. Hoạt Phật Lạt Ma trong mắt lãnh quang hiện lên, dưới chân hắn nhất động, thân thể liền trượt ra 10 mét bên ngoài. Đồng thời lại ba ba đánh ra hai cây roi. Hai đạo bóng roi lại lần nữa đập nện tại quỷ sát trên mặt, quỷ sát mặt thượng tam đạo vết roi giữ tợn răng khắp nơi, mà lại huyết nhục lăn lộn, nhìn 10 phần khủng bố. Quỷ sát quả nhiên là đau nhức tới cực điểm, nó kêu thê lương thảm thiết đứng lên, thân thể cũng liền càng thêm phát điên đứng lên. Nó liên tục vồ giết về phía Hoạt Phật Lạt Ma, nhưng Hoạt Phật Lạt Ma thân thể phiêu hốt như điện, quỷ sát liền Hoạt Phật Lạt Ma bóng dáng đều bắt không được. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng ngưng trọng nhìn lấy hiện trường đây hết thảy. Hai người trong lúc nhất thời lộ ra rất là khó xử. Thái Lan cao thủ tới giết quỷ sát, đây là có bọn họ lập trường. Trầm Mặc Nùng cùng La Quân đại biểu Hoa Hạ như lại ra tay trợ giúp quỷ sát, vậy làm sao cũng không thể nào nói nổi. Lúc này, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cũng chỉ có thể âm thầm gấp. La Quân chỉ hy vọng quỷ sát có thể bình an đào tẩu. Quỷ sát, đi, La Quân rốt cục nhịn không được kêu đi ra. Quỷ sát phẫn nộ tới cực điểm. Nó toàn thân sát khí trùng thiên, cái này lúc sau đã đem La Quân lời nói cũng vào tai này ra tai kia. Quỷ sát liên tục đánh giết Hoạt Phật Lạt Ma, Hoạt Phật Lạt Ma nhẹ nhõm né tránh. Hắn đả thần tiên tại quỷ sát trên thân lưu lại vô số vết roi. Lúc này quỷ sát đã toàn thân đều bị đánh ra chóc thịt bong. Giống, quỷ sát nổi giận gầm lên một tiếng, nó dừng lại, đi a. La Quân ở trong lòng kêu gào. Trầm Mặc Nùng cũng mở miệng nói ra, quỷ sát. Ngươi chẳng lẽ quên ba ba lời nói, ba ba muốn ngươi làm một người tốt, ngươi còn không đi. Nàng là khó mà nói, ngươi mau trốn a, cho nên lời muốn nói xinh đẹp điểm. Quỷ sát bỗng nhiên quay người, nó trên mặt máu thịt be bét xông Trầm Mặc Nùng lệ hống nói, ngươi vì cái gì không để bọn hắn làm người tốt, chẳng lẽ cũng là bởi vì ta dễ khi dễ. Hoạt Phật Lạt Ma trong tay vung ra bóng roi vô số. Trong một chớp mắt, bóng roi đầy trời, thì như hạt mưa rơi vào quỷ sát trên thân. Quỷ sát trên mặt đất thống khổ đánh lăn, nó ôm đầu, không ngừng kêu thê lương thảm thiết. La Quân thực sự nhìn không được, hắn cùng Trầm Mặc Nùng vừa liếc mắt sắc, cấp tốc hướng Hoạt Phật Lạt Ma tới gần, A-di-đà Phật. Tinh nhẫn thượng sư còn có Doan Sân Jun, Doan Dinh Gang lập tức ngăn lại La Quân cùng Trầm Mặc Nùng. Tinh nhẫn thượng sư nói, A-di-đà Phật, hai vị thí chủ, này chính là chúng ta quốc sự cũng là việc tư, còn mời hai vị không nên nhúng tay. Cút ngay. La Quân hai mắt huyết hồng, hắn đem quỷ sát xem như thân sinh nhi tử. Dưới mắt thân sinh nhi tử nhận như thế ngược đãi, hắn làm sao cũng không thể bình tĩnh. La Quân nói vừa xong, lập tức quanh thân khí thế phát động. Đại thánh đạo tràng, khí thế như hồng. Quanh thân kình lực nhấp nhô, phong lôi trận trận. Tiếng sấm liên tục quyền ầm vang chảm giết ra ngoài. Quyền như giận long xuất hải, trực tiếp chui thẳng hướng tinh nhẫn thượng sư vị trí hiểm yếu. Tinh nhẫn thượng sư trong mắt hàn quang lóe lên, hắn cũng không tránh né, lại là một chiêu uất ức quyền cản tới. Thiểm điện giao thủ ở giữa, tinh nhẫn thượng sư một thanh cầm chắc lấy La Quân quyền đầu. Cùng lúc đó, tinh nhẫn thượng sư cường đại pháp lực trực tiếp công sát hướng La Quân đầu lâu. Trên thực tế, tinh nhẫn thượng sư lực lượng cũng không so La Quân lớn hơn bao nhiêu. Tu luyện nhục thân, đến hóa thần đỉnh phong, cái kia cùng thần thông nhất trọng, bát trọng không khác nhau bao nhiêu. Bởi vì thân thể là có ràng buộc. Thần thông cao thủ tu luyện là pháp lực. Bất quá pháp lực không cường đại tới trình độ nhất định, vậy đối phó hóa thần cao thủ cũng là vô dụng. Bởi vì pháp lực vô pháp trấn nhiếp đối phương não vực. Bất quá tinh nhẫn thượng sư chính là thần thông bát trọng, pháp lực cao cường. Hắn đối phó hóa thần phía dưới cao thủ, có thể trực tiếp lấy pháp lực khống chế đối phương não vực, cũng có thể ngự kiếm giết người ngoài ngàn mét. Liền xem như đối phó La Quân dạng này hóa thần cao thủ. Đột nhiên phát động, cũng là uy lực vô biên.
Tinh nhẫn thượng sư bắt lấy La Quân quyền đầu, hắn pháp lực tại trong não vực hình thành một đạo lợi kiếm, trực tiếp vô hình thiểm điện đâm về La Quân não vực. Đây chính là giết người ở vô hình. La Quân tại vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong căn bản là không có cách tới, loại công kích này cùng loại tinh thần công kích. Bất quá Trầm Mặc Nùng tại La Quân bên cạnh, nàng lập tức ý thức được tinh nhẫn thượng sư pháp lực công kích. Trong lúc nguy cấp, Trầm Mặc Nùng trong mắt tinh quang lóe lên. Nàng trong não vực, một cỗ sóng tinh thần công kích cũng cấp tốc hình thành, trực tiếp oanh sát hướng tinh nhẫn thượng sư sóng tinh thần. Hai cỗ sóng tinh thần trên không trung ma sát ra kịch liệt từ trường chấn động, chỉ kém không có hình thành tia lửa xuất hiện. Tinh nhẫn thượng sư tinh thần công kích bị Trầm Mặc Nùng ngăn cản. Trầm Mặc Nùng cùng tinh nhẫn thượng sư đều là thần thông bát trọng cao thủ, bất quá tinh nhẫn thượng sư là lấy Phật gia niệm lực tu hành mà đến. Mà Trầm Mặc Nùng pháp lực lại là âm sát tinh khí dành dụng, càng thêm tinh thuần cường đại. Tinh nhẫn thượng sư không khỏi bị kinh ngạc. La Quân nhất quyền bị tinh nhẫn thượng sư bắt lấy, hắn lập tức vung tay một vụ nổ, một cỗ hình xoắn ốc điện lưu từ quyền đầu bên trong tuôn ra. Tinh nhẫn thượng sư nhất thời cảm nhận được La Quân quyền đầu bên trong võ đạo tinh thần cùng cuồn cuộn dòng nước lũ, hắn lập tức liền không cầm nổi, bạch 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 lui lại ba bước. La Quân không để ý tới tinh nhẫn thượng sư, một cái di hình hoán ảnh lách qua tinh nhẫn thượng sư, hướng phía Đại Nhật Hoạt Phật phương hướng thiểm điện chạy giết mà đi. Lúc này, Đại Nhật Hoạt Phật vẫn còn tiếp tục quất quỷ sát. Quỷ sát đã không hề có lực hoàn thủ, mắt thấy là phải bị Đại Nhật Hoạt Phật đả thần tiên đánh chết. Cái này là La Quân không thể cho phép cùng dễ dàng tha thứ. Bất quá lúc này, Doan Sơn Jun cùng Doan Dinh Gang cũng xuất thủ. Bọn họ tuyệt sẽ không để La Quân tới gần Đại Nhật Hoạt Phật, hai người giống như tường đồng vách sắt ngăn ở La Quân trước mặt. Cút ngay, La Quân lệ hống một tiếng, huyết hạch chi lực lại lần nữa bạo phát, lão hùng tràng thụ. Hắn là đơn độc công sát hướng Doan Dinh Gang, cả người tựa như là lão hùng đồng dạng đụng giết đi qua. Giống như dòng nước lũ sụp đổ, lực lượng cường hãn vô cùng. La Quân toàn lực bạo phát, lực lượng đã tiếp cận hóa thần đỉnh phong. Hóa thần đỉnh phong, cũng chính là thân thể lực lượng đỉnh phong. Doan Dinh Gang vẫn là kim đan đỉnh phong, chỗ của hắn có thể đầy đủ chịu được La Quân cái này va chạm. Cái này một cái chớp mắt, Doan Dinh Gang duy vừa nghĩ tới đến cũng là lui lại. Hắn thiểm điện lui lại đồng thời, một cái súng lục ổ quay bỗng nhiên trượt ra, hướng phía La Quân điểm ra hai phát. La Quân bị kinh ngạc, không có nghĩ tới tên này còn có thương. Mà lại, Doan Dinh Gang thương pháp cực chuẩn. Trong lúc nguy cấp, La Quân thân thể như con lươn trượt đi, rốt cục né tránh hai phát công sát. Cũng là Doan Dinh Gang biết La Quân là người Hoa, cũng biết La Quân thân phận cùng Hoa Hạ cao tầng rất nhiều ngọn nguồn, cho nên mới không có hạ tử thủ. Không phải vậy lời nói, lấy Doan Dinh Gang cùng Doan Sơn Jun hai súng uy lực tuyệt đối có thể cho La Quân nuốt hận tại chỗ. Doan Dinh Gang cùng Doan Sơn Jun đều lấy súng lục ổ quay bước ở La Quân, hai người tối om họng súng để La Quân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Về phần tinh nhẫn thượng sư, tinh nhẫn thượng sư cùng Trầm Mặc Nùng cũng kịch liệt đánh nhau. Trầm Mặc Nùng vững vàng chiếm thượng phong, nhưng là nàng muốn trong thời gian ngắn đánh bại tinh nhẫn thượng sư, hoặc là bước lui tinh nhẫn thượng sư, vậy cũng là có chút không có khả năng. Trên thực tế, nếu không phải tinh nhẫn thượng sư huyết đao bị quỷ sát nuốt chửng lấy, như vậy Trầm Mặc Nùng cùng La Quân đều sớm đã là tinh nhẫn thượng sư vong hồn dưới đao. Thần thông cao thủ cường đại không ở chỗ bọn họ thân thể lực lượng, mà là bởi vì bọn hắn có được khai phát não vực năng lực, có thể sinh ra pháp lực. Pháp lực khống chế pháp khí, uy lực vô cùng. Bất quá dưới mắt, tinh nhẫn thượng sư huyết đao cũng không có, hắn năng lực thực chiến ngược lại không mạnh, cho nên khắp nơi đều bị Trầm Mặc Nùng áp chế. La Quân bên này mấy lần muốn đột phá đều không tìm được cơ hội, La Quân không khỏi gấp. Hắn bỗng nhiên lui lại, mấy lần phiêu hốt lóe lên, cuối cùng đi đến Trầm Mặc Nùng bên người. La Quân tiếp lấy một chiêu tiếng sấm liên tục quyền mãnh liệt hướng tinh nhẫn thượng sư vị trí hiểm yếu oanh sát mà đi. Chỉ cần hắn cùng Trầm Mặc Nùng thiểm điện đánh giết tinh nhẫn thượng sư, như vậy Doan Sơn Jun cùng Doan Dinh Gang cũng liền không đủ gây sợ. Tinh nhẫn thượng sư đối mặt La Quân Trầm Mặc Nùng công kích, không khỏi hãi nhiên thất sắc. Hắn lập tức thiểm điện lui lại, tránh né. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng nhanh chóng đuổi kịp. Nhưng đây là Doan Sơn Jun cùng Doan Dinh Gang cũng đã cứu viện tới. Song phương hỗn chiến với nhau, riêng phần mình kiêng kỵ lẫn nhau, lại là ai cũng không làm gì được người nào. La Quân muốn đơn độc ứng đối tinh nhẫn thượng sư, đó căn bản không có khả năng. Bởi vì tinh nhẫn thượng sư nếu như quyền lực phối hợp tinh thần lực,
La Quân liền một chiêu đều không tiếp nổi. Cho nên Trầm Mặc Nùng không có khả năng để La Quân đến đơn độc đối mặt Tinh Nhẫn Thượng Sư. Mà Tinh Nhẫn Thượng Sư cũng sẽ không để Doan Sân Jun cùng Doan Dinh Gang đến đơn độc đối mặt Trầm Mặc Nùng, bọn họ tại Trầm Mặc Nùng thủ hạ cũng đi bất quá một chiêu. Doan Sân Jun cùng Doan Dinh Gang, hai người bọn họ một người dùng súng khắc chế La Quân, một người dùng vũ lực trấn nhiếp La Quân. La Quân cho dù tu vi thông huyền, lại cũng căn bản đột phá không hai người này liên thủ. Phải biết Thái Lan phương diện đối quỷ sát sự tình là phi thường trọng thị, cho nên lần này phái ra toàn bộ đều là Thái Lan tinh anh. Doan Sân Jun cùng Doan Dinh Gang là Thái Lan quốc gia bộ môn cao thủ, mà Đại Nhật Hoạt Phật cùng Tinh Nhẫn Thượng Sư là tự nguyện đến giúp đỡ dân gian cao thủ. La Quân bên này vô pháp nghĩ cách cứu viện quỷ sát. Như vậy quỷ sát thì thật muốn bị Đại Nhật Hoạt Phật đánh chết sao? Quỷ sát xác thực đã tình huống không ổn, nó trên mặt, trên thân toàn bộ bổ ra thịt bong. Cái kia đả thần tiên thật sự là một kiện không được thần khí, cho dù là cường đại như quỷ sát thân thể cũng chống đỡ không nổi. Bất quá ngay tại quỷ sát mắt thấy muốn bị đả thần tiên đánh chết tình huống dưới, chuyện quỷ dị lại lần nữa phát sinh. Cái kia chính là quỷ sát thân thể, tế bào bắt đầu lại lần nữa biến dị. Cơ hồ là mắt trần có thể thấy tình huống dưới, quỷ sát da thịt bắt đầu kết vảy, đồng thời chóc ra. Đại Nhật Hoạt Phật thấy cảnh này không khỏi thất sắc. Hỏng bét, cái này nhiệt xúc thân thể lại là vô lậu chân thân. Đại Nhật Hoạt Phật sắc mặt trắng bệch, hắn lập tức nhanh chóng khu động đả thần tiên. Cái kia đả thần tiên trên không trung sắn cái roi hoa, sau đó đột nhiên cuốn lấy quỷ sát cổ. Diệt, Đại Nhật Hoạt Phật nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn đem quỷ sát đầu lôi kéo xuống. Nhưng là lúc này, quỷ sát đột nhiên giận mở hai mắt. Nó hai mắt một mảnh huyết hồng, nó đột nhiên vươn tay bắt lấy đả thần tiên, tiếp lấy liền muốn từ Đại Nhật Hoạt Phật trong tay đem đả thần tiên cướp đi. Tốt nghiệt xúc, Đại Nhật Hoạt Phật lệ quát một tiếng, cổ tay khẽ đảo, năm ngón tay động liên tục. Lại là thi triển cái thu tiên pháp quyết. Quỷ kia sát thủ bên trong đột nhiên không còn, đả thần tiên khôi phục nguyên dạng đến Đại Nhật Hoạt Phật trên tay. Quỷ sát trên thân, trên mặt hoàn toàn chóc ra ra một đạo màu đen vảy. Nó thương tổn cái này lúc sau đã hoàn toàn tốt, mà lại bởi vì trong cơ thể nó tế bào lại một lần nữa tiến hóa, nó lực lượng cũng thì càng thêm cường đại. Giống, quỷ sát đột nhiên lệ hống, tiếp lấy như thiểm điện vồ giết về phía Đại Nhật Hoạt Phật. Tốc độ nó nhanh càng nhiều, thân thể càng thêm linh hoạt. Nhìn kỹ, có thể trông thấy quỷ sát thân thể nhỏ số 1. Hắn móng vuốt lớn điên cuồng vồ giết về phía Đại Nhật Hoạt Phật. Đại Nhật Hoạt Phật sắc mặt nghiêm túc, hắn thân pháp như điện, linh xảo tránh né quỷ sát công kích. La Quân cả đám cũng đã nhìn thấy hiện trường tình hình. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng gặp quỷ sát chiếm thượng phong, hai người vừa mừng vừa sợ, đồng thời cũng thở phào một hơi. Bất quá Tinh Nhẫn Thượng Sư cùng Doan Sân Jun cùng Doan Dinh Gang thì lộ ra rất lợi hại không bình tĩnh. Lấy Tinh Nhẫn Thượng Sư cùng Doan Sân Jun, Doan Dinh Gang bản sự. Bọn họ muốn đi giúp trợ Đại Nhật Hoạt Phật căn bản là vô dụng. Lúc trước Phiên Tinh Vân cùng Lâm Băng đều không có biện pháp giúp La Quân đối phó quỷ ma. Đây là bởi vì quỷ sát tốc độ quá nhanh, mà lại thân thể quá cường đại. Bazooka cùng huyết đao đều không làm gì được quỷ sát. Huống chi Tinh Nhẫn Thượng Sư cùng Nguyễn Gia huynh đệ thân thể lực lượng, cái kia đều giống như là cho quỷ sát gãi ngứa ngứa. Trên thực tế, liền xem như Đại Nhật Hoạt Phật, hắn nếu không phải có cái này đả thần tiên, đó cũng là vô pháp đối quỷ sát tạo thành thương tổn. Nhưng là dưới mắt, coi như hắn có đả thần tiên, vậy cũng rất khó đối quỷ sát tạo thành thương tổn. Bất đắc dĩ bên trong, Đại Nhật Hoạt Phật đại niệm một tiếng mau. Cái kia đả thần tiên lập tức rời khỏi tay, trên không trung thiểm điện vũ động. Sau cùng hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong một chớp mắt liền đem quỷ sát chói gô đứng lên. Giống, quỷ sát ra sức giằng co. Cái kia đả thần tiên lập tức theo lấy quỷ sát hấp khí bật hơi bành trướng cùng thu nhỏ đứng lên. Vô luận quỷ sát như thế nào banh ra thân thể, cái kia đả thần tiên đều giống như kẹo da trâu một dạng, theo quỷ sát thân thể biến hóa. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng sắc mặt chìm xuống. Bọn họ trước mắt cũng chỉ có thể nín hơi quan sát. Bởi vì bọn hắn cho dù là muốn giúp đỡ, nhưng này Tinh Nhẫn Thượng Sư cùng Nguyễn Gia huynh đệ cũng quyết không cho phép. Bất quá lúc này, lớn nhất ngưng trọng lại là Đại Nhật Hoạt Phật. Đại Nhật Hoạt Phật cảm giác được chính mình đả thần tiên bên trong trận pháp ba động vô cùng lợi hại, đã có muốn mất khống chế khả năng. Cái này quỷ sát lực lượng quá kinh khủng. Đại Nhật Hoạt Phật hai mắt trợn lên, tuôn ra dọa người tinh quang. Hắn chìm quát một tiếng nói, nghiệt xúc, nhìn ta.
Câu nói này có vô thượng trấn nhiếp lực, để quỷ sát kìm lòng không được nhìn về phía Đại Nhật Hoạt Phật hai mắt. Quỷ sát nhìn thấy Đại Nhật Hoạt Phật hai mắt nháy mắt, lập tức liền cảm giác mình ngã vào đến vô biên trong vực sâu. Đây là Đại Nhật Hoạt Phật thi triển âm dương 9 tầng luyện ngục. Lấy hắn não vực tạo nên âm dương 9 tầng luyện ngục. Quỷ sát liền cảm giác mình thân ở hắc ám băng hàn 9 tầng luyện trong ngục. Nó cảm giác mình bị trói tại trên cột sắt, mà lại, bốn phía sấm sét vang dội. Tiếp theo, hắc ám không trung có từng đạo thiểm điện từ từ phát ra vô số điện hoa. Sau đó, một đạo thiểm điện mãnh liệt chém giết mà đến, bổ vào quỷ sát trên thân. Quỷ sát liền cảm giác toàn thân thống khổ dị thường, thống khổ đến muốn co rút cấp độ. Rất nhanh, lại có thiểm điện chém giết mà đến. Từng đạo thiểm điện không ngừng bổ giết tới. Quỷ sát phát ra thống khổ gào giết. Trầm Mặc Nùng cùng La Quân liền chỉ gặp quỷ sát bỗng nhiên đình chỉ giãy giụa, quỳ đi xuống, nó lại lần nữa phát ra thống khổ gào thét. Có thể trên người nó không có bất kỳ biến hóa nào cùng thương thế, nhưng nó thống khổ so trước đó càng thêm kịch liệt. Não vực chính là nhân thể thần linh vị trí, khi não tử cho là mình đụng phải thống khổ, thân thể kia đau đớn thần kinh liền sẽ thật kịch liệt đau nhức vô cùng. Khi não vực cho là mình muốn chết, cái kia cả người thì thật sẽ xuất hiện não tử vong trạng thái. Rất nhiều người nhảy lầu thực là bị hù chết, đạo lý chính là cái đạo lý này. Tinh Nhẫn Thượng Sư cùng Nguyễn Gia huynh đệ thấy thế không khỏi buông lỏng một hơi, ba người bọn họ liền càng thêm cảnh giác phòng bị La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đến giở trò. Trầm Mặc Nùng trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên tại trong não vực dựng dụng ra một đạo sóng điện não tinh thần công kích công sát hướng Đại Nhật Hoạt Phật. Cái này là tuyệt đối tinh thần công kích, giết người vô hình. Nàng ra bất ngờ, để Tinh Nhẫn Thượng Sư cũng không có kịp phản ứng. Tinh Nhẫn Thượng Sư bị kinh ngạc, lập tức cũng thi triển sóng tinh thần công sát hướng Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng pháp lực toàn bộ tại ứng đối Đại Nhật Hoạt Phật, cho nên lúc này căn bản bất lực đến chống cự Tinh Nhẫn Thượng Sư. Loại tinh thần này tầng diện công kích, La Quân cũng chỉ có thể ở một bên lực bất tòng tâm. Cho nên tại một tích tắc này, Trầm Mặc Nùng chỉ cảm thấy đầu kịch liệt đau nhức vô cùng, nàng đột nhiên lui lại ba bước, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp theo, nàng liền uể oải trên mặt đất, ngồi xếp bằng. Lúc này Trầm Mặc Nùng não vực bị Tinh Nhẫn Thượng Sư công kích, nàng não vực nhận thương tổn nghiêm trọng, nàng nhất định phải chìm lòng yên tĩnh khí đến an dưỡng, không phải vậy nàng thì có nguy hiểm tính mạng. La Quân thấy thế cũng là bị kinh ngạc. Liền cũng tại lúc này, cái kia Đại Nhật Hoạt Phật cũng là bị Trầm Mặc Nùng sóng tinh thần cho thương tổn đến. Đại Nhật Hoạt Phật đang hết sức chăm chú đối phó quỷ sát, cái này. Sóng tinh thần công kích là một loại huyền diệu công kích. Người bình thường cảm nhận được tinh thần uy áp cũng là một loại công kích. Tỉ như người bình thường đối mặt lãnh đạo, cảm thấy áp bách, thở không nổi, đó cũng là một loại tinh thần uy áp. Bất quá loại này người lãnh đạo uy áp là không cụ thể, là rất lợi hại mập mờ. Liền xem như người lãnh đạo chính hắn cũng không cảm giác được, suy nghĩ không thấu. Có lẽ vị lãnh đạo này người là sợ vợ, cái kia tại lão bà trước mặt thì một điểm uy nghiêm đều không có. Tới thần thông nhất trọng, cái kia chính là đối tinh thần lực một loại cụ thể hóa. Là thật sự có thể cảm thụ được, suy nghĩ đến thấu đồ, vật, là giống như thân thể khí huyết lực lượng một dạng, là có thể nắm chắc. Thần thông nhất trọng đến thần thông tam trọng thời điểm, sóng tinh thần hình thành pháp lực là yếu ớt. Chỉ có thể đối một số tu vi yếu ớt người đến tiến hành công kích, mà lại khoảng cách cũng có hạn. Giống Tư Đồ Viêm cùng Hồng Tú Liên chiến đấu, đó là bởi vì hai người chính là thuần tinh thần lực so đấu. Tới thần thông ngũ trọng bắt đầu, liền có thể thông qua pháp lực khống chế pháp khí, ngoài ngàn mét, phi kiếm giết người ở vô hình. Đến thần thông bát trọng loại tình trạng này, liền cũng có thể tại ngoài ngàn mét lấy tinh thần pháp lực tới giết người. Cho nên giờ phút này, Trầm Mặc Nùng pháp lực chi kiếm đối Đại Nhật Hoạt Phật tới nói tuyệt đối là một loại thương tổn. Đại Nhật Hoạt Phật thân thể chấn động, lập tức ở trong não vực hình thành pháp lực phòng ngự. Đây là một loại bản năng phòng ngự. Cùng lúc đó, quỷ sát sốt cục lệ hống một tiếng, phá vỡ Đại Nhật Hoạt Phật âm dương 9 tầng luyện ngục. Quỷ sát đột nhiên mở mắt, tiếp lấy lại bạo giống một tiếng, mãnh liệt dậm chân một cái. Quanh một tiếng, cái kia đả thần tiên rốt cục bị quỷ sát vỡ ra. Đả thần tiên tứ phân ngũ liệt, bật lên bay bắn đi ra. Quỷ sát đưa tay vồ mạnh, tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, trong một chớp mắt đem đả thần tiên tàn phá roi thân thể bắt trên tay. Tiếp theo, hắn liền đem cái này tàn phá đả thần tiên đưa vào bên trong miệng, mãnh liệt bắt đầu nhai nuốt. Mấy lần nhấm nuốt, liền đem đả thần tiên hoàn toàn thôn phệ đi vào.
quỷ sát lực lượng càng thêm tinh thuần một số. Tựa hồ quỷ sát thì có loại này thần kỳ bản sự, bất luận cái gì pháp khí cùng ác anh chờ một chút, nó đều có thể thôn phệ, đồng thời có thể đem bên trong có lợi cho thân thể nó đồ, vật chuyển hóa thành nó cần dinh dưỡng. Lúc này, Đại Nhật Hoạt Phật hãi nhiên thất sắc, hắn mất đi đả thần tiên, lại cũng khó có thể khống chế lại quỷ sát. Mà quỷ sát cũng tuyệt không khách khí, đột nhiên tiến lên, nhất trảo tử hoành chụp về phía Đại Nhật Hoạt Phật. Đại Nhật Hoạt Phật lập tức tránh tản ra tới. Quỷ sát lực lượng vô cùng to lớn, bốn phía cây cối bị nó quét ngang trống không. Mà lại, quỷ sát trực tiếp bắt hai cây đại thụ khoảng chừng quét ngang. Trong lúc nhất thời, phương viên 10 mét, không người có thể tránh né quỷ sát công kích. Cho dù là Đại Nhật Hoạt Phật thân pháp linh động tới cực điểm, nhưng bây giờ hắn cũng là chật vật không chịu nổi. Hiện trường bên trong kình phong mãnh liệt, bụi đất tung bay. Có thể nhìn ra được, mất đi pháp khí thần thông cao thủ còn có trường sinh cảnh cao thủ, toàn bộ đều có chút quá sức. Bọn họ đối mặt quỷ sát loại này thân thể vô địch ra hỏa, căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào. Mắt thấy Đại Nhật Hoạt Phật liền muốn nuốt hận tại chỗ. Ngay vào lúc này, Doan Sâng Jun cùng Doan Dinh Gang ánh mắt đến La Quân trên thân. Doan Sâng Jun đối Tinh Nhẫn Thượng Sư nói ra, đại sư, hai người này cùng quỷ sát quan hệ không tầm thường, chúng ta có thể dùng bọn họ làm con tin. Nói không chừng có thể uy hát yêu ta được quỷ sát. Tinh Nhẫn Thượng Sư nao nao, hắn do dự một cái chớp mắt về sau, trong mắt hàn quang lóe lên, nói ra, vậy thì tốt, cứ làm như thế, bần tăng không xuống đất ngục, ai vào địa ngục. Hắn sau khi nói xong thì xông La Quân triển khai sóng tinh thần công kích. La Quân nghe xong mấy người kia mở miệng liền cảm giác không ổn. La Quân tại Tinh Nhẫn Thượng Sư nói còn chưa dứt lời lỗ hổng, xoay người chạy. La Quân tâm lý rất rõ ràng, chỉ cần quỷ sát đem Đại Nhật Hoạt Phật giết liền có thể hồi viên tới. Đến lúc đó, Tinh Nhẫn Thượng Sư mấy người kia đều là không đủ gây sợ. La Quân lúc này cũng không lo được Trầm Mặc Nùng, dù sao Trầm Mặc Nùng thân phận không ít, mấy người kia cũng không dám giết Trầm Mặc Nùng. La Quân quay người nhanh chóng chạy trốn, hắn liên tục né tránh. Bất quá lập tức, La Quân cũng cảm giác được trong đầu truyền đến một cỗ kịch liệt nhói nhói, sau đó, hắn não tử tối đen, như vậy đã hôn mê. Nguyên lai La Quân tốc độ mặc dù nhanh, nhưng hắn lại nhanh cũng không nhanh bằng Tinh Nhẫn Thượng Sư sóng tinh thần công kích. Mặc kệ La Quân làm sao né tránh, cái kia sóng tinh thần công kích đều tinh chuẩn vô cùng tập kích đến La Quân não vực. La Quân vẫn là hóa thần chi cảnh, trong não vực yếu ớt vô cùng, lần này hắn lại thế nào chịu đựng được, tại chỗ thì chịu không nổi đã hôn mê. Nhưng mà này còn là Tinh Nhẫn Thượng Sư lưu thủ, nếu là Tinh Nhẫn Thượng Sư không nương tay, một chút liền có thể để La Quân não vực tử vong. Tinh Nhẫn Thượng Sư còn muốn dựa vào La Quân đến uy hát yêu ta quỷ sát, cho nên tuyệt sẽ không giết La Quân. Như là La Quân chết, vậy hôm nay bọn họ ở chỗ này toàn bộ đều phải chết. Điểm này, Tinh Nhẫn Thượng Sư trong lòng là rất rõ ràng. Cũng là tại lúc này, Doan Sâng Jun cùng Doan Dinh Gang phân biệt cưỡng ép ở La Quân cùng Trầm Mặc Nùng. Hai người phân biệt dùng súng miệng chống đỡ Trầm Mặc Nùng cùng La Quân Thái Dương Huyệt. Trầm Mặc Nùng hiện tại não vực thụ thương, cũng là không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho địch nhân bài bố. Tinh Nhẫn Thượng Sư gặp khống chế lại La Quân cùng Trầm Mặc Nùng, lập tức lấy hoa ngữ xông quỷ sát bên kia trong tiếng hít thở, hắn quát, nghiệt xúc, ngươi lại không dừng tay, hai người này thì sẽ trở thành chúng ta thương hạ vong hồn. Phát cuồng quỷ sát thân thể rung mạnh, nó nghe vậy về sau lập tức liền dừng lại công kích, hướng Tinh Nhẫn Thượng Sư nhìn bên này tới. Nó lập tức liền trông thấy La Quân cùng Trầm Mặc Nùng tình cảnh. Quỷ sát trong mắt lóe lên vô cùng sát ý, thì phải tiếp tục động thủ. Tinh Nhẫn Thượng Sư cùng Doan Sâng Jun cùng Doan Dinh Gang đều là giật mình, Tinh Nhẫn Thượng Sư đột nhiên quát, đứng lại, ngươi lại tiến lên trước một bước, chúng ta lập tức giết bọn hắn. Quỷ sát thân thể dừng lại, nó thở hổn hển quát ầm lên, thả cha ta, các ngươi cút ngay lập tức, không phải vậy ta đem toàn bộ các ngươi giết. Tinh Nhẫn Thượng Sư bọn người có thể cảm thụ được, quỷ sát trên thân tràn ngập vô cùng mãnh liệt sát khí cùng lệ khí. Cái này quỷ sát tên, tuyệt đối là danh bất hư truyền. Không được, Tinh Nhẫn Thượng Sư nói ra, người muốn chúng ta thả bọn họ cũng được, người trước hết khôi phục nguyên hình. Nếu không lời nói, người thì cho bọn hắn nhặt xác. Quỷ sát Trầm Mặc xuống dưới, nó gắt gao nhìn chằm chằm Tinh Nhẫn Thượng Sư, nói, có phải hay không chỉ cần ta khôi phục nguyên hình, các ngươi thì thả cha ta cùng A-di. Tinh Nhẫn Thượng Sư nói ra, không sai. Quỷ sát liền nói ra, tốt, ta tin tưởng các ngươi.
Nó nói vừa xong, đột nhiên mãnh liệt hít một hơi. Tiếp theo, quỷ sát thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Trong khoảnh khắc liền từ bàng nhiên cự vật quái thú hóa thành 8 tuổi khoảng chừng đại tiểu hài tử. Bất quá quỷ sát tiểu hài tử này trên người có tinh mịn vảy màu trắng, tướng mạo phá lệ cổ quái khủng bố. Nhưng ánh mắt nó rất lợi hại, lam, xanh mênh mang, tựa như là cái sinh quái bệnh nước ngoài bé trai. Lúc này quỷ sát, đã không còn quỷ sát uy nghiêm cùng lệ khí, cũng không có khủng bố như vậy. Thả cha ta cùng A-di, quỷ sát hướng về phía tinh nhẫn thượng sư nói ra. Tốt, tinh nhẫn thượng sư nói ra. Hắn nói vừa xong, liền cũng tại lúc này, hắn hoàn thành cùng đại nhật hoạt Phật giao lưu. Vừa rồi tinh nhẫn thượng sư sở dĩ muốn quỷ sát khôi phục nguyên hình, hết thảy đều là đại nhật hoạt Phật bày mưu đặt kế. Hai người này đều là thần thông cao thủ, đại nhật hoạt Phật càng là trường sinh cảnh cao thủ. Hai người có thể cách không xuyên thấu qua giao lưu tinh thần, biết lẫn nhau ý tứ. Liền cũng tại lúc này, đại nhật hoạt Phật đột nhiên thì xuất thủ. Hắn đột nhiên xuất thủ, tay áo bên trong bay ra một đạo hào quang. Đạo này hào quang không có dấu hiệu nào, nhanh chóng vô cùng bắn vào quỷ sát phía sau lưng, chui vào đến quỷ sát trái tim bên trong. Quỷ sát sắc mặt kịch biến, nó kêu thê lương thảm thiết một tiếng, quỳ đi xuống. Mà lại, quỷ sát lập tức lại co quắp tại mặt đất. Trầm Mặc Nùng đột nhiên mở mắt, nàng xem thấy quỷ sát như vậy thống khổ, liền lại là đau lòng, lại là phẫn nộ, nói, các ngươi cũng coi là có tên có tuổi nhân vật, cư nhiên như thế bị ổi. Doan gia huynh đệ bên trong Doan Sơn run lạnh hừ một tiếng, nói ra, Trầm sử trưởng, ngươi cũng không cảm thấy ngại đến trách hỏi chúng ta. Chúng ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi cùng tiểu tử này là cái gì giáp tâm. Quỷ sát chính là chúng ta Thái Lan quỷ đế, nếu là buông xuống, tai họa vô cùng. Các ngươi liều mạng muốn bảo vệ nó, không phải là muốn gây ra hai nước mâu thuẫn. Trầm Mặc Nùng nhất thời nghẹn lời. Hắn không để ý tới Doan Sơn Jun, mà chính là đối đại nhật hoạt Phật nói ra, ngươi đối quỷ sát đến làm cái gì. Đại nhật hoạt Phật ngâm một tiếng niệm Phật, nói, đại nhật Như Lai, ban thưởng ta linh quang. Một tiếng này Phật hiệu thì cùng loại hòa thượng A-di-đà Phật. Đại nhật hoạt Phật sau khi nói xong, lại nói với Trầm Mặc Nùng, đây là bần tăng sư huynh ban cho bần tăng đầu đinh sách, cũng xưng tang môn đinh. Tang môn đinh một khi đánh vào đối phương trái tim bên trong, liền xem như cao thủ lợi hại hơn nữa, cũng phải đền tội. Trước đó đại nhật hoạt Phật cũng không phải là không muốn đối quỷ sát thi triển tang môn đinh, mà là bởi vì hắn một mực tìm không thấy cơ hội. Dưới mắt là lừa gạt quỷ sát khôi phục nguyên hình. Đồng thời không có phòng bị tình huống dưới đột nhiên đánh lén, như thế phương mới thành công. Trầm Mặc Nùng nghe nói hậu tâm tiếp theo chìm, các ngươi muốn thế nào đối đãi quỷ sát. Cái kia quỷ sát còn trên mặt đất thống khổ gào thét. Cái này tang môn đinh cũng không phải phổ thông đồ, vật, bên trong có kịch độc, còn có đại pháp lực cao thủ pháp lực gia trì. Không phải như thế lời nói, tang môn đinh lại làm sao có thể chế phục đến quỷ sát. Loại này tang môn đinh vốn là khiến người ta thấy máu thì chết. Cũng là quỷ sát thân thể cường đại, mới có thể để tang môn đinh vào trái tim lại không chết. Quỷ sát toàn thân mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt trắng bệch, nó mỗi một phút mỗi một giây đều đang chịu đựng không phải người dày vò. Trầm Mặc Nùng nhìn đau lòng cực. Nàng vừa rồi tuy nhiên tại liệu thương, nhưng trong lòng lại tựa như gương sáng, nàng biết nếu không phải quỷ sát muốn cố kỵ nàng và La Quân tánh mạng, đám người này căn bản là không có biện pháp thương tổn đến quỷ sát. Đại nhật hoạt Phật sắc mặt nghiêm túc, hắn nói ra, quỷ sát chính là hại người nhiệt xúc, nếu là tùy ý nó còn sống, sẽ tạo thành nước ta sinh linh đổ thán. Cho nên, nó tự nhiên là muốn chết. Hắn nói vừa xong liền đối với Doan gia huynh đệ nói ra, quỷ sát hiện tại đã mất đi phản kháng năng lực, các ngươi đưa nó đầu lấy xuống. Tốt, hoạt Phật, Doan gia huynh đệ nghĩa bất dung từ, nghĩa vô phản cố. Hai người lập tức đi vào quỷ sát trước mặt. Quỷ sát co do. Không có chút nào muốn phản kháng ý tứ. Trầm Mặc Nùng không khỏi lo lắng vô cùng, nàng mắt nhìn La Quân vẫn còn đang hôn mê bên trong. Lúc này trông cậy vào La Quân là không thể nào. Trầm Mặc Nùng âm thầm lo lắng, tâm đạo, chẳng lẽ cái này thật sự là quỷ sát mệnh? Nếu là như thế, cái kia quỷ sát tại sao muốn sống sót? Đã nó xuất sinh, vì cái gì lại hội chết hiểu? Chẳng lẽ nó vẻn vẹn đến giúp đỡ La Quân, sau đó giúp đỡ La Quân tới cứu mình? Trầm Mặc Nùng vừa nhìn về phía La Quân, nói thầm, La Quân a La Quân, ngươi nhanh tỉnh lại nghĩ một chút biện pháp a. Nếu như ngươi biết quỷ sát là bởi vì cứu ngươi mà chết, vậy sau này ngươi chẳng phải là muốn tự trách cả một đời.
Người sống một đời, mặc kệ lớn bao nhiêu thần thông, nhưng đều sẽ có bất lực thời điểm. Trầm Mặc Nùng tại hóa thần chi cảnh thời điểm có bất lực sự tình, tại thần thông nhất trọng thời điểm có bất lực sự tình. Liền xem như đến bây giờ, thần thông bát trọng, đã là cao nhân đương thế, nhưng nàng vẫn là có bất lực sự tình. Cũng tỉ như trước mắt nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đây hết thảy phát sinh. Doan Sơn Jun cùng Doan Dinh Gang đi vào quỷ sát trước mặt, hai người này đối quỷ sát là hận thấu xương, đương nhiên sẽ không có chút thương hại cùng lưu tình. Liền cũng tại lúc này, Doan Sơn Jun xuất ra một ngụm lóe hàn quang giao quân dụng, hắn để Doan Dinh Gang đỡ lấy quỷ sát đầu. Giao quân dụng hướng phía quỷ sát trên cổ hung hăng đâm tới. Răng rắc một tiếng vang giòn, giao quân dụng vỡ vụn thành từng mảnh, lại là không đâm vào được. Doan Sơn Jun cùng Doan Dinh Gang hơi hơi thất sắc. Doan Sơn Jun bắt lấy quỷ sát cổ, Doan Dinh Gang bắt lấy quỷ sát thân thể. Tiếp theo, Doan Sơn Jun liền dùng lực uốn éo. Đây cũng là muốn đem quỷ sát cổ cố chấp đoạn. Trầm Mặc Nùng nhìn muốn rách cả mí mắt, nhưng nàng dưới mắt lại cái gì đều làm không được. Nàng não vực nhận to lớn thương tổn, còn cần chữa trị. Tinh nhẫn thượng sư thời khắc trông coi Trầm Mặc Nùng, không cho Trầm Mặc Nùng dị động. Đây hết thảy, Trầm Mặc Nùng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Nàng nhịn không được đi xem La Quân vẫn còn trong hôn mê. Trầm Mặc Nùng thầm suy nghĩ, La Quân nhìn không thấy đây hết thảy cũng tốt. Nếu là hắn thanh tỉnh nhìn lấy, cái này với hắn mà nói ra sao tàn nhẫn. Liền cũng tại lúc này, tình huống dị thường phát sinh. Doan Sơn Jun cùng Doan Dinh Gang hợp lực muốn cố chấp đoạn quỷ sát cổ, quỷ sát rên thống khổ. Nhưng mặc kệ Doan Sơn Jun cùng Doan Dinh Gang như thế nào vận kình. Bọn họ lại như cũ vô pháp cố chấp đoạn quỷ sát cổ. Quỷ sát cổ đã vặn vẹo tới trình độ nhất định, nó ngũ quan cũng đang vặn vẹo, nó tròng mắt đều tại lồi ra. Cái dạng này nhìn phá lệ khủng bố. Cũng là tại lúc này, quỷ sát tế bào lần nữa bắt đầu biến dị. Nó hai mắt máu bắt đầu hót, từng tầng sát khí hướng ra ngoài tràn, nó thân thể biến báo đỏ một mảnh, như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Từ bên ngoài nhìn, liền có thể trông thấy quỷ sát trong thân thể tựa hồ có một đám lửa đang thiêu đốt. Lửa này tựa hồ muốn đốt cháy hết thảy, mà lại, mọi người đã có thể trông thấy quỷ sát thân thể bộ phận. Doan Sơn Jun cùng Doan Dinh Gang lực lượng cường đại vô cùng, hai người lực lượng hợp lại đã có hơn 1 vạn cân. Bọn họ lực lượng có thể đủ đem sắt thép vò thành sắt bùn. Nhưng hai người bọn họ lại không cách nào đem thân thể máu thịt quỷ sát cố chấp đoạn. Trầm Mặc Nùng ngưng thần nhìn lấy quỷ sát. Nàng hy vọng lấy sẽ có kỳ tích phát sinh. Dừng tay, Đại Nhật Hoạt Phật biến sắc, lập tức quát. Doan Sơn Jun cùng Doan Dinh Gang nghe vậy liền lập tức dừng tay, bọn họ buông xuống quỷ sát, không hiểu nhìn lấy Đại Nhật Hoạt Phật. Tinh Nhẫn Thượng Sư cũng kỳ quái nhìn về phía Đại Nhật Hoạt Phật, nói, thế nào, Hoạt Phật. Đại Nhật Hoạt Phật trầm giọng nói ra, cái này nhiệt xúc thân thể vô cùng cổ quái, càng là bức bách, thân thể biến dị càng là lợi hại. Loại tình huống này lộ ra rất là cổ quái, nhưng cũng có nhất định đạo lý. Người càng là tại khốn cảnh phía dưới, trưởng thành càng nhanh. Con cá ở trong nước có thể hô hấp, chim chóc trên không trung có thể bay liệng, đây đều là thích hợp nó nhóm sinh tồn phương thức. Tiến hóa. Nói một cách khác, quỷ sát thân thể là đang không ngừng tiến hóa. Khi hoàn cảnh bên ngoài ác liệt, để nó không thể sinh tồn thời điểm, thân thể nó thì sẽ bắt đầu tiến hóa. Tế bào biến dị. Thân thể tiến hóa. Đại Nhật Hoạt Phật lại là sợ hãi tiếp tục sát quỷ sát, sẽ để cho quỷ sát tiến hóa đến một cái bất khả tư nghị cấp độ tới. Dưới mắt, Đại Nhật Hoạt Phật kiểu nói này, Doan Sơn Jun, Doan Dinh Gang cũng liền phát hiện tình huống này. Tinh Nhẫn Thượng Sư sắc mặt cũng ngưng trọng lên, nói ra, Hoạt Phật, theo ý kiến của ngươi, dưới mắt nên làm cái gì? Đại Nhật Hoạt Phật trầm giọng nói ra, cái này nhiệt xúc không thể coi thường, coi như lấy bần tăng bản sự cũng vô pháp vì siêu thoát. Xem ra chỉ có đưa nó mang về Bangkok, giao cho ta sư huynh đến xử lý. Tinh Nhẫn Thượng Sư nói ra, vậy liền theo Hoạt Phật đến xử lý. Hắn đón đến, lại nhìn Trầm Mặc Nùng cùng hôn mê La Quân liếc một chút, nói, hai người này xử lý như thế nào? Đại Nhật Hoạt Phật nói ra, hai người này xử lý như thế nào là Doan gia huynh đệ sự tình, bọn họ đại biểu là quốc gia bộ môn. Mà hai người này cùng Hoa Hạ ngành quốc an quan hệ không ít. Cho nên bần tăng cũng không thể xem thường đoạn sinh chết. Mà Doan gia huynh đệ các ngươi xử lý hai người này cũng nhất định phải thận trọng, không cần thiết gây nên quốc tế tranh chấp. Doan gia huynh đệ nhìn Trầm Mặc Nùng cùng La Quân liếc một chút, Doan Sơn Jun là đại ca, chững chạc nhất. Hắn nói ra, chúng ta mang theo quỷ sát đi thôi, hai người này,
không cần quản. Đại Nhật Hoạt Phật nói ra, vậy thì tốt, giống như này xử lý. Cái này cả đám làm việc cũng là gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng. Làm sau khi quyết định, cả đám liền dẫn quỷ sát cấp tốc rời đi. Bọn họ là lấy máy bay riêng đến đây, tổng cộng là 2 khung máy bay trực thăng. Cái kia 2 khung máy bay trực thăng giấu ở mặt khác một chỗ. Chỉ một lúc sau, cả đám liền lên phi cơ, sau đó phi cơ cất cánh, hướng Thái Lan Bangkok bay đi. Trong rừng đêm đen như vẩy mực, ánh trăng khó mà chiếu vào rậm rạp rừng cây. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. La Quân Thủy Chung tại trong hôn mê, trầm mặc nùng ngồi xếp bằng, nàng phóng xuất ra chính mình đạo trận, bảo hộ lấy phương viên 10 mét phạm vi. Tại cái này 10 mét trong phạm vi, thụ nàng khí thế chỗ áp bách, mặc kệ là cái gì xà trùng thử nghĩ vẫn là mãnh thú xài lang hết thảy không dám tới gần. Lấy La Quân loại tình huống này, nếu là không có trầm mặc nùng tại, hắn đã sớm bị dã thú ăn. Trầm mặc nùng nhắm mắt lại, nàng não vực nhận thương tổn nghiêm trọng, giờ phút này, nàng đang thầm vận pháp quyết ngưng thần tĩnh khí, để trong não vực liên miên bành trướng pháp lực đến khu trừ tinh nhẫn thượng sư cho nàng tạo thành tinh thần thương tổn. Cái kia một cỗ sóng tinh thần thương tổn tựa như là tại nước lọc ngọn nguồn bên trong nhiễm lên màu đỏ. Trầm mặc nùng muốn làm liền là đem màu đỏ thối luyện sạch sẽ, để não vực khôi phục thành một mảnh tinh khiết. Đánh cái so sánh, nếu như công kích trầm mặc nùng là Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng. Như vậy trong nháy mắt, trầm mặc nùng não vực liền sẽ toàn bộ biến thành màu đỏ. Vô luận trầm mặc nùng cố gắng như thế nào, đều khó có khả năng lại thối luyện rơi màu đỏ, khôi phục tinh khiết. Trên thực tế, trong nháy mắt đó trầm mặc nùng thì sẽ chết mất. Mà tinh nhẫn thượng sư hiển nhiên không có bản sự này. Bình minh, cuối cùng rồi sẽ tới. Rậm rạp trong rừng rốt cục có ánh sáng. Thiên, sáng. Hắc ám cuối cùng rồi sẽ đi qua. Lúc này, trầm mặc nùng rốt cục đem tinh nhẫn thượng sư chỗ tạo thành sóng tinh thần thương tổn hoàn toàn thối luyện sạch sẽ, nàng trong não vực một mảnh tinh khiết. Sở hữu nguyên khí đều đã khôi phục. Trầm mặc nùng lập tức đi vào La Quân bên người, La Quân đã hôn mê mấy giờ. Cái này khiến trầm mặc nùng rất là lo lắng, tại nàng trong ấn tượng, La Quân luôn luôn đều là cả lơ phất phơ, sinh long hoạt hổ. Có rất ít tình huống như vậy phát sinh, nàng không dám tưởng tượng La Quân nếu quả thật xảy ra chuyện, nàng nên như thế nào tự xử. Cũng may trầm mặc nùng dưới mắt đã xưa đâu bằng nay, cho nên nàng cũng không có kinh hoàng. Mà chính là duỗi ra một cây trắng như tuyết ngón tay chỉ tại La Quân mi tâm bên trên. Sau đó, trầm mặc nùng ngưng thần đem pháp lực xuyên thấu qua đầu ngón tay câu thông La Quân não vực. Cái này giống như là một cây số liệu tuyến đem hai người não vực kết nối cùng một chỗ, tuy nói là vô cùng thần kỳ. Trầm mặc nùng nhất thời cũng cảm giác được La Quân tình huống. Nếu như nói trước đó, trầm mặc nùng trong não vực là một mảnh nhỏ màu đỏ. Như vậy La Quân trong não vực cũng là 3/4 màu đỏ. Tinh nhẫn thượng sư sóng tinh thần chúa tể La Quân não vực, La Quân còn giữ lại chính mình ý thức thể, nhưng hắn ý thức thể vô pháp chiến thắng tinh nhẫn thượng sư sóng tinh thần, đây chính là hắn một mực vô pháp thức tỉnh nguyên nhân. Trầm mặc nùng không khỏi thất sắc, loại tình huống này, nàng cũng là thúc thủ vô sách. Nàng có thể chính mình thối luyện tinh nhẫn thượng sư sóng tinh thần, nhưng nàng vô pháp trợ giúp La Quân đến thối luyện tinh nhẫn thượng sư sóng tinh thần. Dưới mắt, trầm mặc nùng tránh thức cảm thấy nội ưu ngoại hoạn. Quỷ sát bị bắt về Bangkok, sinh tử chưa biết, La Quân lại thành hiện tại bộ dáng này. Lúc trước, trầm mặc nùng trong não vực có Thánh Anh Đại Vương pháp lực. Liền xem như Ninh Thiên Đô cũng không có biện pháp giúp trợ trầm mặc nùng đến thối luyện Thánh Anh Đại Vương pháp lực. Dưới mắt, trầm mặc nùng tự nhiên cũng không có bản sự này trợ giúp La Quân đến thối luyện tinh nhẫn thượng sư sóng tinh thần. Não vực bên trong thật sự là một cái huyền diệu cuồn cuộn tồn tại, mà lại tinh vi vô cùng, ra không được một cái sai sót nhỏ. Trầm mặc nùng sợ hãi chính mình cưỡng ép tham gia, hội hỏng La Quân não vực cấu tạo. Loại tình huống này, trầm mặc nùng cũng chỉ có mang La Quân leo lên máy bay trực thăng. Sau đó, máy bay trực thăng hướng Yến Kinh bay đi. 9 giờ sáng, trầm mặc nùng vội vã mang La Quân đi gặp Viên Tinh Vân. Trong chuyện này, Viên Tinh Vân là làm rất lớn quỷ. Bất quá trầm mặc nùng cũng là làm tay chân, tất cả mọi người là ngầm hiểu lẫn nhau. Trầm mặc nùng cũng không nhiều lời, tại Minh Châu cao ốc trụ sở dưới đất bên trong. La Quân được an bài lấy nằm tại phòng ngủ trên giường, trầm mặc nùng hỏi Viên Tinh Vân nói, có biện pháp nào không cứu La Quân? Viên Tinh Vân nói ra, La Quân tình huống so ngươi lần trước muốn tốt hơn nhiều.
Ngươi lần trước là Thánh Anh Đại Vương bản mệnh nguyên thần không chết. Mà La Quân lần này bất quá là tinh nhẫn thượng sư lưu lại sóng tinh thần. Cỗ này sóng tinh thần muốn tiêu trừ cũng không phải là không có khả năng. Trầm Mặc Nùng nghe vậy không khỏi buông lỏng một hơi, nói ra, ngươi nhanh cứu La Quân. Viên Tinh Vân khẽ cười khổ, nói ra, ta cứu không La Quân, ta bất quá là cao hơn ngươi một trọng cảnh giới. Ngươi không thể làm gì sự tình, ta đồng dạng cũng là không thể làm gì. Trầm Mặc Nùng sắc mặt chìm xuống, nói, có ý tứ gì? Nàng hiện tại hỏa khí đại rất lợi hại, đối Viên Tinh Vân cũng là nhẫn lại nhẫn. Tuy nhiên đứng tại Viên Tinh Vân trên lập trường, Viên Tinh Vân làm là đối. Nhưng Trầm Mặc Nùng y nguyên nổi nóng, dưới mắt quỷ sát tình cảnh còn có La Quân tình cảnh, có thể nói đều là bái Viên Tinh Vân ban tặng. Viên Tinh Vân lớn tuổi, tự nhiên cũng liền lý giải Trầm Mặc Nùng hỏa khí. Hắn nói ra, La Quân tình huống bây giờ tựa như là người thực vật một dạng, muốn hắn tỉnh lại, nhất định phải dựa vào chính hắn. Muốn chiến thắng tinh nhẫn thượng sư sóng tinh thần, chỉ có dựa vào chính hắn. Ngoài ra lực đều là không được. Trầm Mặc Nùng hơi hơi nhíu mày, nói ra, cái này muốn chờ tới khi nào? Viên Tinh Vân nói ra, người có thể thử cùng hắn não vực câu thông, nhìn có thể hay không tỉnh lại ý hắn biết. Hắn đón đến, nói ra, hoặc người có thể đi tìm hắn thân cận người đến gọi hắn, nhìn có thể hay không tỉnh lại. Chỉ có hắn chủ quan ý thức càng mạnh, cái kia cỗ thuộc về tinh nhẫn thượng sư sóng tinh thần liền sẽ càng yếu. Trầm Mặc Nùng nói ra, La Quân thân cận người. Nàng bắt đầu suy tư, đối với La Quân tới nói rất thân cận người đến là ai? Vợ hắn. Trầm Mặc Nùng nghĩ đến vị kia Tư Đồ gia tiểu thư, Tư Đồ Linh Nhi. Trầm Mặc Nùng ở sâu trong nội tâm không muốn đi hô Tư Đồ Linh Nhi đến đây, không phải là bởi vì đừng. Cũng không phải là bởi vì Trầm Mặc Nùng có tư tâm, hoặc nói đúng La Quân có ý nghĩ gì. Nàng Trầm Mặc Nùng cả đời quang minh lỗi lạc, tuyệt sẽ không làm những này thua thiệt tại tâm sự tình. Trầm Mặc Nùng chẳng qua là cảm thấy chính mình đem La Quân hại thành bộ dáng như vậy, trong nội tâm nàng có chút không dám gặp Tư Đồ Linh Nhi. Đây là tâm hỏng. Cho nên, giờ này khắc này, Trầm Mặc Nùng còn là muốn dựa vào tự thân đến tỉnh lại La Quân. Ngay sau đó, Trầm Mặc Nùng liền nói với Viên Tinh Vân, Viên Sử, ta thử trước một chút nhìn có thể hay không tỉnh lại hắn. Viên Tinh Vân gật gật đầu, nói ra, tốt, hắn đón đến, lại nói, Mặc Nùng, quỷ sát sự tình, ta hy vọng các ngươi đều không muốn xen vào nữa. Chuyện này đã qua. Trầm Mặc Nùng nhìn một chút Viên Tinh Vân, nàng nói ra, đối với Viên Sử ngươi tới nói, quỷ sát ngươi không có bao nhiêu gút mắc. Nhưng đối với ta mà nói, nó là ta ân nhân cứu mạng. Lúc này, ngươi cũng không cần cùng ta nói chuyện gì dân tộc đại nghĩa, đúng sai. Ta làm người, đầu tiên muốn xứng đáng lương tâm mình. Viên Tinh Vân thật sâu nhìn một chút Trầm Mặc Nùng, hắn liền cũng không nói thêm lời. Hắn biết Trầm Mặc Nùng bản thân liền là có đánh quyết đoán người, cũng không phải là tuổi trẻ tiểu cô nương, còn có thể bị thuyết phục. Trầm Mặc Nùng là ân oán rõ ràng. Viên Tinh Vân thì là đứng tại một cái khách quan trên lập trường đến xử lý sự tình, tất cả mọi người có chính mình lập trường. Đây là một cái không thể điều hòa sự tình. Ta đi ra ngoài trước, Viên Tinh Vân không nói thêm lời, quay người rời đi phòng ngủ. Trong phòng ngủ, ánh đèn là trắng như tuyết. La Quân Thủy Chung nhắm mắt lại, hắn cứ nằm như thế, lộ ra rất là tường hòa. Trầm Mặc Nùng xoay người đi đóng phòng ngủ đèn. Toàn bộ phòng ngủ lập tức lâm vào một mảnh tuyệt đối hắc ám vắng vẻ. Lúc này, Trầm Mặc Nùng một chỉ điểm tại La Quân mi tâm bên trên, sau đó pháp lực liên tục không ngừng thăm dò vào đến La Quân trong não vực. Trầm Mặc Nùng cũng không phải là muốn tới luyện hóa tinh nhẫn thượng sư sóng tinh thần, nàng là muốn thăm dò đến La Quân chú ý biết trong cơ thể. Lúc này, Trầm Mặc Nùng hết sức chăm chú, nàng tựa như là linh hồn ngao du đến La Quân trong não vực, hơn nữa có thể cảm nhận được hắn rất nhiều trí nhớ. Tại La Quân trong não vực, Trầm Mặc Nùng đối La Quân có càng trực quan nhận biết. Nàng nhìn thấy giờ sau khắc khổ ma luyện La Quân, nhìn thấy La Quân đối sư phụ hắn quyến luyến. Cũng nhìn thấy La Quân tại Châu Phi trên chiến trường ma luyện cùng rong ruổi. Bất quá cũng có khiến Trầm Mặc Nùng mặt đỏ tới mang tai đồ, vật. Cái kia chính là La Quân gia hỏa này trước kia sinh hoạt cá nhân quá hỗn loạn. Tại La Quân còn ở nước ngoài thời điểm, gia hỏa này thích nhất cũng là đi ba. Sau đó cùng các quốc gia mỹ nữ bắt chuyện, sau cùng cùng một chỗ vui sướng lăn ga giường. La Quân cải biến loại cuộc sống này thói quen hay là bởi vì trở lại Hải Tân, từ đó về sau, hắn lại chưa làm qua loại này chuyện hoang đường. Trầm Mặc Nùng một đường tìm kiếm,
nàng có thể trông thấy rất nhiều La Quân trí nhớ, nhưng lại không cách nào tìm tới La Quân giờ này khắc này ý thức thể ở nơi đó. Cái này khiến Trầm Mặc Nùng cảm thấy rất lợi hại bất lực. Bất quá Trầm Mặc Nùng cũng là thông minh hạng người, nàng không hề tìm kiếm, mà chính là bắt đầu ở La Quân trong não vực phóng thích sóng điện não. Phóng thích liên quan tới quỷ sát sự tình. Trầm Mặc Nùng tựa như là đang cấp La Quân kể chuyện xưa một dạng, nàng giảng quỷ sát vì sao lại bị bắt lại, giảng quỷ sát hiện tại sinh tử chưa biết, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Đem những tín hiệu này truyền lại hoàn tất về sau, Trầm Mặc Nùng lập tức cảm giác được La Quân não vực bắt đầu sóng gió nổi lên. La Quân sóng điện não bắt đầu kịch liệt chấn động, đang kịch liệt khôi phục. Trầm Mặc Nùng cảm nhận được La Quân sóng điện não bành trướng vô cùng, cỗ lực lượng này để Trầm Mặc Nùng đều khó chịu đứng lên. Nàng thật sự nếu không lui ra ngoài, vậy sẽ phải cùng La Quân sóng điện não giao phong, khi đó, đối La Quân khẳng định lại là một tầng thương tổn. Cho nên lúc này, Trầm Mặc Nùng lập tức rời khỏi La Quân não vực. Trầm Mặc Nùng mở to mắt, nàng trông thấy La Quân vẫn là nhắm chặt hai mắt. Bất quá La Quân ngón tay động một cái, sau đó, hắn lông mi cũng động một cái. Trầm Mặc Nùng không khỏi đại hỉ. Chỉ một lúc sau, La Quân đột nhiên mở mắt, một thanh ngồi xuống. Hắn trùng điệp thở hổn hển. Trầm Mặc Nùng thở phào một hơi. La Quân vẫy vẫy đầu, để cho mình thanh tỉnh một số. Sau đó, hắn bỗng nhiên nhảy xuống giường, nói với Trầm Mặc Nùng, chúng ta nhanh đi Bangkok. Hắn là lo lắng như thế. Trầm Mặc Nùng trầm giọng nói ra, La Quân, ngươi yên tâm, Bangkok chúng ta nhất định sẽ qua. Nhưng là ngươi nói cho ta biết trước, ngươi bây giờ cảm giác thế nào. Còn có, muốn đi Bangkok cứu quỷ sát không phải một chuyện dễ dàng. Chúng ta cũng cần có vạn toàn chuẩn bị. La Quân tại hôn mê thời điểm, đã hoàn toàn tiếp thu được Trầm Mặc Nùng truyền lại đưa tin tức. Tại biết quỷ sát là bởi vì cứu mình mà bị nắm nháy mắt, La Quân cơ hồ liền muốn sụp đổ. Hắn cảm thấy liền xem như liều chết, vậy cũng tuyệt không thể để quỷ sát xảy ra chuyện. Bất quá dưới mắt, Trầm Mặc Nùng kiểu nói này, La Quân cũng liền ép buộc chính mình tỉnh táo lại. La Quân ngưng thần một cái chớp mắt, hắn cảm giác được trong đầu đã thông suốt vô cùng. Cái kia thuộc về tinh nhẫn thượng sư sóng tinh thần cũng bị hoàn toàn khu trừ rơi. Loại này khu trừ không phải thối luyện, mà là La Quân tự thân sóng tinh thần tìm về quyền chủ động. Mà tinh nhẫn thượng sư sóng tinh thần là thuộc về không có có ý thức tồn tại, cho nên theo thời gian trôi qua, cỗ này sóng tinh thần hội càng ngày càng yếu. Ta không sao, La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng nói ra, vậy thì tốt, người đi theo ta, chúng ta qua Bangkok. La Quân cũng khôi phục tỉnh táo. Nói ra, chúng ta qua Bangkok sự tình nhất định muốn giữ bí mật, nếu như lại bị Thái Lan người biết được, chúng ta liền không có một tia cơ hội. Trầm Mặc Nùng biết La Quân ý tứ, La Quân chỉ là viên tinh vân. Nàng nhất định phải đem viên tinh vân giải quyết, không phải vậy hết thảy đều không tốt. Chúng ta đi tìm viên sử, Trầm Mặc Nùng nói ra. Sau đó, nàng quay người ra phòng ngủ, La Quân lập tức theo ở phía sau. Viên tinh vân đang hắn trong phòng làm việc mình khoanh chân ngồi tĩnh tọa. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng vừa tiến đến, hắn liền mở to mắt. Viên sử, ta cùng La Quân dưới mắt muốn đi Bangkok, ta muốn ngươi một cái hứa hẹn, ngươi tuyệt không thể lại hướng Thái Lan phương diện tiết lộ chúng ta tung tích. Viên tinh vân nhìn một chút Trầm Mặc Nùng cùng La Quân, hắn khẽ cười khổ, nói ra, xem ra các ngươi là nhất định phải đi Thái Lan cứu quỷ sát. Trầm Mặc Nùng cùng La Quân kiên định gật gật đầu. Viên tinh vân nói ra, nhưng điều này cũng không có gì dùng. Thái Lan Thiên Tông tại Thái Lan là đệ nhất đại tông, cùng loại với thần vực tồn tại. Thiên Tông tông chủ bị Thái Lan người tôn xưng là Thiên Vương, vị tông chủ này Thiên Vương pháp lực đã đến trường sinh cảnh ngũ trọng. Hắn pháp lực không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Có thể nói, thời thế hiện nay, cũng chỉ có thần đế những ẩn tàng đó tuyệt đỉnh cao thủ mới có thể ứng đối Thiên Tông tông chủ. Còn lại người đều không được, liền xem như thần vực mấy vị kia sư tôn cũng không phải vị này Thiên Tông tông chủ đối thủ. Hắn đón đến nói ra, mà bây giờ, quỷ sát ngay tại Thiên Tông tông chủ trên tay. Các ngươi qua, chỉ là tự tìm khổ ăn biết không? Viên tinh vân nói đến đây, khe khẽ thở dài, nói, trước đó Thái Lan phương đối mặt các ngươi hai người nhúng tay liền đã rất là bất mãn. Nhưng bọn hắn xem ở quốc an phân thượng đã chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu như lần này các ngươi lại đi, như vậy, bọn họ chỉ sợ sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Cho đến lúc đó, các ngươi cũng không chiếm để ý. Bọn họ liền xem như đem bọn ngươi giết, chúng ta cũng không thể nói gì hơn. Cho nên, viên tinh vân sau cùng tổng kết nói ra,
ta không đề nghị các ngươi qua Thái Lan, thứ nhất, các ngươi căn bản không có khả năng cứu được quỷ sát. Qua chỉ là tăng thêm bi thương. Thứ hai, các ngươi rất có thể sẽ mang đến cho mình không thể đo lường họa sát thân. Các ngươi cũng là người trưởng thành, ta hy vọng các ngươi đừng như vậy xử trí theo cảm tính. La Quân đợi Viên Tinh Vân vừa nói xong, lập tức liền mở miệng. Trung gian hắn có mấy lần đều muốn đánh gãy Viên Tinh Vân lời nói, nhưng sau cùng đều nhịn xuống qua. La Quân nói ra, rất tốt, Viên Sử, người đã đem tất cả mọi chuyện, tiền căn hậu quả, khả năng chuyện phát sinh đều nói cho chúng ta biết. Nhưng chúng ta quyết định vẫn là muốn qua Thái Lan, cái gọi là người có chí riêng, sống hay chết đều là chúng ta lựa chọn. Nhưng ta hy vọng ngươi mặc kệ là đứng tại bằng hữu lập trường vẫn là tiền bối lập trường, hay là người Hoa trên lập trường, người đáp ứng ta nhóm, vì giữ bí mật cho chúng ta. Viên Tinh Vân thở dài, hắn liền biết mình nói nửa ngày, cuối cùng vẫn là tương đương nói vô ích. Hắn vừa nhìn về phía Trầm Mặc Nùng, nói ra, Mặc Nùng, ngươi ý tứ đâu? Trầm Mặc Nùng nói ra, ta ngoài ý muốn nghĩ cùng La Quân một cái ý tứ. Lão Viên, ta hiện tại không gọi ngươi Viên Sử, ta làm ngươi là bằng hữu ta. Lần này qua Thái Lan, mặc kệ sống hay chết, La Quân lại nói rất đúng, đều là chúng ta lựa chọn. Nhưng ta không hy vọng chúng ta cuối cùng là chết tại ngươi người bạn này trên tay, ngươi hiểu chưa? Câu nói này nói liền có chút nghiêm trọng. Viên Tinh Vân sắc mặt biến hóa, hắn nói ra, tốt, Mặc Nùng, đã ngươi đem lời đã nói đến phân thượng này, vậy ta đã không còn gì để nói. Xem ra tại trong lòng các ngươi, ta Viên Tinh Vân ngược lại là cái tiểu nhân hèn hạ. Các ngươi cũng yên lòng đi, ta đáp ứng các ngươi. Lần này các ngươi mặc kệ làm cái gì, ta đều sẽ xem như không biết. Trầm Mặc Nùng hít sâu một hơi, nói ra, đa tạ. Sau đó, nàng quay người liền muốn cùng La Quân rời đi. Đợi một chút, Viên Tinh Vân bỗng nhiên nói ra. Trầm Mặc Nùng cùng La Quân lập tức nhìn về phía Viên Tinh Vân. Viên Tinh Vân từ hắn giới tu di bên trong lấy ra một cái màu trắng hộp gấm. Mặc Nùng, đây là hôm đó chúng ta từ Đại Thiền Tự chủ trì trên tay đoạt đến chiến lợi phẩm, 36 khỏa huyền kim thần châu. Trong này thuộc về Đại Thiền Tự chủ trì niệm lực cùng tạp chất đều đã bị ta thối luyện sạch sẽ. Người bây giờ muốn đi Thái Lan có nhiều hung hiểm, người đem cái này 36 khỏa huyền kim thần châu lĩnh ngộ thấu, cũng có thể có hiệu quả. Trầm Mặc Nùng hơi hơi thất sắc. Nàng hiện tại đã khắc sâu biết pháp khí đối thần thông cao thủ tầm quan trọng. Có thể nói, thần thông cao thủ nếu là không có pháp khí, vậy cũng là cùng hóa thần cao thủ chiến đấu lực không sai biệt nhiều thiếu. Riêng là thần thông ngũ trọng trở xuống, tinh thần lực cũng rất khó giết địch. Mà có được pháp khí thần thông cao thủ, vậy đối phó dạy hóa thần cao thủ, quả thực cũng là theo giết dưa hấu một dạng đơn giản. Cho nên, Viên Tinh Vân phần lễ vật này là tương đương quý giá. Trầm Mặc Nùng cũng không phải già mồm người, nàng thật sâu mắt nhìn Viên Tinh Vân, cũng không chỉ hoãn. Tiến lên tiếp nhận huyền kim thần châu, nói ra, đa tạ. Viên Tinh Vân từ tốn nói, đi thôi. Hắn nói xong liền nhắm mắt lại, lại là không nguyện ý nói thêm nữa. Trầm Mặc Nùng cùng La Quân liền rời đi Minh Châu Cao Ốc. Ra Minh Châu Cao Ốc về sau, lúc này chính là 1 giờ chiều. Mặt trời chói chang, bầu trời là khó được lam thiên bạch vân, một mảnh trong vắt. La Quân đang muốn bên trên chiếc kia biển số quân đội xe, nhưng là Trầm Mặc Nùng ngăn cản lại hắn. Trầm Mặc Nùng nói ra, chiếc xe này quá chói mắt, chúng ta liền đi đi ngang qua qua. La Quân không khỏi hỏi, đi nơi nào? Trầm Mặc Nùng lộ ra rất là cẩn thận, nàng nhìn khắp bốn phía, xác định không ai dám thị sau mới lên tiếng, lần này qua Bangkok, người cũng biết, chúng ta là cửu tử nhất sinh. Địch nhân quá cường đại, cho nên chúng ta ra không được một chút lầm lỗi. Chúng ta tại Bangkok bên kia là có nhân viên điệp báo. Như vậy, chúng ta bên này chưa hẳn liền không có Thái Lan gián điệp tồn tại. Cho nên, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút, không thể để cho địch nhân có một tia phát hiện chúng ta khả năng. La Quân đồng ý Trầm Mặc Nùng quan điểm, hắn vẫn hỏi nói, hiện tại muốn đi chỗ nào bên trong. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta hội gọi điện thoại để cho thủ hạ qua một nhà trong nhà khách chờ chúng ta. Chúng ta đi trước tụ hợp. Làm tốt dịch dung công tác, đổi thân phận. Sau đó liền lấy nhanh nhất chuyến bay qua Bangkok. La Quân gật gật đầu, nói ra, kế hoạch này có thể thực hiện. Hắn cũng không khỏi bội phục Trầm Mặc Nùng tâm tư kín đáo. Trung thực tới nói, La Quân tâm đúng là có chút loạn. Hắn quá sợ hãi quỷ sát đã gặp bất hạnh. Sau 20 phút, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đi vào một nhà gọi là Trung Thái Tiểu Tân Quán.
hai người tới một cái đánh dấu ở giữa phía trước gõ cửa. Môn rất nhanh liền mở, mở cửa là một cái 18 đến tuổi tiểu cô nương mặc rất lợi hại tao nhã. Màu trắng cổ tròn lo lắng, quần bò. Nàng tại trầm mặc nùng trước mặt lộ ra rất là câu nệ, kính sợ. Thủ lĩnh, ngài tới rồi, tiểu cô nương nói ra. Trầm mặc nùng nhàn nhạt gật đầu, nói ra, đi vào nói chuyện. Tiểu cô nương liền đem La Quân cùng Trầm Mặc Nùng nghênh tiến đến. La Quân tiến đến liền trông thấy tiểu cô nương trên giường thả một cái tinh xảo màu đen cái dương, nàng nói với Trầm Mặc Nùng, thủ lĩnh, hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, chúng ta có thể bắt đầu. Nàng lộ ra gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng. La Quân quét mắt một vòng, lại là quét đến tiểu cô nương bên trong mặc là màu đen áo ngực. Nếu như là bình thường, La Quân tâm tình tốt, khẳng định phải đùa giỡn một phen tiểu cô nương này. Nhưng là hiện tại, La Quân lại là không có cái tâm tình này. Hắn cũng nói, vậy thì bắt đầu đi. Tiểu cô nương gật gật đầu. Rất nhanh, tiểu cô nương liền bắt đầu vì La Quân cùng Trầm Mặc Nùng trang điểm, dịch dung. Đồng thời, tiểu cô nương cho Trầm Mặc Nùng cùng La Quân một người một cái. Tự nhiên không phải cho hai người giải buồn, nơi này có La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cần quen thuộc tư liệu. Bởi vì tiểu cô nương chỗ dịch dung người là chân thật tồn tại. Cho nên, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cần đối với mình thân phận mới có chỗ quen thuộc. La Quân biến thành trang là một cái tên là Triệu Văn Chính nam tử, 28 tuổi. Trầm Mặc Nùng biến thành trang là một cái tên là Hồ Thiến nữ tử, 25 tuổi. Hồ Thiến là Triệu Văn Chính thê tử. Hai người lần này qua Thái Lan Bangkok là du lịch. Hết thảy hành trình, thân phận đều an bài đến không có chút nào chỗ sơ suất. Chỉ một lúc sau, La Quân liền bị trang điểm tốt. Hắn nhìn về phía trong gương nam tử mặt hướng phổ thông. Bất quá La Quân bản thân khí chất lại không cách nào che giấu, hắn ánh mắt phá lệ sáng mà có thần. Về phần Trầm Mặc Nùng nhìn xem như diện mục mỹ lệ. Nàng tự thân khí chất thì càng thêm cường đại, nữ vương giá lâm. Bất quá lập tức, Trầm Mặc Nùng rủ xuống mắt mặt, nàng sở hữu hào quang thì thần kỳ biến mất, nhìn cũng là cái phổ thông nữ nhân xinh đẹp. La Quân cũng hít sâu một hơi. Trong mắt thần quang thu vào. Kể từ đó, hắn cũng thay đổi phổ thông thông. Sau đó, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cầm hộ chiếu, chứng minh nhân dân chờ một chút ra nhà khách. Tiếp theo, hai người chính là muốn qua hướng phi trường. Phi cơ là 3 giờ chiều chuyến bay. Hai người lấy sĩ tiến đến. Một đường không nói chuyện. Đến phi trường về sau, hai người tìm hơi chỗ yên tĩnh ngồi xuống, chờ đợi chuyến bay cất cánh. La Quân nói ra. Chúng ta lần này qua, muốn dựa vào sông vào cơ hồ không thể nào. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta tại Thái Lan thủ hạ đã tia, a được, quỷ sát ngay tại Thiên Trong Tông. Muốn đến hẳn là do trời tông tông chủ tự mình đang nhìn, cũng không biết quỷ sát dưới mắt đến là tình huống như thế nào. Nàng đón đến, nói, nếu như quỷ sát đã gặp bất chắc, vậy liền hết thảy nỗ lực đều không ý nghĩa. La Quân sắc mặt chìm xuống, nói ra, mặc kệ như thế nào. Chúng ta đều muốn chỉ cố gắng lớn nhất đi thử. Nếu như đến lúc đó, quỷ sát thật đã qua, vậy ít nhất chúng ta không có tiếc nuối. Trầm Mặc Nùng nói ra, người nói không sai. La Quân nói ra, Thiên Tông là ở nơi nào, thủ vệ như thế nào. Trầm Mặc Nùng nói ra, Thiên Tông tại Bangkok cùng Vương Thất rất thân mật, địa vị phi thường cao. Thuộc về Thánh Điện một y hệt, mà Thiên Tông tông chủ nếu như đặt ở cổ đại, cái kia chính là quốc sư. Cùng cổ đại khác biệt là, cổ đại quốc sư có thể là giả danh lừa bịp, mà Thiên Tông tông chủ lại là tuyệt đối lợi hại, Thiên Tông tông chủ sư đệ đều đã bị tôn xưng là hoạt Phật, huống chi là vị tông chủ này. Nàng đón đến, nói, cho nên dưới loại tình huống này, chúng ta muốn xông Thiên Tông cứu quỷ sát, căn bản không có khả năng. La Quân cũng không nhụt chí, nói ra, trên đời vẫn luôn có thật nhiều nhìn như kết thúc không thành sự tình, nhưng chúng ta cần phải nghĩ biện pháp. Chỉ cần phương pháp thỏa đáng. Địa cầu đều có thể bị nạy lên tới. Trầm Mặc Nùng nói ra, người có cái gì cụ thể biện pháp sao? La Quân nói ra, Tôn Tử binh pháp có một kế, gọi là vây ngụy cứu triệu. Đã chúng ta chính diện vô pháp liều hôm khác tông, vậy liền từ một bên vào tay. Người nhìn có cái gì người là Thiên Tông tông chủ đều muốn để ý, đều muốn thỏa hiệp người. Chỉ cần chúng ta bắt người này, như vậy không sợ Thiên Tông tông chủ không chịu thỏa hiệp. Trầm Mặc Nùng nhãn tình sáng lên. Nàng cảm thấy La Quân não tử thật đúng là dễ dùng. Ngay sau đó, Trầm Mặc Nùng suy tư. Sau một hồi khá lâu, Trầm Mặc Nùng thoảng qua hưng phấn nói, có.
Ta biết Thiên Tông tông chủ có một đứa con gái. Nữ nhi này bây giờ 22 tuổi, đang Bangkok trong đại học bên trên 4 năm đại học cấp. Chúng ta như cưỡng ép nữ nhi của hắn, không sợ hắn không thỏa hiệp. La Quân không khỏi ngạc nhiên nói, Thiên Tông tông chủ không phải Đại Lạt Ma sao? Làm sao còn sẽ có nữ nhi? Trầm Mặc Nùng nói ra, cái này ngươi có chỗ không biết, Thiên Tông tông chủ tu là tùy tính tự tại. Thiên Tông coi trọng tâm linh thủ nhất, cũng chính là tâm linh thuần tịnh. Nhưng thân thể bên trên sự tình cũng không phải là rất lợi hại so đo. Nói thật Mặc, cũng là cùng loại chúng ta rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng ngồi. La Quân nói ra, đã hắn tâm linh thủ nhất, như thế nào lại theo nữ nhân sinh con? Vấn đề này để La Quân cảm thấy rất hiếu kỳ, đại khái cũng là một loại bình thường bát quái tâm lý. Trầm Mặc Nùng nói ra, cụ thể ta không rõ ràng, bất quá tựa như là bởi vì vị tông chủ này tính toán ra bản thân có hồng trần một kiếp. Thế là, hắn tại trần thế bên trong tao ngộ cướp duyên, sau cùng thuận lý thành chương có đứa bé này. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá lập tức, La Quân nói ra, người nói muốn bắt vị tông chủ này nữ nhi để thỏa hiệp, ta cảm thấy cái này không quá kiên cố. Trầm Mặc Nùng nói thế nào? La Quân nói ra, người tông chủ này, hắn cảm thấy vốn là như vậy xưng hô rất không quen, liền hỏi, hắn kêu cái gì? Trầm Mặc Nùng hồi đáp, tên là Ngõa Na Quân Uy, người xưng Thánh Sư. La Quân nói ra, Thánh Sư, tốt, chúng ta cũng liền gọi hắn là Thánh Sư. Thánh Sư loại này cao tu vi người, chỉ sợ đem tình cảm nhìn rất lợi hại không trọng yếu. Hắn cùng nữ nhi của hắn cảm tình được không? Chỉ sợ hắn loại người này ở lúc mấu chốt, một đứa con gái là có thể bỏ qua. Trầm Mặc Nùng nói ra, thế thì chưa hẳn, tại ta tư liệu biểu hiện bên trong. Thánh Sư yêu thương vô cùng nữ nhi của hắn, có thể đã nói là một loại yêu chiều. La Quân nói ra, nhưng Thánh Sư tự nhiên minh bạch quỷ sát tầm quan trọng, đến lúc đó như truyền đi, hắn bởi vì cứu nữ nhi của mình bỏ mặc quỷ sát. Vậy đối với hắn danh tiếng là một loại to lớn tổn hại, Thánh Sư cân nhắc lợi hại, có lẽ liền sẽ không quản nữ nhi của hắn. Trầm Mặc Nùng nói ra, người cân nhắc cũng không phải là không có khả năng này. Nhưng chúng ta dù sao cũng nên thử một lần, bởi vì đây là trước mắt biện pháp duy nhất. La Quân nói ra, ta là cảm thấy bắt Thánh Sư nữ nhi không có như vậy bảo hiểm. Bất quá, Mặc Nùng, người nói chúng ta muốn là bắt Vương Thất công chúa đâu. Ta vừa rồi nghe ngươi nói Thánh Sư theo Vương Thất quan hệ rất thân mật. Cái này tuyệt đối không được, Trầm Mặc Nùng quả quyết cự tuyệt, nàng nói ra, người thân phận ta theo quốc gia có thiên ti vạn lũ, viết không ra quan hệ. Trước đó bọn họ không giết chúng ta, cũng là bởi vì cái này một mối liên hệ. Chúng ta đi bắt Vương Thất công chúa, một khi sự tình bại lộ, cái kia chính là muốn đưa quốc gia chúng ta tại bất nhân bất nghĩa. La Quân khẽ giật mình, hắn cũng biết Trầm Mặc Nùng nói có đạo lý. Ngay sau đó, hắn cũng liền bỏ ý niệm này đi. Bất quá trong lòng hắn lập tức lại dựng dụng ra một đầu kế sách, tóm lại là nhất định muốn bức người Thánh Sư kia thỏa hiệp. Hai người trò chuyện không sai biệt lắm thời điểm, ba điểm cũng nhanh đến. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đứng dậy tiến về sân bay chuẩn bị đăng ký. 3 giờ chiều, ánh sáng mặt trời diễm lệ. Bay hướng Thái Lan Bangkok chuyến bay chính thức cất cánh, trùng thượng Vân Tiêu. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng ngồi là khoang phổ thông, hai người ngồi cùng một chỗ. Dù sao, hai người làm bộ thân phận là phổ thông lãnh đạo, cho nên hai người không có khả năng qua ngồi cái gì khách quý khoang thuyền. Trầm Mặc Nùng trong mấy ngày này một mực không có nghỉ ngơi thật tốt qua, dưới mắt sốt ruột cũng vô dụng. Cho nên Trầm Mặc Nùng thì nhắm mắt lại ngủ dậy cảm giác tới. Nàng tư thế ngủ thế rất lợi hại đoan chính, cẩn thận tỉ mỉ. Tuyệt sẽ không bởi vì ngủ mà tựa ở La Quân trên đầu vai. La Quân lại là ngủ không được, trong lòng của hắn bao giờ cũng không hề ghi nhớ lấy quỷ sát an nguy. Bất quá lập tức, La Quân có chút không bình tĩnh. Đơn giản là Trầm Mặc Nùng mặc là lĩnh màu trắng nghỉ dưỡng áo sơ mi. La Quân tùy ý nhếch lên đầu liền có thể nhìn thấy Trầm Mặc Nùng cái kia đạo ngạo nhân trắng như tuyết sự nghiệp tuyến, còn có màu đen hoa văn một bên áo ngực. Gió này cảnh tuyệt đối là tú sắc khả san. La Quân hít sâu một hơi, hắn nhắm mắt lại, bình tâm tĩnh khí. Tuy nhiên hắn là rất sắc, nhưng đối với Trầm Mặc Nùng, hắn không có bất luận cái gì ý nghĩ xấu. Hắn chân quý cùng Trầm Mặc Nùng hữu nghị, sợ hãi phần này hữu nghị hội biến vị nói. La Quân nhắm mắt dưỡng thần. 8 giờ tối, chuyến bay đáp xuống Bangkok phi trường quốc tế. Bangkok khí hậu là nhiệt đới rừng cây khí hậu. Lâu dài ấm áp, cũng thường xuyên trời mưa.
La Quân cùng Trầm Mặc Nùng ra phi trường. Bangkok phi trường quốc tế đèn đuốc sáng trưng, phóng tầm mắt nhìn tới, lại là vô số phồn hoa. Trước đó phương xe qua lại như mắc cửi. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng rất nhanh liền ra phi trường. Trầm Mặc Nùng hướng La Quân thấp giọng nói ra, hiện tại chúng ta đã đến Bangkok, Bangkok tình báo cùng tai mắt khiến người ta khó mà phòng bị. Người phải nhớ kỹ, hai chúng ta hiện tại là đến lữ hành phu thê, tuyệt đối đừng lòi đuôi đi ra. Trầm Mặc Nùng nói chuyện lỗ hổng, bỗng nhiên thì duỗi ra trắng như tuyết tay trắng kéo lại La Quân cánh tay. Trầm Mặc Nùng kéo lại La Quân một cái chớp mắt, La Quân thân thể đều là cứng đờ. Một sát na kia, tâm hắn sinh sôi ra một loại cảm giác khác thường tới. Bất quá Trầm Mặc Nùng cũng rất thản nhiên. La Quân nhìn một chút Trầm Mặc Nùng, hắn lập tức cảm thấy có chút xấu hổ. Cảm thấy mình tư tưởng chung quy là không thuần khiết như vậy, làm bẩn hữu nghị a. Thái Lan là điển hình rừng mưa nhiệt đới khí hậu, có lẽ là thời điểm, tên là Siêm La, đi qua nhiều năm phát triển, mới trở thành bây giờ vương quốc Thái. Bất quá vẫn là quân vương hiến chế, quốc vương quyền lực trí cao vô thượng. Thái Lan Bangkok, được xưng là trên nước thành thị, có Đông Nam Á Venice danh xưng. Một đầu trao Freya Hà từ Nam chí Bắc Nam Bắc, đem Bangkok một phân thành hai, sau cùng tụ hợp vào Thái Lan Vịnh. La Quân rất lợi hại Trầm Mặc Nùng từ Bangkok phi trường quốc tế sau khi ra ngoài. Dị quốc phong tình đập vào mặt. Nâng lên Thái Lan, phần lớn người chỉ sẽ nghĩ tới gay. Nhưng trên thực tế, Thái Lan là thịnh hành Phật giáo chi quốc, Thái Lan 90% người đều thờ phụng thượng tọa bộ Phật giáo. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng chiêu sĩ, tiến về chỗ đặt trước Texas đại khách sạn. Cái kia sĩ cho thuê tài xế hiểu đơn giản tiếng Anh, La Quân liền dùng tiếng Anh cùng giao lưu. Như thế về sau, sĩ tài xế nghe hiểu, liền thẳng đến mục đích. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng liền cũng liền trò chuyện chút trong nước một số việc vặt, dù sao hai người vì cẩn thận lý do, cũng không có trò chuyện mang tính then chốt đồ, vật. Một đường chỗ đi, La Quân trông thấy mỹ lệ rộng rãi đại vương cung, còn có các loại kim chói chùa miếu. Nồng đậm Phật giáo khí tức đập vào mặt. Thái Lan có thiên Phật chi quốc xưng hào, cái danh xưng này lại là tuyệt đối không giả. Xe taxi còn đi qua Chao Phraya Hà, cái kia Chao Phraya Hà bên trên tựa như là một cái phồn hoa thị tập đồng dạng, có thể chống thuyền đi dạo chung quanh quán nhỏ buôn bán. Những quầy đó buôn bán cũng là trên thuyền bày bán. La Quân nhìn một cái, có thể trông thấy không ít người Hoa du khách ở chỗ này du ngoạn. Mọi người chụp ảnh, chơi đùa, lộ ra 10 phần thoải mái. Chao Phraya Hà là làm cho lòng người sinh hướng tới địa phương. La Quân người này thực là tính trẻ con chưa mẫn. Nếu như không phải có chuyện quan trọng tại thân, hắn nhất định sẽ lôi kéo Trầm Mặc Nùng đi du ngoạn một phen. Bangkok giao thông luôn luôn rất lợi hại lấp, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng nửa giờ sau mới vừa tới Texas đại khách sạn. Cái này đại khách sạn đại đường 10 phần rộng rãi, đồng thời trải màu đỏ thảm. Vừa vào cửa, những mỹ lệ đó áo dài phục vụ viên liền chắp tay trước ngực cúi đầu, miệng thảo luận lấy Savadika. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng tại sau 5 phút. Cầm thẻ phòng đến dự định phòng xếp bên trong. Hai người đóng vai là vợ chồng, tự nhiên không có khả năng đặt trước hai gian phòng. Tiến gian phòng về sau, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đều rất lợi hại cảnh giác trước đánh giá chung quanh, nhìn có khả năng hay không bị chụp ảnh hoặc là có máy nghe trộm. Hai người đối với loại này phản giám thị, phản nghe trộm đều là kinh nghiệm phong phú. Rất nhanh liền xác định không có bị giám thị. Trên thực tế, hai người lần này tới rất là bí ẩn. Căn bản rất không có khả năng bị phát giác. Huống chi, có lẽ Thái Lan phương diện căn bản cũng không biết Trầm Mặc Nùng cùng La Quân tồn tại, cũng căn bản thì không nghĩ tới sẽ có người tới cứu quỷ sát. Chỉ bất quá, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng lần này đi sự tình, sống còn. Hai người không thể không cẩn thận. La Quân xác định không có bị giám thị về sau, liền hỏi, Mặc Nùng, người có hay không ti a ra quỷ sát tình cảnh hiện tại đến thế nào? Trầm Mặc Nùng lắc đầu, nói ra, quỷ sát bị giam ở trên trời trong tông, chúng ta người căn bản không dám tới gần. Thiên tông phụ cận phương viên thập lý, toàn bộ đều là thánh sư đạo tràng. Một chút dấu vết đều trốn không thoát cách khác mà thôi. Phương viên thập lý, La Quân bị kinh ngạc, nói ra, hắn lại có lớn như vậy thần thông. Trầm Mặc Nùng nói ra, thánh sư có được một môn đại thần thông, gọi là thiên nhĩ thông. Nghe đồn rằng, chính thức đại thần thông giả, tỷ như thần đế như thế người. Bọn họ đều là có được thiên nhĩ thông. Cái gì gọi là thiên nhĩ thông? Thiên nhĩ thông chính là có thể được nghe đến các cái thế giới, các cái vị diện không gian thanh âm. Như thế vì thiên nhĩ thông,
Người thánh sư này tuy nhiên cũng có thiên nhĩ thông thần thông, bất quá cũng chỉ có thể nghe được thập lý phạm vi bên trong, vẫn là thuộc về tiểu thừa. Nàng đón đến, nói ra, Phật gia còn có một môn đại thần thông gọi là thiên nhãn thông, chính là có thể nhìn thấy các cái thế giới cảnh tượng. Bất quá những vật này, cũng đều là ta tin đồn a. Thánh sư đến là bởi vì có đạo trận, hay là bởi vì hội thiên nhĩ thông, ta đây thì không được biết. La Quân liền cũng liền không xoắn suýt tầng này. Hắn biết hắn thủy chung là không có cách nào biết được quỷ sát giấy sinh tử huống. Hắn cùng Trầm Mặc Nùng tâm lý vô cùng rõ ràng, quỷ sát rất có thể đã chết. Nhưng quỷ sát còn có 1% khả năng còn sống, liền xem như vì 1% này, La Quân cũng nhất định phải vì quỷ sát qua bí quá hóa liều. Nói đến, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng hành vi đều rất ngu ngốc. Rõ ràng là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, biết rất rõ ràng quỷ sát chính là quỷ bên trong đế vương, nhất định sát khí quấn thân, khả năng rất lớn hội hại Thái Lan sinh linh đổ thán. Nhưng là, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng vẫn là nghĩa vô phản cố. Người sống một đời, tổng có một ít không thể không đi làm việc tình. Trầm Mặc Nùng bỗng nhiên nói ra, ta cảm thấy quỷ sát tạm thời không có chuyện gì. La Quân hơi hơi ngoài ý muốn, nói, vì cái gì nói như vậy? Trầm Mặc Nùng nói ra, quỷ sát xuất thế, là túc mệnh chú định. Ngươi, ta, lão viên, đại thiên tự người, thiên tông người toàn bộ đều từng nghĩ tới đưa nó bóp chết. Nhưng nó đều sống sót, vận mệnh này kỳ diệu để cho ta không thể không bội phục. Nàng đón đến nói ra, đều nói quỷ sát nhất định độc hại chúng sinh, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, quỷ sát thật tâm nghĩ đơn thuần, căn vốn nên không có có ý nghĩ này. Thế nhưng là, ta lại sợ hãi một việc. Sự tình gì? La Quân lập tức hỏi. Trầm Mặc Nùng nói ra, thiên tông người vô tội đến giết chóc quỷ sát, đối với nó đủ kiểu tàn nhẫn. Chỉ sợ thực biết sinh sôi nó nội tâm hận ý, ta chỉ sợ ngày sau nó giết hại chúng sinh lại là bởi vì bị thiên tông bức. Vận mệnh này nhân quả, đủ kiểu khó chịu a. La Quân thân thể chấn động, hắn cảm thấy đây là rất có thể sẽ phát sinh. Thiên đạo, nhân quả, vô cùng đáng sợ. La Quân thật sâu cảm nhận được bên trong khủng bố cùng uy nghiêm. Người ở chính giữa, quả nhiên là không thể tự thoát ra được, không thể tự kiềm chế, không thể kháng cự, không thể kháng cự. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, nói như vậy đứng lên, dù cho chúng ta không hề làm gì, quỷ sát cũng sẽ không có sự tình. Trầm Mặc Nùng nói ra, lời mặc dù là nói như vậy, nhưng thiên đạo vận mệnh là nhìn không thấy, sợ không được. Nó cũng không phải là tồn tại một người hoặc một sự kiện. Nếu như chúng ta đi làm, có lẽ vừa vặn giải cứu quỷ sát, thành tựu ngày sau quỷ sát. Nếu như chúng ta cái gì đều không đi làm, có lẽ quỷ sát thì khó thoát kiếp nạn này. Cho nên, loại sự tình này là nói không rõ ràng. Chúng ta có thể làm cũng là làm chính mình cảm thấy nên làm sự tình. La Quân nói ra, người nói không sai. Hắn đón đến, nói, thời gian nhiều trì hoãn một điểm, quỷ sát thì nhiều một phần nguy hiểm. Đã như vậy, chúng ta hiện tại phải đi tìm Thánh Sư Nữ Nhi. Trầm Mặc Nùng nói ra, hôm nay là thứ bảy, Thánh Sư Nữ Nhi ở tại Thiên Trong Tông. Chúng ta cũng không có động thủ cơ hội, ngày mai là cuối tuần, Thánh Sư Nữ Nhi hội ở buổi tối trở lại trong đại học qua. La Quân không khỏi nóng nảy, thời gian càng trì hoãn nhiều, quỷ sát thì càng phát ra nguy hiểm. Nhưng hắn cũng biết gấp không được, càng nhanh càng vô pháp nghĩ cách cứu viện quỷ sát. Trước mắt hắn có thể làm cũng chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Sau đó, La Quân còn nói thêm, Thánh Sư Nữ Nhi kêu cái gì? Trầm Mặc Nùng nói ra, gọi là Nô Nhi, Ngõa Na Nô Nhi. La Quân nói ra, Nô Nhi là Thánh Sư Nữ Nhi, Thánh Sư đã coi trọng Nữ Nhi này, cái kia hẳn là sẽ an bài cao thủ bảo hộ a. Trầm Mặc Nùng nói ra, đạo lý bên trên là như thế, nhưng trên thực tế, Thánh Sư không có phái người qua bảo hộ Nô Nhi. Thánh Sư tại Thái Lan nhưng nói là đệ nhất quốc sư, đệ nhất cao thủ. Không ai dám đắc tội hắn, cũng không ai dám động Nữ Nhi của hắn. Và lại, cũng có thể là Nô Nhi không thích bị trói buộc, hy vọng có thể có người bình thường sinh. La Quân nói ra, có lẽ trên người nàng có pháp bảo gì có thể bảo hộ nàng chu toàn, nhưng là ngoại nhân không biết. Trầm Mặc Nùng nói ra, khả năng này đương nhiên cũng là có. Chúng ta cũng chỉ có thể tận lực cẩn thận, không cho nàng động dùng pháp bảo cơ hội. La Quân khẽ nhíu mày, nói ra, người có biện pháp nào không cho ta làm một số vũ khí, tỉ như sắc bén dao quân dụng, còn có cùng loại trước ngươi cho ta cao bạo thủy ngân viên đạn. Trầm Mặc Nùng nói ra, cái này không có vấn đề. La Quân hơi hơi thở phào. Hắn hiện tại cảm thấy mình gặp gỡ một số pháp bảo, còn có cùng loại sóng tinh thần công kích,
vô cùng bất lực. Nếu như mình có thương cùng vũ khí, cái kia chính là cùng loại những thần thông đó cao thủ có được pháp khí một dạng. La Quân đối với thương vận dụng đó là xuất thần nhập hóa. Mà lại, có súng, cái kia liền có thể theo thần thông cao thủ kéo dài khoảng cách, tránh cho bị sóng tinh thần công kích. Trầm Mặc Nùng ngay sau đó thì gọi điện thoại cho thủ hạ, để chuẩn bị kỹ càng La Quân muốn vũ khí. Trầm Mặc Nùng sau đó lại nói với La Quân, Bangkok không thể so với chính chúng ta quốc gia, ngươi phải cẩn thận cất giữ, nếu như bị người phát hiện, sẽ chọc cho đến rất nhiều không tất yếu phiền phức. La Quân nói ra, cái này ngược lại không so lo lắng, ta nếu muốn đi, những cảnh sát kia cũng không có biện pháp bắt ta. Trầm Mặc Nùng nao nao, sau đó tưởng tượng liền cũng cảm thấy là đạo lý này. Như thế về sau, Trầm Mặc Nùng nói ra, một hồi ta thủ hạ sẽ đem đồ, vật đưa tới. Ta hiện tại muốn trước dung hợp cái kia 36 khỏa huyền kim thần châu, cho chúng ta ngày mai hành động gia tăng phần thắng. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt. Trầm Mặc Nùng ngay sau đó liền xoay người đến trên ghế salon, nàng đem hộp gấm kia mở ra. 36 khỏa huyền kim thần châu yên tĩnh nằm tại trong hộp gấm. Cái này 36 khỏa huyền kim thần châu, mỗi một khỏa thần châu đều là có linh tính, bên trong còn có Tuệ Vân Đại Sư tinh huyết cùng niệm lực tín ngưỡng. Bây giờ 36 khỏa huyền kim thần châu bên trong, liên quan tới Tuệ Vân Đại Sư lưu lại ý niệm đã bị viên tinh vân thối luyện sạch sẽ, chỉ còn lại có tinh khiết lực lượng. Trầm Mặc Nùng trong não vực, tinh khiết âm sát pháp lực tùy tâm sở dục. Nàng trước khống chế pháp lực dung nhập huyền kim thần châu bên trong, sau đó lại xuyên vào huyền kim thần châu nội bộ. Sở hữu huyền kim thần châu pháp lực theo Trầm Mặc Nùng pháp lực hòa làm một thể. Não vực bên trong, có tế bào não vô số, cũng có não hạch tồn tại. Tế bào não đạt tới ức vạn cấp bậc. Trầm Mặc Nùng tế bào não khai phát 1000 mai, này 1000 mai tế bào não cũng không có khai phát đến cực hạn. Nhưng 1000 mai tế bào não chỗ sinh ra pháp lực cũng cường đại tới trình độ nhất định. Tế bào não khai phát, không có khả năng để sở hữu dinh dưỡng thẩm thấu đến sở hữu tế bào não. Vậy liền giống như là một chén nóng nước đổ vào trong hồ nước, một chút tác dụng đều không có. Nhưng là một chén nước nóng rót vào một cái chén lớn bên trong, đó là có tác dụng. Tế bào não khai phát chính là cái đạo lý này. Trầm Mặc Nùng ngưng luyện 2 giờ huyền kim thần châu. Sau 2 giờ, Trầm Mặc Nùng cảm giác được nàng mình đã cùng huyền kim thần châu hòa làm một thể. Cái kia 36 khỏa huyền kim thần châu phảng phất trở thành nàng một phần thân thể. Đây là một loại rất lợi hại cảm giác kỳ diệu. Huyền kim thần châu bản thân thì có biện pháp trận cùng lực lượng ở bên trong. Trầm Mặc Nùng chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể để huyền kim thần châu giết người ở vô hình. Chẳng qua nếu như Trầm Mặc Nùng pháp lực đủ cường đại, như vậy huyền kim thần châu lực lượng cũng thì càng thêm cường đại. La Quân đang chờ đợi Trầm Mặc Nùng dung hợp huyền kim thần châu lỗ hổng, hắn cũng thuận lợi đợi đến quốc an nhân viên đưa tới thương cùng giao quân dụng. La Quân kiểm tia, A dưới chi kia nhỏ nhắn ngân sắc súng lục ổ quay. Bên trong hết thảy có 6 viên đạn, toàn bộ đều là cao bạo thủy ngân đánh, tuyệt đối lực sát thương kinh người. La Quân kiểm tia, A xong vũ khí, lại đem vũ khí thu tại thiếp thân địa phương. Như thế về sau, hắn liền bắt đầu chờ đợi Trầm Mặc Nùng. Lúc này, Trầm Mặc Nùng cũng mở to mắt. Thế nào? La Quân lập tức hỏi. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. 36 khỏa huyền kim thần châu lập tức bay tới La Quân trước mặt. La Quân thấy thế không khỏi líu lưỡi, nói ra, lại có thần kỳ như vậy. Trầm Mặc Nùng nói ra, những pháp khí này, thân thể rất nhẹ, nhưng lực lượng lại rất lớn. Tựa như là một khung tiểu mô hình phi cơ cũng rất dễ dàng bay lên không trung một dạng. Pháp khí bản thân lực lượng, cũng thì tương đương với động cơ. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Trầm Mặc Nùng tiếp lấy đưa tay, cái kia 36 khỏa huyền kim thần châu lập tức xuyên thành một chuỗi thanh sắc Phật châu, mềm mại rơi vào Trầm Mặc Nùng trên tay. La Quân liền nói ra, cái này huyền kim thần châu chính là đại thiền tự trụ trì đồ, vật, người vẫn là muốn cẩn thận cất giữ tốt. Nếu để cho người có quyết tâm biết, tất nhiên cũng liền minh bạch ngụ ở đâu cầm là chúng ta giết chết. Trầm Mặc Nùng gật gật đầu, nói ra, yên tâm đi. Nàng sau đó còn nói thêm, cái bụng có chút đói, người đi mua vài món đồ lên ăn. Ta thuận tiện tắm trước. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt. Thực nội tâm của hắn nghe được Trầm Mặc Nùng nói muốn khi tắm, hắn vẫn là có như vậy một tia sao động. Phảng phất rất chờ mong trông thấy, nhưng hắn càng biết mình không nên có loại này ác tha tâm tư. La Quân cảm thấy mình tâm tư biến,
bất chi bất giác biến. Ý nghĩ thế này là chỉ tại đối đãi Trầm Mặc Nùng vấn đề bên trên. Trước đó hắn đem Trầm Mặc Nùng xem như tốt nhất tri kỷ, hai người có thể sướng trò chuyện rất nhiều chuyện, có thể cùng uống lấy tửu, dạo bước tại Yến Kinh đầu đường. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đều vô cùng trân quý phần này hữu nghị, không chịu hướng bước kế tiếp diễn sinh. Bởi vì như vậy hội làm bẩn phần này hữu nghị. Nhưng dưới mắt, La Quân cảm thấy ở sâu trong nội tâm đối Trầm Mặc Nùng có loại dục dịch dục vọng. Vì sao lại đột nhiên có loại dục vọng này? La Quân cẩn thận hồi tưởng một chút, tựa như là từ ở trên máy bay nhìn thấy Trầm Mặc Nùng một màn kia xuân quang bắt đầu. Càng có hậu đến, Trầm Mặc Nùng kéo lại cánh tay hắn. Có đôi khi, người cảm giác, cảm tình biến hóa cũng là vi diệu như vậy cùng không bị khống chế. Có đôi khi, nam nhân lúc đầu đối một nữ nhân không có cảm giác gì, nhưng ban đêm bỗng nhiên làm một cái mỹ diệu mộng. Cái này mộng là mỹ hảo, theo nữ nhân này có quan hệ. Ở trong mơ, nữ nhân này sẽ phi thường hiền lành cùng rung động lòng người. Như vậy nam nhân liền có thể hội bởi vì cái này không khỏi mộng mà yêu nữ nhân này. La Quân rời tửu điếm phòng xếp, hắn đi xuống lầu mua ăn. Hắn sợ tự mình nhìn gặp Trầm Mặc Nùng tại phòng tắm tắm rửa, cái loại cảm giác này hội càng thêm mãnh liệt. La Quân hiện tại rất là phiền muộn, hắn cảm thấy mình không nên có ý nghĩ thế này. Một là không nên đối Trầm Mặc Nùng có tà niệm, hai là quỷ sát sinh tử chưa biết, ngươi làm sao vô sỉ như vậy a? Bangkok có thật nhiều mỹ thực, bất quá phần lớn đều lấy cà ri làm chủ. La Quân đi ra quán rượu không bao lâu đã nhìn thấy một nhà Bangkok mỹ thực cửa hàng, hắn đang định đi vào. Nào biết lúc này điện thoại di động kêu. Lại là Trầm Mặc Nùng đánh tới. La Quân không khỏi hơi hơi cảm thấy kỳ quái. Hắn tiếp thông điện thoại. Trầm Mặc Nùng ở bên kia có vẻ hơi xấu hổ, nói ra, người nhanh lên mua cho ta một kiện nước khoáng tới. La Quân không khỏi càng thêm kỳ quái, nói, làm sao? Trầm Mặc Nùng im lặng, nói ra, ta đang tắm, đột nhiên hết nước. Trên thân, trên đầu tất cả đều là bọt biển đây. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, bất quá trong đầu của hắn chuyện thứ nhất nghĩ đến chính là Trầm Mặc Nùng hiện tại gọi điện thoại tình cảnh. Nàng chắc chắn sẽ không đem điện thoại đưa đến trong phòng tắm. Trên người nàng tất cả đều là bọt biển. Nói như vậy, nàng hiện tại chẳng phải là để Trần Mỹ Diệu thân thể, một thân bọt biển đứng trong phòng gọi điện thoại cho mình. Màn này chỉ cần tưởng tượng đã cảm thấy quá đẹp không dám nhìn a. La Quân nín cười, nói ra, tốt, ta lập tức đi mua. Tắt điện thoại về sau, La Quân không nóng không vội đi mua thực vật, lại mới lộn vòng thân thể qua cửa hàng giá rẻ một hơi mua hai kiện nước khoáng. Như thế về sau mới trở lại quán rượu, đi vào phòng xếp phía trước. Bất quá lập tức, vấn đề mới lại tới. Cái kia chính là phòng xếp cửa phòng là giam giữ. Thẻ phòng là ở bên trong cắm, La Quân muốn đi vào chỉ có hai cái biện pháp. Một là Trầm Mặc Nùng đến đây mở cửa, hai là La Quân đem cửa dùng ám kình chấn khai. Bất quá hắn dùng một lát ám kình, này môn khóa cũng liền hỏng. Khóa cửa vô duyên vô cớ bị chấn hỏng, rất dễ dàng gây nên Thái Lan phương diện hoài nghi. Phương pháp này là tuyệt đối không thể làm, trăm cay nghìn đắng, mọi loại cẩn thận, không có khả năng phạm phải loại này sai lầm. Cho nên, La Quân thì gõ cửa đứng lên. Bên kia Trầm Mặc Nùng trong phòng tắm cũng là im lặng, nói, ta làm sao mở cửa cho ngươi. La Quân nội tâm hơi hơi mong đợi. Trong lòng của hắn nhịn không được khô nóng. Loại tình cảm này dục vọng phun trào là không bị người khống chế. Nếu không ta trực tiếp dùng ám kình chấn mở cửa phòng. La Quân cố ý như vậy hỏi. Hắn thật có chút khẩn trương, cho nên ngữ khí cũng tiến hành che giấu, làm bộ rất là khó xử. Ý nghĩ thế này biến hóa, cũng không giống như kiểu trước đây nhẹ nhàng như thường. Trầm Mặc Nùng là tâm tư kín đáo người, nghe được La Quân muốn chấn mở cửa phòng lập tức bị kinh ngạc. Nói ra, vậy cũng không được. Nàng đón đến, nói, tính toán, ngươi chờ ta một chút. La Quân sức tưởng tượng không khỏi vô hạn thả lớn, tưởng tượng thấy mở cửa cái kia một cái chớp mắt tràng cảnh. Vậy liền giống như là Pandora hộp ma còn không có bị mở ra, khiến cho người nhìn không được ước mơ bên trong đồ, vật A. Chỉ một lúc sau, tiếng bước chân truyền đến. Cửa bị mở ra. La Quân lập tức liền trông thấy Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng trên đầu tràn đầy bọt biển, nàng khỏa một đầu khăn tắm lớn. Trắng như tuyết trên vai thơm cũng đầy là bọt biển. La Quân nhìn một chút, lập tức có chút nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì hắn biết Trầm Mặc Nùng bên trong hiện tại là 100% chân không a. Trầm Mặc Nùng lại là để La Quân đem nước khoáng bỏ vào đến về sau,
tiếp lấy lại cấp tốc phanh một chút đóng cửa phòng. La Quân trong đầu đây là thật lâu không thể bình tĩnh a. Trầm Mặc Nùng ở bên trong làm lớn khái nửa giờ sau, nàng cho La Quân mở ra nhóm. Lúc này Trầm Mặc Nùng tóc dùng khăn tắm kiện hàng, mặc trên người là màu đỏ bó sát người áo sơ mi, quần bò. Nhìn lại là có khác phong tình. Nàng ngạo nhân tiền vốn là phá lệ hùng hậu, để La Quân nhìn thì có loại muốn vò bên trên một thanh xúc động. Trước kia La Quân là không có loại cảm giác này. Mà lại, khác nam nhân gặp Trầm Mặc Nùng chỉ có kính sợ, lại càng không có loại cảm giác này. Tựa hồ là từ giờ khắc này bắt đầu, La Quân mới bắt đầu chính thức chú ý tới Trầm Mặc Nùng nữ nhân mị lực. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cùng một chỗ ăn xong bữa tối về sau, Trầm Mặc Nùng liền nói ra, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt đi, ta người một mực đang chú ý quan sát, nếu có tin tức hội trước tiên cho ta biết. La Quân gật gật đầu, hắn nói ra, ta giống như cũng phải đi tắm. Hắn sở dĩ nói như vậy là bởi vì vừa rồi đã tới nước. Đại khách sạn bên trong không khả năng thời gian dài hết nước. Trầm Mặc Nùng bạch La Quân liếc một chút, nói ra, đại nam nhân, liền nên thối một điểm. Một ngày không tắm rửa có cái gì quan trọng, tranh thủ thời gian ngủ ngươi ghế sofa đi. Ta ngủ ghế sofa, La Quân có chút thất vọng. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi không ngủ ghế sofa chẳng lẽ ta ngủ. La Quân cười ha ha, nói ra, thực ta không ngại hai chúng ta cùng ngủ. Trầm Mặc Nùng hơi hơi kinh ngạc nhìn một chút La Quân, nàng cảm thấy La Quân thế mà cùng với nàng mở dạng này trò đùa có chút khó tin. Bất quá Trầm Mặc Nùng vẫn cảm thấy chính mình khẳng định là nghĩ nhiều, cho nên nàng cũng không muốn chuyện bé xé ra to. Ngay sau đó liền nói, ngủ đi. Nàng trực tiếp cầm không điều bị đắp lên, đồng thời tắt đèn. Trong phòng nhất thời ở vào một mảnh u ám trạng thái. La Quân cũng hơi hơi cảm thấy xấu hổ. Câu nói mới vừa rồi kia thật là có chút không có trải qua suy nghĩ. Sau đó, La Quân thì ở trên ghế salon nằm xuống. Trong phòng mở điều hòa, nhiệt độ rất là mát lạnh thoải mái dễ chịu. La Quân suy nghĩ lung tung một hồi, suy nghĩ lại trở lại quỷ sát trên thân. Hắn nhớ tới quỷ sát, loại kia nôn nóng bất an lại nổi lên trong lòng. Trong lòng của hắn đối quỷ sát quan tâm cùng cảm tình là bên ngoài người thường không thể lý giải. La Quân cũng có nghĩ qua muốn đi tìm sư phụ Ninh Thiên Đô cùng sư tỷ Lâm Băng đến giúp đỡ. Nhưng là hắn ngẫm lại, liền cũng biết chuyện này liên lụy rất lớn. Nếu quả thật đem sư phụ Ninh Thiên Đô liên lụy vào, hậu quả kia hội càng thêm nghiêm trọng. Mà lại, vị thánh sư này tu vi tại sư phụ phía trên. Bây giờ cứu quỷ sát hành động chỉ thích hợp dùng trí, không thích hợp cường công. Cho nên tiền tư hậu tưởng, La Quân đoạn tìm Ninh Thiên Đô ý nghĩ. Mà lại, hắn cũng không tốt lắm ý tứ qua phiền phức Ninh Thiên Đô. Thật sự là đã phiền phức đủ nhiều. Một đêm này, đến sau nửa đêm, La Quân rốt cục ngủ thật say. Sáng ngày thứ hai, khí trời rất tốt. La Quân bị một trận sục sôi tiếng nhạc đánh thức. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm, mở mắt ra lúc liền trông thấy Trầm Mặc Nùng đã đứng tại cửa sổ sát đất trước. Trầm Mặc Nùng vẫn là màu đỏ bó sát người áo sơ mi, quần bò. Nàng châm cái đuôi ngựa. Lộ ra phá lệ khí chất rung động lòng người. La Quân cũng rời giường, hắn theo miệng hỏi, đang nhìn cái gì? Trầm Mặc Nùng nói ra, đi, chúng ta đi xuống xem một chút. La Quân không rõ ràng cho lắm. Bất quá Trầm Mặc Nùng rất có quyết đoán, đã trước một bước ra khỏi phòng. La Quân cũng liền theo ở phía sau. Hắn dù sao là không rửa mặt không xúc miệng cũng không quan hệ nhiều lắm, bởi vì hắn thân thể tinh khiết, không có tạp chất, lại càng không có miệng thối. Trầm Mặc Nùng đi ở phía trước, La Quân ở phía sau thấy được nàng quần bò bọc vào bờ mông, vậy đi bộ ở giữa phong tình khiến người ta điên cuồng. La Quân hung hăng bỏ rơi đầu, cảm thấy mình thật là có chút cử chỉ điên rồ. Rất nhanh, hai người thì ra quán rượu. La Quân lúc này nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị. Trong tửu điếm phát hình hùng tráng âm nhạc, cái này âm nhạc là Thái Lan quốc ca. Mà La Quân liền trông thấy không ít người qua đường, còn có tửu điếm phục vụ viên chờ một chút. Chỉ cần là Thái Lan người, chỉ cần là tại phụ cận hành tẩu Thái Lan người toàn bộ mặt hướng trước tửu điếm mặt quốc kỳ trang nghiêm mà đứng. Đó là một loại vô cùng nghiêm túc, thần thánh dân tộc lực ngưng tụ. Cái này quốc ca hát là cái gì? La Quân nhịn không được hỏi Trầm Mặc Nùng, hắn chỉ có thể nghe ra bên trong sục sôi, nhưng lại không biết hát là cái gì. Dù sao tiếng Thái La Quân là không biết. Trầm Mặc Nùng đối tiếng Thái cũng không am hiểu, nhưng nàng là quốc an lục sử trưởng. Cho nên đối biệt quốc quốc ca vẫn là có chỗ nghiên cứu. Nàng gặp La Quân hỏi,
nhân tiện nói, là ý tứ này. Toàn thái chi dân, huyết nhục tương liên, thái gang tất thổ, toàn dân tất vệ, từ trước không khác. Đồng nước đồng tâm, không lười biếng không trễ, bình thản an bình, người trong nước chỗ yêu, thẳng có chiến sự, chúng ta không sợ, độc lập chủ quyền, thề sống chết bảo vệ, vì nước tác chiến, trôi chỉ máu tươi, sẽ không tiếc. Lấy kiêu ngạo cùng thắng lợi, hiến cho tổ quốc chúng ta. La Quân nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Quốc ca cùng kéo cờ nghi thức xong thành về sau, Thái Lan dân chúng lại khôi phục bình thường. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng Tâm có không nhỏ cảm xúc, bất quá cũng liền vẻn vẹn cảm xúc a. Trên thực tế, tại Yến Kinh kéo cờ thời điểm, duyệt binh thời điểm, loại kia dân tộc cảm giác tự hào, ngưng tụ cảm giác cũng là không hề yếu. Sau đó, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng qua ăn điểm tâm. Bữa sáng sau khi ăn xong, hai người liền trước đi một chuyến Bangkok Đại học. Tại qua trên đường, Trầm Mặc Nùng dùng di động điều ra cái kia Havana Slip tư liệu cho La Quân nhìn. Havana Slip 22 tuổi, nàng dài rất là xinh đẹp, da thịt trắng nõn. Con người màu xanh lam, mang theo một tia Thái Lan mỹ nữ yêu nhiêu. Nhìn, nàng là thuộc về loại kia thiên chân vô tà, rất đơn thuần khí chất. Đương nhiên, cái này cũng bất quá là La Quân ấn tượng đầu tiên a. Nhìn, lần này đi bắt Havana Slip, lấy La Quân cùng Trầm Mặc Nùng thực lực là không có vấn đề gì. Nhưng cố thể hội ra hiện tình huống gì, ai cũng không dám cam đoan. Nhất làm cho La Quân cùng Trầm Mặc Nùng bất an cũng là Havana Slip bên người không có một cái nào bảo tiêu. Loại tình huống này, bất cứ người nào muốn đi gây bất lợi cho Havana Slip đều có thể hội đắc thủ. Thánh sư quyền cao chức trọng, không có khả năng không có cửu nhân. Thánh sư như thế yêu thương nữ nhi. Chẳng lẽ thì không sợ nữ nhi sẽ gặp phải kẻ xấu công kích? Trong này là nhất định có huyền cơ. Chỉ là đến là huyền cơ gì, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cũng tham không thấu. Muốn hiểu thấu đáo, nhất định phải động thủ. Tại Trầm Mặc Nùng trong tư liệu, Havana Slip mở cái gì xe gì bảng số, còn có ở cái kia một gian phòng ngủ, cái gì hệ đều là rõ ràng. Đại ước sau một tiếng, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đi vào Bangkok Đại học. Hai người đầu tiên muốn cân nhắc là, ở nơi nào động thủ. Cái này đã cùng loại với người xấu điều nghiên địa hình. Hai người sau cùng nhất trí cảm thấy, phương pháp tốt nhất cũng là tại còn chưa tới trường học chỗ cua quẹo chờ đợi. Đợi đến Havana Slip xe ra, hai người trực tiếp liền người mang xe cướp đi, như thế cũng liền thần không biết, quỷ không hay. Sau khi thương lượng, hai người định ra kế sách này. Trầm Mặc Nùng còn nói thêm, đến lúc đó, ta động thủ trước. Ngươi không nên xuất hiện. Ta đoán chừng Havana Slip trên thân khẳng định là có pháp bảo gì, như vậy thì để ta tới phát động nàng pháp bảo. Ngươi ở một bên nhìn thời cơ chín muồi, liền xuống tay. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt. Cũng chỉ có thể làm như vậy, La Quân biết Trầm Mặc Nùng tu vi cao hơn chính mình ra quá nhiều. Nàng có thể ứng phó một số pháp bảo công kích, có thể chính mình là rất khó ứng phó. Hai người thương nghị định về sau. Liền tại Bangkok Đại học đối diện tìm một nhà tiệm nước giải khát. Hai người tại trong tiệm nước giải khát kiên nhẫn chờ đợi. Cái này trong tiệm nước giải khát có không ít người yêu ở chỗ này nói thầm thì thầm, vui vô cùng. La Quân cùng với Trầm Mặc Nùng, cũng sẽ cho người tưởng rằng người yêu, ngược lại sẽ không hài hòa. Khí trời rất nóng. Bangkok lâu dài ấm áp, tháng 4 Bangkok đã có thể so với hoa hạ tháng 7. Trong tiệm nước giải khát cũng không có mở điều hòa. Chỉ có một cái quạt điện tại thổi. Gió này phiến căn bản là đỉnh không cái gì dùng. Người nóng lên liền sẽ chảy mồ hôi, nhất lưu mồ hôi thì liền sẽ có thể vị. Trong tiệm nước giải khát có thật nhiều nam sinh, nữ sinh mùi mồ hôi. Bất quá nhiều như vậy mùi mồ hôi nhì bên trong, La Quân lại rõ ràng ngửi được Trầm Mặc Nùng trên thân là mùi thơm. Trầm Mặc Nùng lại không để ý những này, nàng uống vào một ly đá lục trà, thỉnh thoảng tính toán thứ gì. La Quân liền cũng liền thu nhiếp lại tâm viên ý mã. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng tại trong tiệm nước giải khát đợi mấy giờ, lại qua mặt khác một nhà McDonald's bên trong ngồi một chút. Như thế rèn luyện thời gian, sau cùng rốt cục đến 5 giờ chiều. Đến, đi, Trầm Mặc Nùng cấp tốc đứng lên, nói ra. Đây là Trầm Mặc Nùng thủ hạ phát tới tin tức. La Quân trong lòng siết chặt. Trong lòng bàn tay hắn bên trong không tự giác chảy ra mồ hôi tới. La Quân mười mấy năm qua, kinh lịch quá nhiều hung hiểm, xông qua vô số sinh tử hiểm quan. Nhưng đây là hắn lần thứ nhất khẩn trương như vậy. Người nếu là bởi vì đối với địch nhân giải quá không đủ.
Huống chi Havana Slave thân phận cũng không đơn giản. Cái này bên trong có quá nhiều không thể trưởng khống không biết tính. Trầm mặc nùng phía trước đi đầu, La Quân thả chậm cước bộ, xa xa theo ở phía sau. Lúc này, trời chiều như lửa. Bangkok Đại học phụ cận cũng có thể trông thấy không ít Phật tự, Bangkok Đại học tựa như là bị Phật tự vây quanh tường hỏa chi địa. Lái hướng Bangkok Đại học bên này là một đầu bóng rừng đường lớn, 10 phần sạch sẽ gọn gàng. Lui tới có không ít đại học sinh, bọn họ toàn bộ đều có một cái trung điểm, cái kia chính là thanh xuân khoa trương, không buồn không lo. Đại học là một đời người bên trong tốt đẹp nhất giai đoạn, có thể không cần gian khổ học tập khổ, có thể kết giao bằng hữu, có thể hợp pháp yêu đương các loại. Đại học còn không cần đứng trước xã hội mang đến áp lực cùng thống khổ. Đầu này bóng rừng trên đại đạo ngẫu nhiên cũng có xe cộ đi qua. La Quân rất nhanh liền đi theo Trầm Mặc Nùng đi vào chỗ góc cua. Cái này chỗ góc cua là một cái bồn hoa, xe cộ tiến vào cùng ra ngoài, đều là muốn vòng quanh bồn hoa mà đi. Cho nên ở chỗ này, chỉ cần là thiểm điện lôi đình, rất dễ dàng thì thần không biết, quỷ không hay đem người bắt đi. Havana Slave mở là một cỗ tiện nghi đại chúng Zeta. Đối với thân phận nàng tới nói, nàng thật sự là tiết kiệm đến có chút quá phận. Nhưng chính là như vậy một cô gái, lại rất dễ dàng khiến người ta đối nàng có ấn tượng tốt. La Quân nếu như không phải vì quỷ sát, tuyệt sẽ không đến thương tổn dạng này một cái vô tội nữ hài nhi. Hắn ở trong lòng vô cùng rõ ràng, chỉ cần thánh sư chịu hợp tác thả quỷ sát, như vậy La Quân vẫn là sẽ không tổn thương Havana Slave. Hắn không muốn liên lụy bất kỳ một cái nào người vô tội. Lại nói lúc này, trên khóm hoa cắm cây cao su cành lá chập chờn, một trận gió đêm quét mà đến, khiến cho người tâm thần thanh thản. Giờ phút này trời chiều là xinh đẹp như vậy, chiếu xạ trên mặt đất, khiến người ta cảm thấy thế giới này đều là mỹ hảo. Chính là vào lúc này, Havana Slave mở ra Zeta trước xe tới. Nàng tại chỗ rẽ thời điểm mở rất chậm. La Quân trái tim xách gấp. Hắn không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Nhưng duy nhất có thể xác định là, trong xe lái xe cũng là Havana Slave, mà lại, trong xe cũng chỉ có Havana Slave một người. Trầm Mặc Nùng đột nhiên thì lấy một cái quỷ mị thần diệu thân pháp xuất hiện tại Zeta trước xe. Phanh một tiếng, Trầm Mặc Nùng bị Zeta xe đụng một cái, nàng lập tức bạch 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 lui lại ra ba bước, trên mặt hiện ra thống khổ thần sắc. Cái kia Havana Slave nhất thời hãi nhiên, nàng lập tức dừng xe, sau đó mở cửa xe xuống xe. Havana Slave ăn mặc màu trắng ngăn chứa áo sơ mi, tết tóc đuôi ngựa, hạ thân là màu đen bộ váy. Nàng mặc rất là vừa vặn, là loại kia thanh thuần đáng yêu học sinh muội cách ăn mặc. Havana Slave vội vàng đi vào Trầm Mặc Nùng trước người, nàng nhìn ra Trầm Mặc Nùng là người Hoa, cũng chỉ có thể dùng tiếng Anh lo lắng hỏi, người thế nào? Người không sao chứ? Trầm Mặc Nùng ngồi thẳng lên, nàng nhìn một chút Havana Slave, sau đó áy náy dùng tiếng Anh nói ra, ngượng ngùng, là ta quá gấp. Havana Slave ngẩn ngơ, nàng ngay từ đầu thực tưởng rằng gặp được người giả bị đụng. Nhưng nhìn Trầm Mặc Nùng khí chất cách ăn mặc, cảm thấy nàng làm sao cũng không giống là người giả bị đụng. Mà Trầm Mặc Nùng hiện tại vừa mở miệng, nàng liền có thể khẳng định, Trầm Mặc Nùng cũng không phải người giả bị đụng. Havana Slave nhất thời thì ngượng ngùng, khuôn mặt nàng hơi đỏ lên, nói ra, hẳn là ta thật có lỗi mới là, như vậy đi, ta đưa ngươi đi bệnh viện kiểm tra, một chút. Trầm Mặc Nùng lắc đầu, nói ra, ta không sao, không cần phiền toái như vậy. Havana Slave nói ra, thật không có sự tình. Trầm Mặc Nùng nói ra, thật không có sự tình. Havana Slave nói, vậy ta cho ngươi để điện thoại dãy số, muốn là ngươi có việc thì gọi điện thoại cho ta. Trầm Mặc Nùng nói ra, không cần phiền toái như vậy. Nàng sau đó trong mắt lóe lên lo lắng, nói ra, ta một người bạn hiện tại viêm ruột thừa muốn làm giải phẫu, vừa qua Thánh Tế An bệnh viện, muốn là ngươi vừa liền lời nói, có thể hay không đưa ta một đoạn. Havana Slave đơn thuần cùng cực, căn bản không nghĩ tới Trầm Mặc Nùng lại là đại hôi lang. Thế là cái này đơn thuần thỏ trắng nhỏ nhãn tình sáng lên, nói ra, đó là đương nhiên không có vấn đề. Sau đó, nàng còn nói thêm, thuận tiện ngươi cũng có thể kiểm tra một chút. Vạn nhất lưu lại cái gì tai họa ngầm thì không tốt. Trầm Mặc Nùng cảm kích nói ra, vậy thì cảm ơn ngươi. Sau đó, hai người lên xe. Trầm Mặc Nùng ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Havana Slave lái xe. Xe rất lợi hại mở chuyển biến, mở ra Bangkok Đại học đầu này bóng rừng đường lớn. La Quân yên lặng theo ở phía sau. Tốc độ của hắn tuyệt sẽ không so Zeta muốn chậm.
Trên xe, Trầm Mặc Nùng âm thầm đánh giá Havana Slip. Trầm Mặc Nùng có thể khẳng định là Havana Slip không có bất kỳ cái gì tu vi. Đồng thời, Trầm Mặc Nùng lại bắt đầu dò xét, nhìn xem Havana Slip trên thân có không có pháp bảo gì. Nếu có pháp bảo tồn tại, nhất định sẽ có còn sót lại sóng pháp lực. Đáng tiếc là, Trầm Mặc Nùng tại sau một lúc lâu y nguyên không có cái gì thì được. Havana Slip vừa lái xe, một bên cũng đang âm thầm quan sát Trầm Mặc Nùng. Nàng tuy nhiên đơn thuần thiện lương, nhưng cũng không phải người ngu. Lập tức nàng thì nhìn ra Trầm Mặc Nùng thần sắc tựa hồ không có làm sao lo lắng, cái này cùng lúc trước nàng biểu hiện ra lo lắng hình thành so sánh rõ ràng. Havana Slip không khỏi tâm kế tiếp lộc bộp, chính mình nên sẽ không gặp phải người xấu a. Havana Slip xuyên qua kính chiếu hậu lần nữa dò xét Trầm Mặc Nùng, nàng nhưng lại cảm thấy Trầm Mặc Nùng không giống như là người xấu. Havana Slip sốt cục nhịn không được hỏi Trầm Mặc Nùng, nói, bằng hữu của ngươi thật tại Thánh Tế An bệnh viện làm giải phẫu sao? Trầm Mặc Nùng biết Havana Slip sinh nghi, nàng liền cũng thì nói thẳng, không có. Havana Slip lập tức biến sắc, nàng đem xe cấp tốc dựa vào đứng ở bên đường. Sau đó, nàng liền muốn xuống xe. Trầm Mặc Nùng lập tức nói, đợi một chút, có thể nghe ta nói vài câu không? Havana Slip trong lòng hiếu kỳ, nàng mắt nhìn ngoài xe. Cảm thấy nơi này là phố xá sầm uất, nữ nhân này hẳn là sẽ không đem chính mình thế nào. Kể từ đó, nàng liền cũng liền an tâm hỏi, người muốn nói cái gì? Ta giống như cũng không nhận biết ngươi. Trầm Mặc Nùng ngẫm lại, nói ra, có thể hỏi ngươi một chuyện không? Havana Slip nao nao, nàng cảm thấy cái này hoa hạ nữ nhân rất cổ quái. Bất quá nàng vẫn là nói, ngươi hỏi. Trầm Mặc Nùng nói ra, nghe đồn rằng, có một loại quỷ vật một khi hàng thế liền sẽ tai họa thương sinh. Nhưng là, nó hàng thế sau lại có vẻ thiên chân vô tà, đơn thuần không có có tâm cơ. Thế nhưng là lúc này, một số cao nhân sợ nó ngày sau sẽ chọc cho ra nhiễu loạn lớn đến, thế là những cao nhân này liền muốn đem quỷ vật này cho trước hết giết, lấy trừ hậu hoạn. Người cảm thấy cái này quỷ vật có nên hay không giết? Havana Slip 10 phần không giải thích nói, ta không hiểu ngươi tại sao muốn hỏi ta vấn đề này, mà lại, ngươi vấn đề này để ta cảm thấy vô cùng không khỏi diệu. Trầm Mặc Nùng từ tốn nói, ta hội giải thích với ngươi rõ ràng, nhưng ngươi đầu tiên cần hồi đáp ta. Cái này quỷ vật có nên hay không giết? Havana Slip gặp Trầm Mặc Nùng chấp nhất, nàng liền cũng liền nghiêm túc suy tư. Một lát sau, nàng nói ra, quỷ vật này còn chưa bao giờ làm chuyện xấu, những cao nhân đó vẻn vẹn bởi vì nó có thể muốn hại người mà đưa nó giết, đây là không công bằng. Tại pháp luật bên trên, cho tới bây giờ cũng sẽ không bởi vì làm một cái người có muốn giết người ý nghĩ, từ đó bị hình phạt. Trầm Mặc Nùng con mắt hơi hơi sáng lên, nàng nói ra, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta thật cao hứng. Havana Slip nói ra, vậy ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết, ngươi tại sao muốn hỏi ta vấn đề này a? Trầm Mặc Nùng nói ra, bởi vì phụ thân ngươi, thánh sư trước mắt thì bắt dạng này một cái quỷ vật, đồng thời muốn xử tử cái này quỷ vật. Cái này quỷ vật ngươi hẳn là có nghe thấy, nó gọi là quỷ sát. Nói đến đây, nàng đón đến, tiếp tục nói, quỷ sát chính là quỷ bên trong đế hoàng. Nghe đồn sẽ cho Thái Lan nhân dân mang đến khó khăn. Phụ thân người thân là thánh sư, tự nhiên có trách nhiệm muốn trảm yêu trừ ma. Đứng tại phụ thân người góc độ, phụ thân người cũng không có làm gì sai. Nhưng đứng tại quỷ sát góc độ bên trên, nó từ sinh ra tới thì chưa làm qua chuyện xấu, mà lại tương phản, nó đã cứu ta nhất mệnh. Càng là bởi vì phải cứu ta cùng ta một người bạn, nó không tiếc từ bỏ chống lại, bị phụ thân người thủ hạ bắt lấy. Trọng tình trọng nghĩa như thế. Đơn thuần vô tà quỷ sát liền bị phụ thân ngươi giết chết, đối với quỷ sát là cỡ nào không công bằng. Havana Slip không có kinh ngạc đến ngây người, nàng nói ra, ta xác thực từng nghe nói quỷ sát, thế nhưng là ta cũng không biết phụ thân ta đã bắt lấy quỷ sát. Ngươi tìm đến ta, là muốn ta khuyên phụ thân ta thả đi quỷ sát sao? Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi cũng khuyên không phụ thân ngươi. Nàng đón đến, tiếp tục nói, nhân quả là một cái rất lợi hại đáng sợ đồ, vật, quỷ sát hàng thế. Đây là số mệnh, là thiên quyết định. Trước đó, đại thiên tự người làm mọi thứ có thể để ngăn cản, sau cùng quỷ sát vẫn là thuận lợi hàng thế. Đã nó hàng thế, ta tin tưởng vậy thì có nó hàng thế đạo lý. Chúng ta hoa hạ có câu chuyện xưa, gọi là tồn tại thức là hợp lý. Havana Slip nói ra, người đến muốn nói cái gì? Trầm Mặc Nùng nói ra, ta chỉ sợ, quỷ sát lúc đầu vô ý muốn vì họa thiên hạ. Nhưng sau cùng nhưng bởi vì tại phụ thân ngươi chỗ nào gặp không công bằng đãi ngộ,
từ đó sinh lòng lệ khí, sau cùng ứng cái kia truyền thuyết. Havana Slep không khỏi thất sắc. Bất quá nàng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, nàng nói ra, đã ngươi nói quỷ sát là thiên quyết định, cái kia ngươi tìm đến ta lại là bởi vì cái gì? Nếu thật là nhất định, dù cho ngươi không hề làm gì, cái kia quỷ sát cũng có thể còn sống không phải sao? Trầm Mặc Nùng nói ra, tối tăm thiên đạo, không thể suy nghĩ. Quỷ sát là ta ân nhân cứu mạng, ta không có khả năng ngồi ở chỗ này trông cậy vào Thượng Thương Thủy Liên. Cho nên ta nhất định phải vì quỷ sát làm điểm cái gì? Havana Slep sốt cục ý thức được cái gì, nói, ngươi muốn cưỡng ép ta, bức bách phụ thân ta thả quỷ sát. Trầm Mặc Nùng hơi hơi thở dài, nói ra, ta làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, lần này thật sự là bị bất đắc dĩ. Nàng đón đến, nói ra, nô nhi tiểu thư, ta cũng không muốn thương tổn ngươi. Havana Slep nói ra, ngươi nói sự tình, ta có thể hết sức hỗ trợ. Ta sẽ đi tìm phụ thân ta, để hắn thả quỷ sát. Nhưng ngươi không có thể đụng đến ta, càng không thể bắt ta. Trầm Mặc Nùng nói ra, bất luận kẻ nào đều khuyên không phụ thân ngươi. Ta thậm chí không biết cầm tính mệnh của ngươi qua uy hát yêu ta phụ thân ngươi là có phải có hiệu. Bất quá mặc kệ như thế nào, ta đều dự định thử một lần. Havana Slep ánh mắt hơi hơi cổ quái, nàng theo rồi nói ra, ta không muốn thương tổn ngươi, ngươi đi đi. Nàng đón đến, nói ra, mà lại ta cho ngươi biết, ngươi là bắt không ta. Trầm Mặc Nùng trong lòng căng thẳng, nàng một mực đều tìm không ra Havana Slep chỗ cổ quái. Nàng thậm chí đều coi là, thánh sư cũng là thật yên tâm như vậy Havana Slep, không có cho nàng bất luận cái gì các biện pháp an ninh. Thế nhưng là lúc này, Havana Slep nói ra câu nói này, Trầm Mặc Nùng lập tức phát giác được một tia khí tức nguy hiểm. Trầm Mặc Nùng trong mắt phát lạnh, đến cái này trong lúc mấu chốt, nàng không có khả năng có bất kỳ lùi bước. Trong một chớp mắt, Trầm Mặc Nùng đột nhiên đưa tay, liền muốn mạnh mẽ bóp lấy Havana Slep cổ, trước đem Havana Slep sinh tử nắm ở trong tay. Liền vào lúc mấu chốt nhất, Havana Slep trước mặt bỗng nhiên dần hiện ra một đoàn lóa mắt bạch quang. Ngay sau đó, một cái uy nghiêm thanh âm truyền đến, nói, nghiệt xúc lớn mật, lại dám đối nô nhi động thủ. Cái thanh âm này, thình lình chính là người thánh sư kia thanh âm. Trầm Mặc Nùng quá sợ hãi. Nàng trông thấy lời mới vừa nói không phải cái gì khác người, chính là Havana Slep. Havana Slep thanh âm nói chuyện cư lại chính là thánh sư thanh âm. Trầm Mặc Nùng kinh nghi bất định nhìn lấy Havana Slep, nàng hoàn toàn không hiểu rõ. Havana Slep đột nhiên tựa như biến một người giống như, trong mắt nàng cũng là hàn ý tinh quang, nhiếp nhân tâm phách. Trầm Mặc Nùng trong đầu đọc thay đổi thật nhanh, nàng cũng không phải là nhát gan người. Sẽ không bị Havana Slep đột nhiên chuyển biến liền bị dọa sợ. Đầu tiên, Trầm Mặc Nùng rất lợi hại xác định trước mắt Havana Slep cũng không phải thật sự là thánh sư đến. Hẳn là thánh sư ngưng luyện ra một đạo nguyên thần, sau đó để nguyên thần bảo hộ Havana Slep. Trầm Mặc Nùng là tâm cao khí ngạo người, nàng tâm thần ổn định sau liền nhớ tới Havana Slep cái kia một tiếng nhiệt xúc lớn mật. Lẽ nào lại như vậy? Trầm Mặc Nùng lửa giận thiêu đốt. Nàng cũng không tin chính mình liền thánh sư một đạo nguyên thần đều đối phó không. Theo ta đi, Trầm Mặc Nùng xuất thủ lần nữa, nàng bày biện ra sắc bén ưng chảo thủ tàn nhẫn chụp vào Havana Slep mặt. Trầm Mặc Nùng biết Havana Slep thân thể yếu đuối, dù cho bị thánh sư nguyên thần chiếm hữu, nhưng bộ thân thể này cũng không có khả năng cường đại lên. Trầm Mặc Nùng xuất thủ cực nhanh, điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, Havana Slep trước mặt lại là bỗng nhiên xuất hiện một đường cửa lớn màu vàng óng. Một màn này quỷ dị cực, Trầm Mặc Nùng nhất chảo bắt cái khoảng không. Mà Havana Slep lại trực tiếp nhảy vào đến cửa lớn màu vàng óng bên trong. Tiếp theo, trên xe liền không có Havana Slep. Havana Slep hư không tiêu thất. Trầm Mặc Nùng nhìn lấy cái kia cửa lớn màu vàng óng còn không có biến mất, nàng không chút suy nghĩ, thân thể nhảy lên, cũng chui vào đến cửa lớn màu vàng óng bên trong. La Quân ở bên ngoài một mực quan sát đến trong xe tình huống. Hắn đột nhiên nhìn thấy trong xe quang mang lóa mắt, sau đó liền không thấy Trầm Mặc Nùng cùng Havana Slep. La Quân giật nảy cả mình, cấp tốc đi vào trước xe. Hắn một thanh cưỡng ép mở cửa xe, đã thấy trong xe đã không có cái gì. Trầm Mặc Nùng cùng Havana Slep thật đã hư không tiêu thất. La Quân không khỏi lo lắng, hắn cảm giác một mực không tốt. Mà bây giờ Trầm Mặc Nùng Havana Slep biến mất, hoàn toàn chứng thực La Quân ý nghĩ cũng không sai. Vì sao lại hư không tiêu thất, Mặc Nùng đến đi nơi nào? La Quân đảo mắt tứ phương, hắn trông thấy bốn phía xe tới xe đi, dòng người nhốn nháo,
nhưng không có bất luận cái gì Trầm Mặc Nùng cùng Havana Slep manh mối. Như vậy, Trầm Mặc Nùng cùng Havana Slep đến đi nơi nào? Trầm Mặc Nùng chỉ cảm thấy mình tiến vào cửa lớn màu vàng óng một cái chớp mắt, bốn phía không khí, phần tử biến bắt đầu cuồng bạo. Trong nháy mắt đó, không gian vặn vẹo, thời không thác loạn, hết thảy đều lộ ra không chân thực. Trầm Mặc Nùng lần nữa thấy rõ ràng trước mắt hết thảy thời điểm, nàng phát hiện mình đã tại một cái cùng loại chùa miếu trong thiện phòng. Trong thiện phòng rất lợi hại vắng vẻ, trời chiều xuyên thấu qua cửa sổ vẩy chiếu vào. Trầm Mặc Nùng ngẩng đầu còn chứng kiến Havana Slep, Havana Slep đứng tại một tên bên cạnh trung niên nam tử. Trung niên nam tử kia ăn mặc màu xám tăng y, trên đầu của hắn kiện hàng màu trắng hada, thoạt nhìn là rất nồng nặc Thái Lan tăng nhân phong cách. Trung niên nam tử này mặt hướng đứng đắn, mày rậm mắt to, trong mắt của hắn có một loại nhiếp nhân tâm phách tinh mang, khiến người ta nhìn thì không khỏi kính sợ, muốn quỳ bái. Trầm Mặc Nùng đối mặt nam tử này, nàng cảm nhận được uy áp. Trong chớp nhoáng này, Trầm Mặc Nùng đã xác định trước mắt tên nam tử này là ai. Người này cũng là Thiên Tông tông chủ, cũng chính là Thái Lan đệ nhất cao thủ, Thánh Sư. Trầm Mặc Nùng trong mắt lóe lên khó mà diễn tả bằng lời kinh hãi. Nàng không thể không kinh hãi. Bởi vì nàng thế mà bỗng dưng đi vào nơi này, đây là xuyên toa hư không đại thần thông a. Ngươi nhất định rất kỳ quái, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này, đúng hay không? Thánh sư nhàn nhạt nhìn về phía Trầm Mặc Nùng, nói. Cái kia Havana Slep ánh mắt khôi phục tường hòa cùng đơn thuần, sạch sẽ. Nàng trầm giọng nói ra, ta nhắc nhở qua ngươi, không muốn chấp mê bất ngộ. Đáng tiếc ngươi không nghe, hiện tại ngươi đem phải đối mặt phụ thân ta lửa giận. Trầm Mặc Nùng cũng không để ý tới Havana Slep, nàng nhìn về phía Thánh Sư, nói ra, trước đó là ngươi lấy ngươi đại pháp lực ngưng tụ ra một đạo nguyên thần, đạo này nguyên thần bám vào ngươi trên người nữ nhi, điểm này ta cũng không kỳ quái. Chỉ bất quá, xuyên toa hư không chính là xuyên toa bên trong đại thần thông, ta không tin ngươi bây giờ có bản sự này. Thánh Sư từ tốn nói, xuyên toa hư không đại thần thông, trước mắt chỉ sợ chỉ có thần đế như thế nhân vật mới có. Ta thật là không biết, trước đó ngươi sở chứng kiến cái kia đường cửa lớn màu vàng óng chính là một kiện pháp khí, này kiện pháp khí gọi là Càn Khôn Phù Chú, chính là ta tại Pharaoh trong lăng mộ phát hiện. Cái này Càn Khôn Phù Chú có thể chuẩn xác phân hóa phần tử, mở ra hư không chi môn. Bất quá, cái này Càn Khôn Phù Chú cũng chỉ có 3 lần cơ hội, bây giờ ngươi lãng phí ta một lần cơ hội quý báu, cái này tội nghiệt, ngươi hôm nay nhất định phải tiếp nhận. Hắn đón đến, còn nói thêm, trên thực tế, liền xem như ta cái kia một đạo nguyên thần, ngươi cũng không làm gì được. Chỉ bất quá ngươi cùng nô nhi thân ở đông đúc thành thị, ta không muốn đem chuyện này làm lớn chuyện, nếu không lời nói, ngươi sớm đã chết tại ta cái kia đạo nguyên thần phía dưới. Trầm Mặc Nùng con mắt hơi hơi nheo lại, nàng nói ra, thánh sư uy danh, ta sớm có nghe thấy. Bất quá, mặc kệ ngươi nói thế nào, ta hôm nay cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, chúng ta vẫn là đánh rồi mới biết đi. Thánh sư hơi hơi ngoài ý muốn, hắn nhìn chằm chằm Trầm Mặc Nùng nhìn nửa ngày, sau đó mới lên tiếng, trước đó ta nghe ta sư đệ đề cập qua, có 2 cái người Hoa phải cứu quỷ sát. 2 cái này người Hoa bên trong có một cái chính là nữ tử này là Hoa Hạ Quốc An Lục Sử Sử Trường. Chẳng lẽ người này cũng là ngươi? Trầm Mặc Nùng nơi đó hội thừa nhận, chuyện này nếu là thừa nhận, rất có thể sẽ tăng lên đến quốc gia tranh chấp. Nàng lập tức nói ra, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thánh sư khe khẽ thở dài, nói ra, lúc đầu ngươi như thừa nhận, hôm nay ta còn không dễ giết ngươi. Hiện tại đã ngươi phủ nhận, vậy ngươi thì trách ta không được. Trên người ngươi có 36 khỏa huyền kim thần châu, cái này huyền kim thần châu chính là đại thiền tự Tuệ Vân Đại Sư nắm giữ. Tuệ Vân Đại Sư mấy ngày trước bị người giết hại, xem ra cũng cùng ngươi là thoát không can hệ. Trầm Mặc Nùng nhướng mày, nói ra, muốn đánh thì đánh, nói nhảm quá nhiều. Nàng sau khi nói xong, thiểm điện ở giữa tế ra 36 khỏa huyền kim thần châu. Cái kia huyền kim thần châu đột nhiên ở giữa lôi đình thiểm điện, giống như bạo vũ lê hoa một dạng kịch liệt công sát hướng thánh sư. Thánh sư ngồi ngay ngắn ở phía trên, chỉ gặp hắn tăng bào vung lên. Trong nháy mắt đó, hắn tăng bào trung gian tựa hồ có biện pháp trận vòng xoáy xuất hiện. Sau đó, Trầm Mặc Nùng chính là thất sắc, nàng cảm giác được mình cùng 36 khỏa huyền kim thần châu mất đi liên hệ. 36 khỏa huyền kim thần châu đánh giết tới, giống như châu đất xuống biển, không còn tin tức. Điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám ở trước mặt ta dễ thấy. Thánh sư bàn tay mở ra,
trong bàn tay hắn thình lình chính là cái kia một chuỗi Phật châu. Trầm Mặc Nùng liền cảm giác được mình cùng Huyền Kim Thần Châu hoàn toàn mất đi liên hệ. Thật là khủng khiếp người. Trầm Mặc Nùng cảm thấy thầm nghĩ, nàng tuy nhiên giật mình, nhưng động tác trên tay nhưng không có ngừng. Huyền Kim Thần Châu công kích chính là bước đầu tiên, bộ thứ hai, Trầm Mặc Nùng trong lúc cấp thiết lại là lôi đình vừa sải bước đến Havana Slep trước mặt. Trầm Mặc Nùng biết mình không có khả năng chiến thắng Thánh Sư, như vậy dưới mắt đường sống duy nhất cũng là bắt lấy Havana Slep. Trầm Mặc Nùng mắt thấy, ưng chảo thủ sắp bắt được Havana Slep trắng như tuyết cái cổ. Làm càn, ngay vào lúc này, Havana Slep hai mắt trợn lên, lạnh lóng lánh. Nàng nói chuyện giọng điệu cùng giọng nói lại thành Thánh Sư. Cùng lúc đó, Havana Slep trước người bỗng nhiên thoáng hiện nhất tôn Phật Đà. Tôn này Phật Đà pháp tướng trang nghiêm, tay nắm Di Đà ấn. Trầm Mặc Nùng ưng chảo thủ liền bị Phật Đà ngăn trở. Cái kia Phật Đà vốn là nhắm mắt, đột nhiên mở mắt, chiếu vào Trầm Mặc Nùng cũng là một chiêu Di Đà ấn oanh sát mà đến. Di Đà ấn chính là quyền bên trong bắt ấn, xảo diệu dị thường. Cái này Phật Đà thân thể to lớn, quyền đầu cơ hồ muốn so Trầm Mặc Nùng đầu còn lớn hơn. Di Đà ấn oanh sát mà đến, mang theo 2 vạn cân sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Cơ hồ muốn so bom còn muốn hung mãnh. Đối mặt dạng này lực lượng, Trầm Mặc Nùng trong đầu cơ hồ sinh không ra bất kỳ muốn chống cự ý nghĩ. Nàng tại thiểm điện ở giữa, thân thể nhanh chóng thối lui, miễn cưỡng né tránh Phật Đà nguyên thần Di Đà ấn. Nhưng cái này Phật Đà lại là theo đuổi không bỏ, vừa sải bước lên, ở trên cao nhìn xuống, lại là nhất trưởng phiên thiên ấn phủ xuống tới. Trầm Mặc Nùng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trên đầu như có một tòa Thái Sơn áp xuống tới. Trầm Mặc Nùng không khỏi thất sắc, người Thánh Sư này ngưng luyện nhất tôn nguyên thần lại lợi hại như thế. Loại này nguyên thần cũng không phải là thuộc về Thánh Sư thần hồn. Thánh Sư trong não vực, tế bào não phát đạt, pháp lực vô cùng. Hắn là từ một bộ phận pháp lực tháo rời ra, ngưng tụ từ trường, phần tử chờ một chút, sau cùng hình thành nhất tôn cùng loại thần hồn nguyên thần. Thần hồn chính là người sau khi chết ý niệm tinh thần chỗ ngưng tụ. Mà Thánh Sư là người sống, dùng một bộ phận tinh thần lực suy nghĩ, cũng chính là pháp lực độc lập ngưng tụ ra. Năm đó Hồng Hoang Thiên Đế Trảm Tam Thi thành đạo chính là cái này nguyên lý. Còn có Lão Tử Nhất Khí Hóa Tam Thanh, đồng dạng cũng có nguyên lý này ở chính giữa. Lão Tử Nhất Khí Hóa Tam Thanh, phân biệt hóa ra 3 tôn pháp thân đối phó Thông Thiên Giáo Chủ. Mà Bàn Cổ Nhất Khí Hóa Tam Thanh, lại là hóa ra Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên. Đương nhiên, Thánh Sư Tôn này thân ngoại hóa thân tuy nhiên lợi hại, nhưng là không thể theo những thượng cổ thánh nhân đó so sánh. Thánh Sư không có phái người bảo hộ Havana Slep, lại là dùng một chương càn khôn phù chú, còn có chính hắn thân ngoại hóa thân qua bảo hộ. Vậy cũng là dụng tâm lương khổ. Trầm Mặc Nùng đối mặt Phật Đà phiên thiên ấn, nàng thân thể nhất chuyển, lại lần nữa chạy đi. Cái kia Phật Đà lập tức lại đuổi tới tới. Hắc, Trầm Mặc Nùng hai mắt trợn lên, hàn quang bức người. Nàng biết như thế trốn xuống dưới, sớm muộn là chết. Cho nên nàng lập tức đối tôn này Phật Đà triển khai sóng tinh thần công kích. Một đạo sóng tinh thần trực tiếp oanh sát hướng Phật Đà não vực. Phật Đà cười lạnh một tiếng, nói, nghiệt xúc, bổn tọa chính là pháp lực biến thành, bất luận cái gì sóng tinh thần công kích đều chẳng qua là bổn tọa thuốc bổ. Cái kia sóng tinh thần tiến vào Phật Đà trong não vực, Phật Đà quả nhiên là lông tóc không tổn hao gì. Trầm Mặc Nùng không khỏi âm thầm gọi hỏng bét. Phật Đà lại lần nữa đuổi theo. Lại là phiên thiên ấn áp xuống tới. Cái này thiền trong phòng, không gian không lớn. Trầm Mặc Nùng ứng phó đến càng phát ra cố hết sức, trốn cũng trốn không thoát. Bất đắc dĩ bên trong, Trầm Mặc Nùng quay người nhất trưởng bổ về phía Phật Đà. Phật Đà cười lạnh một tiếng, cũng nhất trưởng bổ tới. Phanh một chút, cái kia trong một chớp mắt, Trầm Mặc Nùng chỉ cảm thấy Phật Đà trong lòng bàn tay lực lượng to lớn đến vô biên vô hạn cảm giác. Nàng rốt cuộc không ngăn cản được cỗ lực lượng kia xâm lấn. Sau đó, Trầm Mặc Nùng thân thể mãnh liệt chấn động, thể nội khí huyết cuồn cuộn giống như dòng nước lũ ngập trời, phiên giang đảo hải. Trong nháy mắt, Trầm Mặc Nùng trên thân thẩm thấu ra đỏ thẫm huyết châu tới. Nàng bạch 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 rời khỏi mấy bước, sau cùng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, té ngã trên đất, như vậy đã hôn mê. Như thế về sau, Thánh Sư mới vung tay lên, đem cái kia Phật Đà thu vào trong tay áo. Người thân thể lực lượng là từ ràng buộc. Nhưng trong não vực pháp lực, loại lực lượng này là vô cùng.
cho nên Trầm Mặc Nùng muốn lấy thân thể chiến thắng Phật Đà Nguyên Thần không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Người muốn thành tựu tiên đạo, trở thành thánh nhân, ngao du hư không? Chờ một chút, hết thảy đều là không thể dựa vào thân thể, người có khả năng dựa vào chỉ có não vực pháp lực. Cho nên cũng mới nói, tư tưởng có bao xa, chúng ta liền có thể đi bao xa. Người tư tưởng là vô hạn, thịt người thân thể, có thể làm sự tình quá ít. Người là bởi vì có tư tưởng, cho nên mới có thể tạo ra được phi cơ, đạn hạt nhân, chờ một chút đồ, vật. Phần lớn người tư tưởng đến tạo nên công nghệ cao. Một phần nhỏ người sử dụng tư tưởng đến thành tựu vô thượng tiên đạo. Lại nói lúc này, Trầm Mặc Nùng đã hôn mê. Thánh sư ánh mắt lãnh lãnh đạm đạm. Phụ thân, người muốn xử trí như thế nào nàng? Havana Slip hỏi. Thánh sư nói ra, nữ nhân này mạo phạm ngươi, tự nhiên đáng chết. Huống chi, nàng còn muốn nghĩ cách cứu viện quỷ sát, ta càng lưu nàng không được. Havana Slip nói ra, có thể ngươi mới vừa nói, nàng là Hoa Hạ quốc an lục sử sử trưởng, thân phận nàng không thể coi thường. Nếu như cứ như vậy giết, chỉ sợ sẽ không ổn. Thánh sư nói ra, nàng cũng không có thừa nhận không phải sao. Ta giết là một cái mạo phạm nữ nhi của ta cuồng đồ, không có quan hệ gì với hắn. Hắn đón đến, nói ra, ngoan nô nhi, ngươi làm sao? Ngươi là muốn thay nàng cầu tình sao? Ngươi đừng quên, nàng muốn giết ngươi. Havana Slip nói ra, không, phụ thân, ta cảm giác nàng cũng không muốn giết ta, nàng chỉ là muốn sử dụng ta tới cứu người. Nàng cũng không phải là người xấu, ta hy vọng ngươi có thể thả nàng. Cái kia là không thể nào, nữ nhi của ta, thánh sư từ tốn nói. Havana Slip còn định nói thêm, nhưng thánh sư nói ra, nữ nhi, ta giáo qua ngươi, làm người muốn thiện lương. Nhưng là, thiện lương cũng không phải đến dùng tại trên người địch nhân. Havana Slip hít sâu một hơi, nói ra, phụ thân, ngươi không thể giết nàng. Thánh sư nói ra, trên đời này, không có ta không thể giết người. Câu nói này đầy đủ thể hiện ra thánh sư ngạo khí. Mặc dù hắn bình thường khiêm tốn ôn nhuận, nhưng nội tâm của hắn vẫn là ngạo cốt như đao. Havana Slip nói ra, Hoa Hạ là một cái thần bí, cuồn cuộn địa phương. Nữ nhân này thân phận lại rất lợi hại mẫn cảm, người như giết nàng, coi như Hoa Hạ quan phương bắt người không có cách nào. Nhưng loại vũ nhục này, bọn họ sẽ không quên. Bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp đến báo thù, đến lúc đó, chúng ta cũng sẽ có vô cùng vô tận phiền phức. Mà lại, phụ thân, người tuy nhiên có bản lĩnh ngăn cản được bọn họ. Nhưng là ta đây, ngài nhất tôn nguyên thần liền có thể đem sở hữu Hoa Hạ cao thủ giải quyết hết sao? Hoa Hạ không chịu được như thế sao? Không thể không nói, Havana Slip cũng là người thông minh. Nàng biết một mực thỉnh cầu là vô dụng, duy nhất hữu dụng cũng là đạo lý. Vạn sự vạn vật đều không thể rời bỏ đạo lý hai chữ. Quả không phải vậy, thánh sư đang nghe Havana Slip lời nói về sau, hắn bắt đầu trầm ngâm. Thánh sư đương nhiên sẽ không cuồng vọng đến cho rằng Hoa Hạ không người, hắn có thể đè ép được Hoa Hạ. Hắn cảm thấy mình thật là xem nhẹ nữ nhi về sau an nguy. Thánh sư lại là biết Hoa Hạ tối thiểu là có 4 vị ẩn tàng tuyệt thế cao thủ, cái kia chính là Thần Đế, Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng, Tu La Đại Đế Trầm Mặc Nhiên, Ma Đế Trần Thiên Nhai. Những người này đều là trong truyền thuyết thần kỳ cao thủ, có thể ngao du hư không thánh nhân a. Thánh sư thật sâu nhìn nữ nhi liếc một chút, theo rồi nói ra, tốt, ta không giết nàng. Nhưng dưới mắt cũng không thể thả nàng, chờ đợi quỷ sát sau khi chết, nàng lại không mưu đồ. Đến lúc đó ta sẽ thông báo cho Hoa Hạ ban ngành liên quan đưa nàng lĩnh đi. Havana Slip buông lỏng một hơi. Nàng lại hỏi, ngài là tuyệt đối sẽ không buông tha quỷ sát đúng không? Thánh sư nói ra, đương nhiên, quỷ sát sát khí trùng thiên, lại là quỷ bên trong đế vương. Tương lai hội nguy hiểm cho quốc gia chúng ta xã tắc an nguy. Nó tự nhiên là muốn chết. Havana Slip hỏi, trước mắt hắn làm qua chuyện xấu sao? Thánh sư nói ra, trước mắt còn không có, nhưng chúng ta nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Havana Slip nói ra, vì cái gì hắn chưa làm qua chuyện xấu, nhưng các ngươi lại muốn nói hắn hội nguy hại quốc gia đâu. Cái này phán đoán suy luận là từ đâu đến? Phụ thân, chúng ta làm bất cứ chuyện gì, đều muốn giảng đạo lý hai chữ. Thánh sư nói ra, quỷ sát hàng thế, sinh linh đồ thán, thập phương quỷ đế, tai họa thương sinh. Đây là ta cùng mấy cái vị cao nhân cùng một chỗ suy đoán ra đến cửu cung thuật số chi mệnh nghiên cứu. Havana Slip nói ra, các ngươi suy đoán, thì nhất định chuẩn xác không? Thánh sư nói ra, không có quá lớn sai lầm,
Havana Slep nói ra, nói như vậy, quỷ đế tai họa thương sinh, chính là thiên mệnh. Thánh sư khẽ nhíu mày, hắn nói ra, có thể nói như vậy. Nếu là thiên mệnh, ngài có thể nghịch thiên sao? Havana Slep nói ra, vị này quốc an lục sử sử trưởng ngược lại là nói qua, nàng chỉ sợ ngài biết bước ra quỷ sát ác cùng hận, đến lúc đó, quỷ sát tai họa thương sinh, ngược lại ngài là kẻ cầm đầu. Hồ nháo, thánh sư thân thể chấn động, sau đó khởi xướng giật tới. Hắn nói ra, là cha làm việc, từ có chừng mực. Há lại cho ngươi tiểu nha đầu này nói kia, ngươi đi xuống đi. Havana Slep nghe vậy, liền biết rõ phụ thân là cố chấp người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Havana Slep thuyết phục không thánh sư, nàng gặp thánh sư nổi giận, liền cũng đành phải thôi. Sau đó, Havana Slep lui ra ngoài, nàng duy nhất biết một chút chính là, cái kia hoa hạ nữ nhân không có nguy hiểm đến tính mạng. Thánh sư đợi Havana Slep sau khi ra ngoài, hắn dò xét liếc một chút hôn mê trầm mặc nùng. Tiếp theo, hắn tự bên ngoài chờ đợi hai tên tiểu lạt ma tiến đến. Cái kia hai tên tiểu lạt ma đi vào thánh sư trước mặt, bọn họ cung kính vô cùng hô, thánh sư. Thánh sư từ tốn nói, đem nữ tử này an bài ở lại, ăn ngon uống sướng chiêu đãi, không muốn lãnh đạm. Có thể thỏa mãn nàng yêu cầu, tận lực thỏa mãn. Hai tên tiểu lạt ma hơi hơi ngoài ý muốn, bọn họ không biết rõ trước mắt đến phát sinh cái gì. Bất quá bọn hắn vẫn là nói, vâng, thánh sư. Sau đó, hai tên tiểu lạt ma liền cái trầm mặc nùng, rời đi thiền thất. Thánh sư tại thiền trong phòng tĩnh tọa một lát, đột nhiên, bỗng nhiên đứng dậy ra thiền thất. Thiên Tông là một cái vàng son lộng lẫy chùa miếu, cung phụng là trưởng bát thiên chính Di Đà Phật. Thánh sư ngưng luyện thân ngoại hóa thân, chính là cái này nhất tôn Di Đà Phật. Lấy tự thân pháp lực, ngưng tụ Di Đà Phật niệm lực, cùng từ trường, phần tử, thành tựu Di Đà Phật pháp thân thể. Đây là một môn rất kỳ diệu pháp thuật. Thánh sư ra thiền thất, liền đi hướng luyện đan phòng. Cái kia quỷ sát cũng là bị giam tại trong phòng luyện đan. Thánh sư một đường ra ngoài, qua lại lạt ma gặp thánh sư đều là cung cung kính kính. Thánh sư lại là không thèm quan tâm, trong lúc vô hình, tự có một cỗ nói không nên lời ngạo nghễ. Thánh sư tại Thái Lan đức cao vọng trọng, hắn có hắn chuyên trúc luyện đan phòng. Thái Lan rất nhiều danh quý dược tài, đều sẽ cung cấp hắn. Mà hắn cũng sẽ đem luyện thành một số đan dược cung phụng cho vương thất. Thánh sư tu vi cũng là dựa vào đan dược để bạt. Nói trở lại, thánh sư luyện thì đan dược và thần vực luyện thì căn bản cũng không tại một cái cấp bậc phía trên. Rất rõ ràng, thần vực đan dược có thể cung phụng vô số cao thủ. Mà thánh sư luyện đan phòng lại chỉ có thể cung cấp nuôi dưỡng một mình hắn, hắn sư đệ cũng coi là dính một số quang. Về phần cái kia cung phụng vương thất đan dược, nhưng đều là thứ phẩm. Mặc dù là thứ phẩm, nhưng đối với người bình thường tới nói, nhưng cũng là hưởng thụ vô cùng. Trong phòng luyện đan, mái vòm rất cao. Nhất tôn tử kim sắc to lớn lò luyện đan ở chính giữa phá lệ dễ thấy. Cái này tử kim lò luyện đan gọi là ly hỏa huyền đỉnh, chính là một kiện không đúng phương pháp khí. Ly hỏa huyền đỉnh bản thân thì có được trận pháp cùng pháp lực, bên trong ẩn chứa địa tinh ly hỏa vô cùng lợi hại, có thể đem dược vật tạp chất trong nháy mắt thối luyện sạch sẽ. Thánh sư luyện đan kỹ thuật qua quýt bình thường, hắn sở dĩ có thể luyện ra đan dược đến, công lao rất lớn là bởi vì cái này ly hỏa huyền đỉnh. Luyện đan loại chuyện này, căn bản không phải người bình thường, phổ thông phú hào có thể bắt chước được tới. Không có một ngụm mang trận pháp thần đỉnh, hết thảy đều đừng nói. Như thế về sau, còn muốn một số chân quý dược tài, vậy căn bản không phải cá nhân chi lực có thể lấy được. Lại nói lúc này, trong phòng luyện đan hoàn toàn yên tĩnh, không có một cái nào lạt ma. Mà quỷ sát trên cổ cái chốt một cây chó dây thừng, đồng thời, nó hai bên tỳ bà cốt bị huyền xích sắt xuyên thủng, cái kia huyền xích sắt cũng là chăm chú cột vào lò luyện đan một mặt. Tại quỷ sát trước mặt, cho nó ăn là chó cũng không nguyện ý ăn thiêu đồ ăn thiêu cơm. Quỷ sát lộ ra uể oải không chịu nổi, nó trái tim trong kia khỏa tang môn đinh đối với nó thương tổn quá lớn. Xa xa nhìn quỷ sát, nó bất quá vẫn là một đứa bé. Nhưng nó lại gặp thụ lấy dạng này không phải người tia, A Tấn. Nếu như là La Quân nhìn thấy quỷ sát một màn này, hắn nhất định sẽ phát cuồng, nổi điên. Thánh sư đi vào quỷ sát trước mặt. Quỷ sát suy yếu ngẩng đầu, nó trong con ngươi không có bất kỳ cái gì hào quang. Nó chỉ là rất không minh bạch hỏi thánh sư, nói, vì cái gì? Tại sao muốn đối với ta như vậy? Ta làm gì sai? Thánh sư từ tốn nói,
có người, sinh ra tới cũng là cái sai lầm. Quỷ sát nói ra, nhưng xuất sinh không phải ta có thể lựa chọn. Nó cùng thánh sư là dùng tiếng Thái đối thoại, mấy ngày ngắn ngủi bên trong, quỷ sát đã học hội tiếng Thái, nó học tập năng lực là kinh người. Thánh sư nói ra, chúng ta đều là thân bất do kỷ, người muốn trách thì trách mạng người khổ đi. Hắn đón đến, nói ra, đưa ngươi xích ở đây, cũng không phải là ta có ý muốn làm nhục ngươi. Chỉ là bởi vì, ngươi chính là quỷ sát, quỷ bên trong đế hoàng. Ta trước hết làm hao mòn rơi ngươi hoàng giả khí chất, như thế về sau, ta mới có thể tiến hành bước kế tiếp. Thánh sư là uyên bác người, hắn biết quỷ sát chính là đế hoàng mệnh cách. Nội tâm cũng là ngạo khí vô cùng, nếu như lúc này, thánh sư trực tiếp ra tay sát quỷ sát, sẽ chỉ chọc giận quỷ sát. Áp bách càng lớn, quỷ sát phản kháng lại càng lớn. Cái này quỷ sát thân thể, chính là kinh khủng nhất vô lậu chân thân. Tế bào khai phát cùng người tế bào não một dạng, vô bờ bến. Nếu như quỷ sát thân thể cường đại tới trình độ nhất định, rất có thể sẽ đem cái kia tang môn đinh trực tiếp thôn phệ. Nếu là quỷ sát thôn phệ tang môn đinh, lại một lần nữa cường đại. Liền xem như thánh sư cũng rất khó ngăn cản quỷ sát. Quỷ sát một khi đào tẩu, hậu quả khó mà lường được. Quỷ sát nghe thánh sư lời nói, trong mắt của hắn rốt cục có biến hóa. Đó là một loại lạnh lẽo quang mang, là một loại hận. Hắn nhìn về phía thánh sư, nói ra, ngươi nói là, ta có những này tao ngộ đều là mệnh ta không thể trách ngươi, không thể trách bất luận kẻ nào. Bởi vì ta sinh ra liền nên không bằng heo chó. Thánh sư cảm nhận được quỷ sát biến hóa, hắn khẽ nhíu mày, nói, ngươi muốn như thế nào? Quỷ sát nghiêm nghị cười ha hả, nói ra, tốt, đã ngươi nói chỉ có thể trách số ta khổ. Vậy thì tốt, nếu như ta không chết, ta nhất định như các ngươi mong muốn, đem bọn ngươi đám người này giết sạch sành sanh. Mà hết thảy này, đều là ngươi bức ta. Thánh sư trong mắt lóe lên hàn ý, nói ra, xem ra ngươi cái này nhiệt xúc quả nhiên là dã tính khó thuần, vậy ta thì càng không thể để ngươi sống nữa. Quỷ sát lạnh hừ một tiếng, nói ra, ngươi lại lúc nào đối ta lưu qua tình. Bất quá là bởi vì ngươi không có bản sự giết ta mà thôi. Ta bị ngươi nhốt, ngươi cũng không có bản sự giết ta. Ngươi cũng không cảm thấy ngại tự xưng thánh sư, ta nhổ vào. Nhiệt xúc, ngươi muốn chết. Thánh sư rốt cục bị quỷ sát chọc giận. Thánh sư không phải cái cho dễ kích động người, nhưng là quỷ sát lời nói thật sự là câu câu đâm bên trong trái tim hắn. Cho nên giờ khắc này, thánh sư rốt cuộc kìm nén không được, một chân đá qua. Quỷ sát mặt bị đá bên trong, nó phát ra thống khổ tiếng gào thét. Thánh sư lại một chân giẫm tại quỷ sát trên mặt, để quỷ sát mặt dán địa. Thánh sư giờ khắc này, liền muốn đem quỷ sát giải quyết. Dưới chân hắn chậm rãi dùng lực. Quỷ sát khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, theo thánh sư lực lượng tăng lớn, quỷ sát phun ra một ngụm máu tươi tới. Trên người nó bắt đầu phát nhiệt, khuôn mặt đỏ bừng, thân thể đỏ bừng. Lại đuổi tới lần một dạng, giống như có lẽ đã có thể nhìn thấy nó nội tạng bộ phận. Thánh sư rốt cục cảm thấy được không thích hợp, hắn có thể cảm nhận được theo chính mình vận kinh, quỷ sát thể nội tế bào bắt đầu biến dị đứng lên. Cái này quỷ sát, tiếp nhận áp lực càng lớn, nó tế bào biến dị thì càng lợi hại. Bất đắc dĩ, thánh sư thu chân. Ha ha, quỷ sát điên cuồng cười ha hả, nó nghiêm nghị nói, ha ha, tới giết ta nha, thứ hèn nhát, có bản lĩnh ngươi liền đến giết nha. Thánh sư sắc mặt tái xanh, lạnh hừ một tiếng, quay người thì ra luyện đan phòng. Quỷ sát sát khí tại tăng thêm, nó trí tuệ cũng tại làm sâu sắc, tâm trí cũng theo thành thục. Tựa hồ thật, theo thánh sư bức bách, quỷ sát càng ngày càng có trưởng thành vì trong truyền thuyết kia khủng bố quỷ đế hình thức ban đầu. Thánh sư trong lòng cũng càng phát ra kiên quyết muốn đem quỷ sát giết chết. Tuyệt đối không thể cho quỷ sát bất luận cái gì một tia xoay người cơ hội. Màn đêm buông xuống, Bangkok ban đêm càng thêm náo nhiệt, cái này dị quốc phong tình nóng bỏng mỹ nữ để cho người ta lưu luyến quên về. Nhưng giờ phút này, dù tẩu tại đầu đường La Quân, tâm tình của hắn hỏng bét tới cực điểm. Hắn không chỉ là không biết quỷ sát sinh tử, dưới mắt ngay cả Trầm Mặc Nùng sinh tử cũng không biết. La Quân không có đánh Trầm Mặc Nùng điện thoại, hắn không dám đánh. Bởi vì La Quân biết, nếu như Trầm Mặc Nùng là tự do, nàng nhất định sẽ liên hệ chính mình. Nàng không liên hệ chính mình, thì đại biểu nàng xảy ra chuyện. Như vậy nếu như nàng xảy ra chuyện, điện thoại di động khẳng định thì không khỏi nàng khống chế. Chính mình gọi điện thoại tới, sẽ chỉ bại lộ chính mình hành tung. La Quân theo Trầm Mặc Nùng thủ hạ cũng vô pháp liên hệ, hiện tại hắn tại Bangkok là hai mắt đen thui.
dưới sự bất đắc dĩ, La Quân theo Viên Tinh Vân thông điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền thông. Người nào? Viên Tinh Vân hỏi, hắn biết là La Quân điện thoại, nhưng hắn cũng biết La Quân tại Thái Lan hành sự bí mật, cho nên hắn là cẩn thận là hơn. La Quân trầm giọng nói ra, Viên Sử, là ta. Viên Tinh Vân nói ra, ta biết là ngươi, làm sao? Xảy ra ngoài ý muốn. Viên Tinh Vân biết La Quân sẽ không có việc gì gọi điện thoại tới. La Quân nói ra, xác thực ra chút ngoài ý muốn. Viên Tinh Vân thất sắc, nói ra, Mặc Nùng xảy ra chuyện. La Quân trầm giọng nói ra, xác thực nói, Mặc Nùng không thấy. Làm sao lại không thấy? Viên Tinh Vân liền vội hỏi. La Quân nói ra, ta cùng Mặc Nùng quyết định ý kiến hay, muốn đem người thánh sư kia nữ nhi Havana Slip bắt. Chúng ta liệu định Havana Slip trên tay có pháp bảo bảo hộ, thế là Mặc Nùng xuất thủ trước, ta ở một bên lược trận. Nào biết Mặc Nùng bên trên Havana Slip xe, cũng không lâu lắm, ta cảm giác được bên trong có một tầng kim quang tràn ra tới. Chờ ta lại nhìn lúc, xe kia bên trong Mặc Nùng cùng Havana Slip thế mà hư không tiêu thất. Viên Tinh Vân nhất thời sắc mặt tái xanh, hắn trách cứ, các ngươi sao có thể đem chủ ý đánh tới thánh sư nữ nhi trên đầu. Long có nghịch lân, cái kia Havana Slip cũng là thánh sư nghịch lân a. La Quân nói ra, vương thất công chúa không thể bắt, như lại không bắt Havana Slip, người muốn chúng ta cưỡng ép công sát tiến thiên tông chùa miếu sao. Viên Tinh Vân nói ra, ta đã sớm nói, các ngươi căn bản không có khả năng cứu được quỷ sát. Các ngươi nhất định phải không nghe. La Quân nói ra, bây giờ không phải là của trách thời điểm, người cảm thấy Mặc Nùng hiện tại là tình huống như thế nào? Sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng? Viên Tinh Vân nói ra, thánh sư tâm cao khí ngạo, căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Mà Havana Slip là hắn thương yêu nhất nữ nhi, các người đem chủ ý đánh tới nữ nhi của hắn trên đầu. Thánh sư khởi xướng điên đến sẽ làm xảy ra chuyện gì, căn bản không phải ta có thể phán đoán. Hắn đón đến, nói ra, bất quá Mặc Nùng đã vượt qua sinh tử kiếp. Không có đạo lý hội cứ như vậy chết hiểu. Trên thực tế, hết thảy nhân quả đều rất kỳ diệu. Nếu như Trầm Mặc Nùng vừa lên Havana Slip xe liền ra tay với Havana Slip, như vậy Havana Slip cũng sẽ không vì Trầm Mặc Nùng cầu tình. Nếu như Havana Slip không cầu tình, thánh sư lửa giận phía dưới nhất định sẽ giết Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng là tại trong lúc vô hình tạm thời nhặt về một cái mạng. La Quân cảm thấy Viên Tinh Vân nói không sai. Trầm Mặc Nùng đã niết bàn trọng sinh, không có đạo lý hội chết đi như vậy. Chỉ là, cái kia bước kế tiếp chính mình nên làm cái gì bây giờ? Trong lúc nhất thời, La Quân trong đầu không có một chút có thể thực hiện mạch suy nghĩ. La Quân trầm tư, Viên Tinh Vân cũng tự hỏi. Sau một hồi khá lâu, Viên Tinh Vân nói ra, hiện tại phải cứu Mặc Nùng cũng không phải là không có biện pháp. La Quân nhất thời vui vẻ, liền vội vàng hỏi, biện pháp gì? Viên Tinh Vân nói ra, nếu như Mặc Nùng không chết, vậy liền đại biểu thánh sư biết Mặc Nùng thân phận, cố kỵ đến chúng ta bên này. Nói như vậy đứng lên, Mặc Nùng thực không có quá đại nguy hiểm. Hắn đón đến, nói, nhưng là cái này không có nguy hiểm là dựa vào ngươi không lại tiếp tục nghĩ cách cứu viện quỷ sát. Dạng này, ngươi bây giờ liền về nước, đợi đến thánh sư đem quỷ sát giải quyết về sau, ta lại lấy quốc gia chúng ta danh nghĩa cùng bọn hắn thương lượng. Thái Lan tại rất nhiều phương diện đều muốn theo dựa vào chúng ta. Bọn họ sẽ không đem sự tình làm quá tuyệt. La Quân sắc mặt khó nhìn lên, hắn nói ra, ta vẫn là tự nghĩ biện pháp đi. Sau đó, hắn cúp điện thoại. La Quân ngược lại không quái Viên Tinh Vân đối quỷ sát không có cảm tình, hắn nói như vậy cũng là không gì đáng trách. Nhưng La Quân làm sao cũng sẽ không đồng ý Viên Tinh Vân biện pháp. Ngẫm lại, La Quân cảm thấy mình vẫn là muốn từ Havana Slip bên này vào tay. La Quân hít sâu một hơi. Mẹ chứng, lão tử không dựa vào trời, không dựa vào bất luận kẻ nào, cũng không tin đem chuyện này không làm được. Liền cũng tại lúc này, Viên Tinh Vân lại gọi điện thoại tới. La Quân kết nối, Viên Tinh Vân thở dài, nói ra, các ngươi hai người này, tính khí quá bướng bỉnh. Hắn đón đến, nói ra, như vậy đi, ta đem Mặc Nùng an bài tại Thái Lan thủ hạ phân phối cho ngươi. Mặt khác, trước ngươi nói Mặc Nùng cùng Havana Slip hư không tiêu thất. Nếu như ta đoán không sai, đó là bởi vì thánh sư vận dụng càn khôn phù chú. La Quân ngạc nhiên nói, càn khôn phù chú là cái gì? Viên Tinh Vân nói ra, thay đổi càn khôn, xuyên toa hư không. Cái này mai phù chú nghe nói là thượng cổ đại thần thông người chỗ viết, có thể tại thời không, từ trường,
phần tử ở giữa tìm ra một cái thông đạo. Xuyên toa hư không, La Quân ngược lại quất một ngụm hàn khí, hắn cảm thấy cái thế giới này là càng ngày càng điên cuồng. Những hắn đó vốn cho là chỉ có huyền huyễn, thần thoại trong TV mới xuất hiện đồ, vật thế mà đều tại trong hiện thực xuất hiện. La Quân đồng thời nhíu mày, nói ra, đã thánh sư có thể xuyên toa hư không, như vậy nói cách khác chỉ cần ta xuống tay với Havana Slave, thánh sư lập tức thoáng qua liền có thể đến. Viên Tinh Vân nói ra, càn khôn phù chú hết thảy chỉ có thể động dụng 3 lần, bởi vì phía trên lực lượng có hạn. Mà lại, vận dụng 1 lần về sau, muốn qua 3 ngày mới có thể lần nữa sử dụng. La Quân không khỏi trợn mắt chừng một cái, ta dựa vào, đây là chơi anh hùng liên minh, phóng đại chiêu cần thời gian hơi dài làm lạnh sao. Bất quá La Quân lập tức cũng liền bắt được một cái tin tức, đó chính là hắn có 2 ngày thời gian. Trong 2 ngày này, hắn đi bắt Havana Slave. Thánh sư không cách nào xuyên toa hư không tới cứu người hoặc là mang đi Havana Slave. Viên Tinh Vân nói ra, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi cảm thấy ngươi có 2 ngày thời gian đúng hay không? La Quân nói ra, không sai, Mặc Nùng bị bắt đi vẫn chưa tới 10 giờ, ta chẳng phải là còn có 2 ngày 1 đêm thời gian. Viên Tinh Vân nói ra, có một chút ngươi khả năng không có làm rõ ràng. La Quân nói, Viên Tinh Vân nói ra, muốn dẫn động càn khôn phù chú nhất định phải cao sâu vô cùng pháp lực. Ngươi nói Mặc Nùng cùng Havana Slave trong xe hư không tiêu thất. Vậy đã nói rõ Havana Slave trên thân còn có hắn cổ quái. La Quân nói, chẳng lẽ nói cái này Havana Slave cũng là pháp lực cao thủ, thần thông hạng người. Viên Tinh Vân nói ra, cái kia hẳn là sẽ không. Havana Slave mới 20 tuổi, nàng thiên tư lại cao hơn cũng rất không có khả năng tu luyện tới thần thông chi cảnh. Con đường tu luyện cũng không phải là có đan dược liền có thể làm ít công to. Tự thân thiên tư cùng nỗ lực cũng chiếm phi thường lớn tỷ lệ. La Quân nói, chẳng lẽ là Havana Slave trên thân còn có hắn pháp bảo. Viên Tinh Vân có chút im lặng, nói, tốt ha, ta hỏi ngươi, ta cho ngươi huyền kim thần châu, ngươi có thể sử dụng sao? La Quân lập tức liền minh bạch Viên Tinh Vân ý tứ. Cái kia chính là có thể động dụng pháp bảo người nhất định phải tự thân cũng có pháp lực. Havana Slave không có pháp lực, cho nên cũng vận dụng không pháp bảo. Về phần La Quân trước đó có thể vận dụng Trung Hoa Đại Đế lưu lại đại dự ngôn thuật, đó là bởi vì đại dự ngôn thuật cũng là một chiêu pháp thuật, La Quân dẫn động chú ngữ tựa như là kéo xuống lựu đạn kíp nổ. Vậy ngươi cảm thấy Havana Slave trên thân còn có gì đó cổ quái? La Quân hỏi. Viên Tinh Vân nói ra, Thánh Sư có một môn thần thông, gọi là lộng lẫy muốn di đà thuật. Lấy vô thượng tinh thần pháp lực ngưng tụ di đà Phật tín ngưỡng, niệm lực cùng từ trường cùng phần tử chi lực, sau cùng hình thành nhất tôn thân ngoại hóa thân. Ta đoán chừng tại Havana Slave trên thân thì nha ngẫu dạng này nhất tôn thuộc về thánh sư thân ngoại hóa thân. La Quân âm thầm líu lưỡi, hắn hỏi, tôn này nguyên thần lợi hại sao? Viên Tinh Vân nói ra, nào chỉ là lợi hại, ta cũng không là đối thủ. La Quân nhất thời cảm thấy đau đầu, bất quá lập tức hắn liền nói. Ngươi nhất định có biện pháp đối phó thánh sư nguyên thần đúng hay không? Viên Tinh Vân nói ra, tôn này nguyên thần hẳn là thuộc về trạng thái ngủ đông, sẽ không quấy rầy đến Havana Slave. Chỉ có phát giác được Havana Slave gặp nguy hiểm mới có thể thức tỉnh. Ngươi dù sao là muốn ra tay, cho nên cũng không cần sợ hãi đắc tội thánh sư. Mà ngươi trước mắt lớn nhất phải chú ý chính là, nhìn ngươi như thế nào thần không biết quỷ không hay tới gần Havana Slave, đồng thời để Havana Slave không cảm thấy nguy hiểm. Như thế mới có thể tê liệt đến thánh sư nguyên thần, một khi ngươi tránh thức bắt lấy Havana Slave. Cái kia mặc kệ là thánh sư vốn nên người vẫn là thánh sư nguyên thần, ngươi đều không cần e ngại. La Quân nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, ta hiểu. Viên Tinh Vân khẽ thở dài một cái, nói ra, ta thật không nguyện ý ngươi đi đến một bước này. Người thánh sư này tu vi thâm bất khả chắc, ngươi muốn động thổ ở trên đầu của hắn, về sau đến họp có hậu quả gì không? Liền xem như ta cũng không dám tưởng tượng. La Quân nói ra, ngươi yên tâm đi, hết thảy ta tự có so đo. Viên Tinh Vân gặp La Quân chủ ý đã định, liền cũng thì không nói thêm lời. La Quân cùng Viên Tinh Vân kết thúc trò chuyện sau không bao lâu, Trầm Mặc Nùng thủ hạ thì liên lạc qua tới. La Quân liền để tranh thủ thời gian Tia, Aza Havana Slave hạ lạc. Mà La Quân bản thân làm theo đem trên mặt điểm cao mặt nạ xé toang, lộ ra lúc đầu thanh tú diện mục. Ngay sau đó, La Quân qua cửa hàng đi dạo một vòng, hoa chừng 10 vạn mua một bộ quần áo. Lại hoa 30 vạn mua một khối Omega đồng hồ. Trên tay hắn là một chương quốc tế thông dụng Thụy Sĩ kim tạp,
đây là Đinh Hàm cho La Quân xử lý, thuận tiện La Quân ở bên ngoài làm việc. La Quân tại sau 2 giờ thì hoàn toàn đổi một thân trang phục, lúc này trên cổ tay hắn mang đồng hồ nổi tiếng, thân trên là màu trắng Italy thủ công chế tác áo sơ mi, hạ thân là cắt xén vừa vặn quần tây, dưới chân là bóng loáng nước sáng da cá sấu dày. La Quân thuận tiện lại đi mua một cái lam bảo thạch giới chỉ. Tục ngữ nói tốt, người dựa vào y phục ngựa dựa vào cái yên. La Quân bản thân liền là khí chất đều tốt, hình dạng tuy nhiên không tính đặc biệt xuất chúng, nhưng cũng làm cho người dễ chịu. Kể từ đó, La Quân tự thân mị lực khí chất quả thực đã muốn mê chết một mảnh mới biết yêu tiểu nữ sinh. La Quân trước kia dù sao cũng là tình trường lãng tử, cho nên hiện tại hắn một khi dự định ra tay với Havana Slave, vậy sẽ phải chuẩn bị cẩn thận. Chỉ cần là nam nhân, liền không có không thích mỹ nữ. Tương đồng, chỉ cần là nữ nhân, liền không có không thích tiền nhiều suất nam. Ngay sau đó, La Quân lại để cho quốc an người hỗ trợ tìm một cỗ Ferrari tới. Quốc an người cũng thật sự là có bản lĩnh, rất nhanh liền cho La Quân tìm một cỗ Ferrari tới. Làm xong đây hết thảy về sau, La Quân liền kiên nhẫn chờ đợi trời tối. Quốc an hướng người La Quân cũng báo cáo Havana Slave hành tung. Cảm ơn trời đất, Havana Slave là cái vô cùng thích học tập đại học tốt sinh, nàng đã trở lại Bangkok trong đại học. Buổi tối 7 giờ, màn đêm buông xuống, một vầng minh nguyệt treo trên cao chân trời. Bangkok trong đại học, học sinh đám tình nhân ở ngoài sáng tháng bên hồ thì thầm, tốt không vui. Bên kia cầu hành lang đình phụ cận, không ít người yêu đang thân mật. Đại học không khí cũng là tốt đẹp như thế, các lão sư cũng không ngăn cản mọi người yêu đương. Tự do là đại học tốt đẹp nhất, lớn nhất đáng ngưỡng mộ đồ, vật. La Quân lái Ferrari liền muốn tiến Bangkok đại học. Môn kia vệ bảo an là cái trung niên đại thúc là cái Thái Lan người. Bất quá Bangkok đại học rất lợi hại, cái kia chính là liền giữ cửa bảo an đều sẽ tiếng Anh. Bảo đảm an đại thúc gọi là A Thái. A Thái ngăn lại La Quân, hỏi, ngươi là ai? Hắn nói là tiếng Thái. La Quân dùng tiếng Anh nói, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. A Thái lập tức cũng liền nói lên tiếng Anh đến, nói, nơi này là Bangkok Đại học. Hắn nói lời này lúc một mặt ngạo nghễ, giống như liền xem như Bangkok Đại học bảo an cũng rất kiêu ngạo giống như. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, ta biết. Chúng ta nơi này là không cho phép người ngoại lai lái xe tiến vào. Coi như ngươi mở là Ferrari cũng không được. A Thái nói ra. La Quân nói ra, ta tìm đến bạn gái của ta, đi vào sau khi liền đi. Không được, A Thái kiên quyết nói ra, xe không thể lái đi vào, đây là quy củ. La Quân nói ra, cái kia vừa rồi ta đã trông thấy có hai chiếc xe tiến vào qua. A Thái nói ra, đó là chúng ta trường học học sinh, nhưng ngươi không phải. La Quân tính khí liền lộ ra không được khá, nói ra. Ngươi thật đúng là mắt chó không biết Thái Sơn, lão tử ta là các ngươi Bangkok Đại học chủ tịch trường, học sinh tại lão tử trong mắt tính là cái gì chứ A? Ngươi không nhường nữa lão tử đi vào, tin hay không lão tử đem cả nhà ngươi đều giết. Lời nói này nói ra, La Quân lộ ra hung hăng càn quấy, lệ khí mọc lan tràn. Cái kia A Thái không khỏi ngây người, hắn thân thể phát run đứng lên. Tục ngữ nói tốt, trang phải có trang tiền vốn. Mà La Quân tiền vốn thực sự quá hùng hậu. Cho nên hắn càng phách lối, A Thái thì càng sợ hãi. A Thái nhất thời cũng không dám lại cản La Quân, quay người thì dậy lan can, hắn lắp bắp nói ra, ngươi, ngươi đi vào đi, thật, thật xin lỗi. La Quân liền cũng liền lái xe tiến quân thần tốc. Hắn đi vào đã nhìn thấy một chỗ đỗ, La Quân lập tức cái trước trôi đi bẻ cua, tiêu sái vô cùng đem xe đặt vào chỗ đậu bên trong. Một màn này để qua lại các học sinh nhìn trợn mắt hốc mồm. Có nữ sinh hoảng sợ nói, rất đẹp à. Lúc này, La Quân mở cửa xe là hướng lên trên mở, hắn xuống xe trong nháy mắt, tiêu sái vô cùng thân hình cùng dung mạo khí chất, để một đám tiểu nữ sinh thành hoa si mê gái trai. Dạng này ra sân phương thức, thật sự là so phim thần tượng bên trong nhân vật chính ra sân còn đẹp trai hơn à. Đồng học ngươi tốt, La Quân lộ ra rất là trầm ổn, lập tức liền tìm một tên lược béo Thái Lan nữ sinh nói ra. Cái kia Thái Lan nữ sinh nhất thời lắp ba lắp bắp, ánh mắt của nàng bên trong tràn đầy ngôi sao nhỏ, lộ ra rất là hưng phấn. Thật đáng buồn kịch là, nàng hoàn toàn nghe không hiểu La Quân đang nói cái gì. La Quân nói là tiếng Anh, không có cách, tiếng Anh xác thực so hoa ngữ muốn thông dụng à. Thái Lan nữ sinh cũng chít chít bên trong quang quác nói với La Quân đứng lên, nhưng nàng nói là tiếng Thái.
La Quân cũng là một câu cũng nghe không hiểu. La Quân có chút mắt trợn tròn, cái này mở màn liền có chút thất bại a. Bất quá đúng lúc này, một bên một tên Thái Lan nữ đại học sinh đứng ra. Cô gái này đại học sinh dáng người thon thả, khí chất rung động lòng người, nhìn mới 20 tuổi. Nàng giơ tay nhấc chân đều có loại nói không nên lời mị lực. Xem xét liền biết nàng là thuộc về hoa khôi, vạn người mê loại hình. Hoa khôi đi vào La Quân trước mặt, nàng dùng lưu loát hoa ngữ nói ra, tiên sinh ngươi tốt, ta có gì có thể hỗ trợ sao? La Quân hơi kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này nữ sinh sẽ nói hoa ngữ. Hắn lập tức mỉm cười, thực nội tâm tại cảm khái. Xem ra gái xấu không nhất định là học bá, xử nam không nhất định là nam nhân tốt a. Cái này hoa khôi mới thật sự là người đẹp, học tập lợi hại hơn a. La Quân nói ra, ta muốn tìm Havana Slep, không biết ngươi biết nàng sao? Hoa khôi nghe vậy hơi hơi thất vọng, bất quá nàng vẫn là nói, Nô Nhi là trường học của chúng ta nổi danh tài nữ, ta làm sao lại không biết nàng đây? Ngươi muốn tìm nàng sao? La Quân gật gật đầu, nói ra, có thể giúp ta dẫn đường sao? Hoa khôi nói ra, đương nhiên không có vấn đề. La Quân liền cười một tiếng, nói, cảm ơn. Hắn giơ tay nhấc chân đều có nói không nên lời mị lực, giờ phút này cười một tiếng, càng làm cho người cảm thấy phải vì thế mà thần hồn điên đảo. Hoa khôi nhìn trái tim dập dờn, nàng tên thật gọi là Ơ Di. Ơ Di trong nhà rất nghèo, là cô phụ cung cấp nàng lên đại học. Cho nên Ơ Di mục tiêu vẫn luôn rất rõ ràng, muốn tìm một cái có tiền nam nhân làm lão công. Mà La Quân như vậy xuất khí, lại như thế có tiền, cho nên nàng lập tức tới ngay hiến nhiệt tình. Cho dù La Quân nói muốn tìm Havana Slep, nàng cũng không hề từ bỏ. Nàng tin tưởng mình hội có cơ hội. Tại Thái Lan, kẻ có tiền tuy nhiên cũng không ít, nhưng Ơ Di nhưng chưa bao giờ gặp qua lại có tiền, lại như La Quân có khí chất như vậy, như thế phù hợp. Ơ Di ngay sau đó mang theo La Quân qua Havana Slep phòng ngủ. Hai người xuyên qua một đầu bóng rừng đường nhỏ. Cái kia trên đường nhỏ so sánh vắng vẻ. Ơ Di lại hỏi, còn không biết ngài xưng hô như thế nào đâu. Ta gọi Ơ Di. La Quân lập tức nói, ta đến từ Hoa Hạ, gọi là La Quân. Ơ Di liền chứng chạc đàng hoàng vươn tay, nói ra, La Quân tiên sinh, rất hân hạnh được biết ngươi. La Quân liền cũng liền đưa tay cùng Ơ Di nắm cùng một chỗ, La Quân mười phần quy củ, một nắm liền phân ra. Ơ Di tiếp tục dẫn đường, nàng lại hỏi, La Quân tiên sinh, ngài cùng Nô Nhi rất quen sao? La Quân khẽ cười khổ, nói ra, nếu như rất quen, ta cũng sẽ không cần ngươi đến mang đường. Trực tiếp gọi điện thoại không là tốt rồi sao? Ơ Di cười khúc khích, nói ra, tựa như là dạng này, ngài nhìn ta thực ngốc. La Quân nói ra, nào có, ngươi xinh đẹp như vậy, dù cho đần, vậy cũng không gọi đần, gọi là đáng yêu. Ơ Di cảm thấy La Quân nói chuyện cực kỳ khôi hài, hảo cảm nhất thời tăng gấp bội. Nàng nói ra, ngài nói chuyện chơi thật vui. La Quân cười ha ha, nói ra, ta bất quá là ăn ngay nói thật. Ơ Di còn nói thêm, đúng, ngài đã không biết Nô Nhi, cái kia tìm Nô Nhi là có chuyện gì không? La Quân là cái nhân tinh, nơi đó không biết Ơ Di một số tâm tư. Cho nên hắn cũng không nói thẳng, nhếch miệng mỉm cười, nói, tạm thời giữ bí mật, bất quá ta không là người xấu. Ơ Di gặp La Quân không nói, cũng liền không tốt truy vấn. Nàng vẫn là đến tại La Quân trước mặt bảo trì mỹ hảo hình tượng. Chỉ một lúc sau, Ơ Di mang theo La Quân đi vào nữ sinh túc xá dưới lầu. Cái này nữ sinh túc xá xây như Âu thức kiến trúc một dạng, vô cùng xinh đẹp. Ơ Di nói với La Quân, đi thôi. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, nói, nữ sinh túc xá ta có thể tiến. Ơ Di hơi hơi kỳ quái, nói, đương nhiên có thể tiến nha, quốc gia các ngươi không thể vào sao. La Quân nói ra, đúng, túc quản bác gái rất lợi hại tận trung cương vị công tác. Ơ Di cười một tiếng, nói, chúng ta trong túc xá có phòng khách và gian phòng, trong phòng khách là nam sinh có thể tiến. Bất quá điều kiện tiên quyết là muốn lấy được cho phép. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, hắn còn nói thêm, bất quá ta còn giống như không được đến Nô Nhi cho phép. Ơ Di kèn kẹt cười một tiếng, nói ra, này có quan hệ gì, đại không ngươi đi chúng ta phòng ngủ, ta mời ngươi uống cà phê. La Quân cười cười, nói ra, Ơ Di, ngươi người thật xinh đẹp, mà lại ngươi tâm linh cũng rất đẹp. Ơ Di trên mặt nhất thời hiện lên một tầng đỏ ửng, nàng lại là có chút thẹn thùng. Hai người trong lúc nói chuyện liền thuận lợi tiến nữ sinh túc xá trong đại viện. Sau đó, Ơ Di mang theo La Quân đi vào lầu 3 một căn phòng trước.
túc xá này là 6 cái phòng nhỏ mang một cái phòng khách lớn còn có nhà bếp, phòng tắm. Bangkok Đại học là Thái Lan mang tính tiêu chí tồn tại, cho nên nguyên bộ công trình đều tính toán là rất không tệ. Tuy nhiên còn không có cách nào cùng Âu Mỹ so sánh, nhưng yêu người Thái Lan tới nói, cũng coi là rất lợi hại nỗ lực, rất lợi hại dụng tâm. Đại môn chưa đóng, trong phòng khách có mấy cái nữ hài nhi chính ở trên ghế salon cười đùa lấy cùng một chỗ xem tivi. Các nàng mặc rất là mát lạnh, đầu dây, váy ngắn, váy ngủ, chờ một chút. La Quân mắt sắc, có thể nhìn thấy các nàng cơ bản không có mặc nội y a, hoàn toàn chân không a. Mà lại, La Quân còn liếc nhìn Havana Slip cũng ở chính giữa. Nàng cũng là mặc váy ngủ cái kia, giờ phút này Havana Slip có vẻ hơi vũ mị, nàng là vừa vặn tẩy qua tóc. Havana Slip cũng liếc nhìn La Quân. Còn lại mấy nữ sinh cũng lập tức chú ý tới La Quân. Không có cách, La Quân cái này một thân trang phục thật sự là có chút bựa, người khác muốn không chú ý đến đều có chút khó. Rất nhanh, mấy nữ sinh thì hét lên một tiếng, cấp tốc trở về phòng. Các nàng hiển nhiên là muốn đi mặc nội y. Ozzy đối La Quân mỉm cười, nói ra, xem như tiện nghi La Quân tiên sinh ngài. La Quân nhất thời cảm thấy hơi hơi xấu hổ, hắn thực đối cảnh tượng như thế này nhìn lắm thành quen. Nhưng hắn nhất định phải ngượng ngùng một chút, không thể biểu hiện theo lưu manh giống như. Ozzy gặp La Quân ngượng ngùng, nàng lập tức cảm thấy thú vị. Mụ mụ dậy qua nàng, một cái hội thẹn thùng nam nhân, tuyệt đối hỏng không đi nơi nào. Ozzy sau đó liền vào phòng khách, nàng nói ra, La Quân tiên sinh, vào đi. La Quân khoát khoát tay, nói ra, ta vẫn là chờ ở bên ngoài chờ đi. Ozzy kèn kẹt cười một tiếng, nói ra, không có việc gì, ta cùng các nàng đều rất quen. La Quân vẫn là kiên quyết không đi vào. Ozzy thấy thế cũng liền không lại miễn cưỡng. Chỉ một lúc sau, vào phòng mấy nữ sinh đều thay đổi riêng phần mình xinh đẹp trang phục đi ra. Riêng là Havana Slip. Nàng mặc màu đen váy dài, lộ ra ưu nhã, nhã nhặn, khiến người ta nhìn một chút thì rất là mê muội. Tóc nàng tùy ý châm cái đuôi ngựa, bất quá dù vậy, vẫn là lộ ra một tia vũ mị. Chúng nữ sinh lập tức cũng đã nhìn thấy ở bên ngoài ngốc đứng La Quân. Một nữ sinh đập nhẹ dưới Ozzy, nhỏ giọng nói lầm bầm, ta nói Ozzy, người quá phúc hậu. Mang như thế cái yêu nghiệt đến cũng không nói trước thông báo một chút. Người hại chúng ta đều bị nhìn hết, ta mặc kệ. Người phải mời chúng ta ăn cơm. Nữ sinh này nói là tiếng Thái. Cho nên La Quân tuy nhiên có thể nghe thấy, nhưng cũng nghe không hiểu các nàng đang nói cái gì. Ozzy cũng chít chít bên trong quang quác dùng tiếng Thái tới giao lưu. Sau đó, Ozzy lại nói chuyện với Havana Slip. La Quân liền cảm giác được không bao lâu, Havana Slip thì đi tới. Nàng dùng tiếng Thái nói, nghe nói ngài tìm ta. Đối mặt La Quân, Havana Slip có vẻ hơi câu nệ. Dù sao La Quân lộ ra như thế khí chất xuất chúng. Dĩ vãng đối mặt bất luận cái gì kẻ có tiền, hoặc là một số đại nam sinh chờ một chút, Havana Slip đều có thể rất bình tĩnh đối đãi. Có thể La Quân xuất hiện để Havana Slip cảm thấy hắn tức giận trận vượt trên chính mình. Khí chàng là một loại vô hình đồ, vật. Một cái trung tầng giai cấp người, tại trước mặt lãnh đạo hội tự nhiên mà vậy kém một bậc. Đó là bởi vì, lãnh đạo khí chàng vượt trên hắn. Mà cái này trung tầng giai cấp người lái xe về đến quê nhà, đối mặt lão gia nhân, hắn lại hội tự nhiên mà vậy tài trí hơn người. Đây là bởi vì hắn tức giận trận vượt trên lão gia nhân. La Quân sở dĩ ăn mặc như vậy đến đây, tự nhiên cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. La Quân nghe không hiểu Havana Slip nói là cái gì, bất quá hắn biết Havana Slip hội tiếng Anh. Bởi vì Havana Slip nếu là sẽ không tiếng Anh. Như vậy trầm mặc nùng trong xe cũng không có cách nào cùng với nàng giao lưu nhiều như vậy. Cho nên, La Quân quay đầu về sau, hắn khuôn mặt hơi đỏ lên, dùng tiếng Anh nói ra, thật có lỗi, ta không hiểu tiếng Thái. Havana Slip lập tức liền dùng tiếng Anh nói ra, ta nghe Ozzy nói, ngài là tới tìm ta. La Quân lập tức gật gật đầu, hắn vươn tay cào dưới cái ót, lộ ra rất lợi hại ngượng ngùng cùng quẫn bách, nói, thật xin lỗi, ta giống như quá mạo muội một điểm. Nhưng là ta sáng ngày mốt liền muốn về Hoa Hạ, ta không muốn chính mình có tiếc nuối, cho nên. Thì, xin đừng trách tội, hắn nói đến đây, chắp tay trước ngực, hơi hơi cúi đầu. Đây là Thái Lan người lễ tiết, La Quân cũng là hiện học hiện dùng. Havana Slip nhất thời cảm thấy có chút khó hiểu rượu, nàng hơi hơi mặt đỏ, nói ra, ta có chút không hiểu nhiều ngài ý tứ. La Quân liền hơi hơi lo lắng đưa tay khoa tay, hắn nói ra,
ta là 5 ngày trước đến Thái Lan, ta là tới bên này du lịch. Ta có một ngày trên đường trông thấy ngươi, ta cảm thấy ngươi chính là ta muốn tìm. Nói đến đây, La Quân mặt càng thêm đỏ, càng thêm quẫn bách. Hắn nói ra, mời nô nhi tiểu thư chớ có trách ta mạo muội, ta thực đến cũng không phải là muốn như thế nào, chẳng qua là không muốn lưu lại cho mình tiếc nuối. Ta nói xong, ta liền đi. Havana Slip cũng không phải đần độn, nàng lập tức liền có chút hiểu La Quân ý tứ. Trong chớp mắt, nàng trái tim cũng bịch bịch nhảy dựng lên. Đây là tim đập rộn lên, như hươu con sông loạn cảm giác. Havana Slip mỹ lệ gương mặt bên trên một mảnh ửng đỏ. Ơ gì bọn người tuy nhiên nghe không hiểu hai người đang nói cái gì, nhưng nhìn biểu tình cũng đại khái đoán được. Một đám nữ sinh tâm lý không khỏi ê ẩm. Ngươi muốn nói cái gì? Havana Slip không dám nhìn thẳng La Quân con mắt. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, ta từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh nên tính là so sánh ưu việt, phụ thân ta là giày đặc phục sức tập đoàn chủ tịch. Hắn nói tiếp, ta cũng không phải là muốn theo nô nhi tiểu thư ngươi huyền diệu cái gì, ta chỉ là muốn nói, ta từ nhỏ bên người thì không thiếu hụt nữ hài tử ái mộ. Nhưng là qua nhiều năm như vậy, ta chưa bao giờ từng gặp phải một cái để ta động lòng nữ hài. Lúc đầu lần này đến Thái Lan ta là không muốn tới. Ta cũng không biết vì sao lại ma xui quỷ khiến liền đến, sau đó, ta trên đường gặp ngươi. Ngày ấy, ngươi ăn mặc sâu quần dài màu đỏ, ta cảm thấy ngươi chính là ta muốn tìm công chúa. La Quân đây cũng không phải là tại nói bậy. Havana Slip lúc nào dạo phố, mặc quần áo gì, đây đều là quốc an thành viên cho La Quân tình báo. Havana Slip mặt đỏ tim run không thôi, nàng lần thứ nhất gặp gỡ dạng này sự tình. La Quân là ưu tú như vậy. Như thế để cho nàng không thể kháng cự. Lúc này, La Quân tiếp tục nói, ngày đó ta cùng ngươi thật lâu, một mực theo đến trường học các ngươi phụ cận. Đây là ta chụp hình. Hắn nói đến chỗ này đưa điện thoại di động lấy ra. Điện thoại di động quả nhiên có Havana Slip mặc sâu váy đỏ ảnh chụp. Havana Slip nhìn thấy trong tấm ảnh chính mình là như thế thanh xuân rung động lòng người, nàng không khỏi liền càng thêm tin tưởng La Quân lời nói. Havana Slip còn trông thấy La Quân điện thoại di động, nàng tấm hình kia bị làm tân trang cùng xử lý, bên cạnh còn có một chuỗi chữ nhỏ. Chỉ tiếc, chữ nhỏ là tiếng Trung, nàng xem không hiểu. Havana Slip nhìn không được hỏi, phía trên này chữ nhỏ là viết cái gì? La Quân khuôn mặt đỏ lên, nói ra, không có gì. Havana Slip liền cũng đã biết phía trên này chữ nhỏ khẳng định là một số tư mật thoại. Havana Slip biết những này chữ nhỏ khẳng định theo chính mình có quan hệ, nàng cũng liền càng phát ra muốn biết. Bất quá La Quân không chịu nói, Havana Slip cũng là không có cách nào. Nàng liền nói ra, tấm hình này đập rất xinh đẹp, người có thể truyền cho ta không? La Quân lộ ra thật khó khăn, nhưng khi nhìn đến Havana Slip sáng rực chờ đợi ánh mắt về sau, lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được đầu hàng. Tốt, La Quân nói ra, người nói cho ta biết điện thoại di động của ngươi hào. Ta phát cho ngươi. Havana Slip gật đầu. Đạt được Havana Slip số điện thoại di động về sau, La Quân đem ảnh chụp gửi tới. Ngươi làm sao lại tìm tới nơi này đến? Havana Slip sau đó hỏi La Quân. La Quân lần nữa cào dưới cái ót, hắn cái dạng này giống như là thanh xuân sức sống 10 phần, nhưng cũng không quá thành thục mao đầu tiểu hỏa tử. Nhưng hắn loại này quẫn bách, không thành thục lại sẽ chỉ ở âu yếm mặt người trước mới biểu hiện như thế. Havana Slip tâm lý cảm thấy buồn cười, cũng cảm thấy La Quân càng thêm thân cận hòa hảo khống chế. La Quân nói ra, ta là cầm ảnh chụp tìm trong trường học sinh hỏi. Hắn nói ra, ta hôm trước thì hỏi, nhưng là một mực không có lấy hết dũng khí. Hôm nay phụ thân ta điện thoại cho ta, nói trong nhà ra chút chuyện. Ta nhất định phải nhanh chạy trở về. Ta sợ ta về sau lại đến Thái Lan lúc, người đã không tại Bangkok Đại học, cho nên ta thì lấy hết dũng khí tới. Havana Slip nói ra, Bangkok cách Hoa Hạ cũng không xa, ngươi chỉ cần muốn đến, rất dễ dàng liền có thể tới. La Quân trong mắt lóe lên vẻ ảm đạm, hắn khẽ thở dài một cái, nói ra, phụ thân ta để cho ta trở về, là muốn ta cùng một cái ta căn bản không ái nữ người kết hôn. Havana Slip không khỏi thất sắc, nàng khó hiểu nói, vì cái gì? Đã ngươi không yêu, tại sao muốn cùng với nàng kết hôn? La Quân xoay người sang chỗ khác, tay hắn tay vịn cán. Nhìn lấy sáng sủa tinh không. Sau đó, hắn khe khẽ thở dài, nói ra, người sống một đời, cũng không thể sự tình gì đều tùy tâm sở dục. Ta từ nhỏ gia cảnh ưu việt, hưởng thụ rất nhiều người khác không có. Hiện tại nên ta vì gia tộc làm chút chuyện thời điểm.
lúc đầu, nếu như không có gặp ngươi, ta sẽ rất thản nhiên. Thực ta vốn là từ không tin, trên đời có ái tình hai chữ tồn tại. Tại tiền tài trước mặt, hai chữ này giống như phá lệ tái nhợt. Havana Slep trong lúc nhất thời có chút không hiểu rõ La Quân chân thực ý đồ, nàng nói ra, cái kia ngươi tìm đến ta là có ý gì? La Quân đón đến, nói ra, chúng ta có thể tìm cái chỗ yên tĩnh, trò chuyện sao? Havana Slep do dự một cái chớp mắt, sau đó cũng liền đáp ứng. Nàng cũng không sợ La Quân có cái gì không tốt ý đồ, nàng có phụ thân Di Đà Nguyên Thần phù hộ. Liền xem như lợi hại cao thủ đến cũng vô dụng, huống chi trước mắt La Quân nhìn cũng không biết võ công. Havana Slep ngay sau đó liền cùng La Quân đi ra lầu ký túc xá. Di cũng theo ở phía sau, nàng nói ra, ta vừa vặn cũng phải ra trường học, cùng đi ra đi. Havana Slep cùng La Quân tự nhiên cũng liền không tiện cự tuyệt. Trên đường đi, La Quân rất ít nói. Hắn có vẻ hơi câu nệ. Đúng, nô nhi tiểu thư, La Quân bỗng nhiên nói. Havana Slep cùng Ozzy đều nhìn về La Quân. La Quân nói ra, ta tại lúc đến đợi, thông qua quan hệ mượn một cỗ Ferrari tới. Xe kia thực không phải ta. Havana Slep nói ra, điều này cùng ta cũng không có cái gì quan hệ nha. La Quân nói ra, ta sợ hãi bị nô nhi tiểu thư ngài cự tuyệt, thế là liền nghĩ muốn thể diện một số. Ta đối với ngài không có bất kỳ cái gì bất kính ý nghĩ. Ta chỉ là muốn tận lực biểu hiện hoàn mỹ một số, có thể nhiều một ít tỷ lệ thành công. Havana Slep cười nhạt một tiếng, nói ra, cái này cũng không quan hệ. La Quân hơi hơi thở phào. Trong sân trường, các sinh viên đại học xuyên toa lui tới, khắp nơi hoan ca. Ban đêm Bangkok đại học tựa hồ càng thêm phồn hoa, mê người. Không khỏi nhanh, La Quân thì không quá bình tĩnh. Bởi vì hắn cùng Havana Slep còn có Ozzy đều đi vào dừng xe địa phương. Ferrari đương nhiên không có bị trộm, nhưng là Ferrari lại là xuất hiện tình huống. Ferrari đằng sau, bị người dùng cờ lê mãnh liệt nện gõ. Đằng sau địa phương, lộ ra phá lệ chật vật cùng không đành lòng tận mắt chứng kiến. La Quân nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì tốt tính khí người, lần này, hắn hỏa thì luồn lên tới. Bất quá hắn lập tức liền đè nén xuống. Cũng không thể biểu diễn nửa ngày, sau cùng tại Havana Slep trước mặt lộ ra chân ngựa. Chính mình cái này tính tình nóng nảy đến thu vừa thu lại. La Quân trong nháy mắt tỉnh táo lại, hắn cũng ý thức được một vấn đề, cái kia chính là dưới mắt chính mình cũng đứng trước một cái quan trọng khảo nghiệm. Mình không thể tại Havana Slep trước mặt bột mềm xuống dưới. Nếu như một người nam nhân, xe bị nện còn nén giận, vậy không có nữ sinh sẽ thích. Quá bạo lực cũng không được. Đây tuyệt đối là cái việc cần kỹ thuật khảo nghiệm. La Quân đè nén xuống hỏa khí. Ozzy đầu tiên thì căm giận bất bình, nói, cái này người nào nha, thất đức như vậy. Havana Slep cũng có chút mắt trợn tròn. Bất quá Ozzy lời nói vừa ra âm, lập tức liền có ba cái thanh niên từ một bên khác đi tới. Cầm đầu là cái công tử bột, ăn mặc áo sơ mi trắng, ăn mặc lộng lẫy, cà lơ phất phơ. Đằng sau theo là hai cái giống như cột điện quyền vương bảo tiêu. Cái kia hai tên quyền vương bảo tiêu quanh thân tản ra bưu hãn sát ý. Ozzy trông thấy công tử này nhi về sau, sắc mặt lập tức biến ngốc bạch. Đơn giản là công tử này là trong trường học bá vương, cha hắn là Bangkok đại học chủ tịch trường, đồng thời còn là thuộc về trên đường lão đại. Cái gì thiên môn sinh ý, cha hắn đều làm. Ngoại giới nghe đồn, cha hắn giết người như ngoé a. Mà cái này hỗn thế ma vương gọi là Petoson. Trong sân trường, không có học sinh không sợ cái này Petoson, liền xem như lão sư trông thấy Petoson, cũng phải khúm núm. Cho nên giờ phút này, Ozzy sợ hãi đến thân thể mềm mại phát run. Petoson đi tới, hắn trước sắc mị mị dò xét liếc một chút Havana Slep, sau cùng ánh mắt dừng lại tại Ozzy trên thân. Petoson cười tủm tỉm nói ra, xe là lão tử nện, người tiểu nương bì này mới vừa rồi là không phải đang mắng lão tử thất đức. Ozzy trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Nàng tuy nhiên dài xinh đẹp, nhưng gia cảnh lại là bần hàn a. Đối với Petoson loại người này, nàng nào dám qua gây. Thật xin lỗi, thò thiếu gia, ta không biết là ngài nha. Ozzy vội vàng giải thích. Một câu có lỗi với thì xong sao. Petoson nói, thiếu gia ta đã lớn như vậy, lần thứ nhất bị người mắng thất đức, người buổi tối hôm nay nếu như phối ta ngủ, vậy chuyện này cứ như vậy tính toán. Không phải vậy lời nói, hừ hừ. Ta cam đoan cả nhà ngươi đều sẽ gà chó không yên. Ozzy nhất thời dọa đến hai chân như nhũn ra,
Peterson nói chuyện cũng không phải hù dọa người. Hắn là cái nói được thì làm được người a. Ozzy thật không nghĩ tới, chính mình sẽ không bưng chọc dạng này tai bay vạ gió. Havana Slep cau mày. La Quân là hoàn toàn nghe không hiểu Peterson đang nói cái gì, bất quá nghe không hiểu cũng không quan trọng. Hắn nhìn cũng nhìn ra cái này Peterson không nói gì lời hữu ích. Ngay vào lúc này, La Quân đột nhiên đứng ra, ngăn ở Ozzy trước mặt. Hắn dùng tiếng Anh xông Peterson âm thanh lạnh lùng nói, có chuyện gì, xông ta tới. Khi dễ một cái nữ hài tử tính là gì nam nhân? Hành động này là phi thường giàu có nam nhân bá lực. Havana Slep nhãn tỉnh sáng lên. Peterson nhíu mày mắt nhìn La Quân, hắn cũng là hội tiếng Anh người. Hắn nói ra, người cái này từ đâu tới đây dế nhũi, thế mà cũng học người anh hùng cứu Mỹ. Hắn đón đến, nói ra, nói cho ngươi, lão tử không chỉ là khi dễ nữ hài tử, cũng là liền ngươi cũng có thể một khối khi dễ. Hắn sau khi nói xong, liền vẫy tay một cái, để cho thủ hạ hai cái bảo tiêu đến đánh La Quân. Mẹ, cho ta đem hắn đánh cho tàn phế, hậu quả ta đến phụ. Peterson nói thẳng, cái kia hai tên bảo tiêu lập tức liền lạnh lùng hướng La Quân đi tới. Cái này hai tên quyền vương bảo tiêu thể trạng khôi ngô, toàn thân phát ra bưu hãn khí tức. Như thế vừa đi đến, nhất thời hình thành nồng đậm cảm giác áp bách. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, giờ này khắc này, hắn thực sự không thích hợp lộ ra công phu tới. Như thế sẽ để cho Havana Slep sinh nghi. Có thể La Quân cũng không cam chịu tâm bị như thế mấy cái tiểu nhân vật khi nhục. La Quân tâm lý còn đang suy nghĩ, nhưng thân thể cùng đầu đã làm ra phản ứng. Hắn quay đầu lại hướng Havana Slep cùng Ozzy nói ra, các ngươi đi mau, thuận tiện báo động. Ozzy biết trì hoãn không được, lập tức liền kéo Havana Slep liền chạy. Havana Slep lại là không chịu, nàng nói với Ozzy, người đi báo động đi. Ozzy thật sự là sợ hãi, gặp nô nhi không chịu đi, rơi vào đường cùng, xoay người chạy mở. Cái kia hai tên bảo tiêu đi tới, một cái đột nhiên nhất quyền đánh về phía La Quân kiểm môn, khuôn mặt. La Quân lại là đột nhiên một mèo eo, trực tiếp đem hắn eo ôm lấy, sau đó đại lực đẩy về sau. Cái này bảo tiêu lực lớn vô cùng, thực căn bản không có đem La Quân để vào mắt. Có thể lập tức, cái này bảo tiêu thì phát hiện không hợp lý. Bởi vì hắn căn bản ngăn không được thân hình, La Quân lực lượng tựa hồ vô cùng vô tận. Hơi hồi hộp một chút. Cái này bảo tiêu khống chế không nổi thân hình, bị La Quân đẩy lên trên mặt đất. La Quân cưỡi tại bảo tiêu trên thân, nhất quyền đập nện ở trên mặt. Một quyền này, La Quân vừa đúng. Cái này bảo tiêu đau đến hô to kêu to, không tiếp tục sức đối kháng. Mà một gã hộ vệ khác lại đem La Quân gáy cổ áo nhấc lên. La Quân làm bộ tránh tránh không khỏi. Hộ vệ kia chiếu vào La Quân xuất khí gương mặt cũng là nhất quyền. Phanh một chút, La Quân nhất thời máu mũi cuồng phún. Cái này bảo tiêu lại một chân đá vào La Quân trên phần bụng. La Quân đau nhức thành tôm tép. Cái này bảo tiêu lập tức thừa thắng xông lên, lại một chân trực tiếp đem La Quân quét té xuống đất. La Quân cắn răng. Đợi hộ vệ kia lại một chân đập mạnh lúc đến đợi, La Quân xảo diệu bắt hắn lại chân. Sau đó bạo giống một tiếng, hướng lên trên co lại. Cái này bảo tiêu lập tức liền ngăn không được thân hình, ngửa mặt hướng lên trời té xuống. La Quân bạo gào thét đến một câu, ta thao mẹ nó, tiếp lấy thì nhào tới, đối hộ vệ kia trên mặt nhất quyền xuống dưới. Một quyền này xuống dưới, hộ vệ kia lập tức liền mất đi sức hoàn thủ. La Quân lung lay sắp đổ đứng lên, trên mặt hắn sưng đỏ, lại tràn đầy máu tươi, nhìn phá lệ khủng bố. Theo Havana Slep, cái kia chính là La Quân cũng không phải là cao thủ gì. Chẳng qua là Peterson hai cái bảo tiêu không quá lợi hại. Nhưng là Peterson nhìn ở trong mắt, hắn thì theo gặp quỷ giống như. Hắn nhưng là rõ ràng chính mình hai người hộ vệ này có bao nhiêu lợi hại. Hai người hộ vệ này muốn đi đánh qua lòng đất Hắc Quyền, liền Hắc Quyền Chi Vương cũng không là đối thủ tồn tại. Mẹ, thật sự là gặp quỷ, Peterson ám đạo. Hắn cũng không có phát giác ra La Quân tiểu tử này biết công phu a. Một chút cũng không có cao thủ phong phạm. Ngay tại Peterson còn đang ngạc nhiên nghi ngờ chưa định thời điểm, La Quân một cái hổ nhào lên, bỗng nhiên liền đem Peterson cho ngã nhào xuống đất. Người mẹ nó muốn phế ta đúng không? Lão tử trước phế ngươi. La Quân nói vẫn là tiếng Anh. Hắn ba ba hai cái bạt tai hung hăng quất tới. Peterson gương mặt bên trên nhất thời một mảnh sưng đỏ, đồng thời hợp máu phun ra một chiếc răng tới.
Peterson quả thực là muốn chọc giận điên, dùng tiếng Anh nói, ngươi là cái gì tạp chủng a, lão tử ngươi cũng dám đánh. Ngươi không có bệnh a. Tại Peterson trong nhận thức biết, chỉ có hắn đánh người, cho tới bây giờ không ai dám hoàn thủ a. Havana Slep lúc này đi tới, nàng kéo xuống La Quân y phục, nói ra, đừng đánh nha. Havana Slep cũng không sợ Peterson trả thù, chỉ là nàng không quá ưa thích nhìn người đánh nhau. La Quân hít sâu một hơi, đứng lên. Nếu như dựa theo hắn tính cách đến, không được đem cái này Peterson đánh cái cả đời tàn tật. Nhưng là dưới mắt đại sự quan trọng, hắn chỉ có nhịn xuống qua. Peterson cố hết sức đứng lên, hắn lập tức lấy điện thoại di động ra chỉ La Quân nói, cậu tạp chủng, ngươi chờ, ngươi nếu có thể trông thấy ngày mai Thái Dương, ta chính là tôn tử của ngươi. Havana Slep khẽ nhíu mày. La Quân cũng không để ý tới Peterson, hắn áy náy xông Havana Slep nói ra, thật có lỗi, ta không nghĩ tới xảy ra dạng này sự tình. Havana Slep xuất ra khăn tay đưa cho La Quân, nàng lộ ra ôn uyển dịu dàng. Nàng lắc đầu, nói ra, cái này cũng không trách ngươi, ngươi không sao chứ. La Quân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, không có việc gì, ta từ nhỏ đã chịu cha ta đánh, ta đều quen thuộc. Mẹ ngươi, Peterson gặp La Quân thế mà không có chút nào sợ hãi chính mình, còn cùng mỹ nữ liếc mắt đưa tình. Hắn nhất thời bạo giận lên, ngọa tào, đôi cẩu nam nữ này quá phách lối. La Quân vốn là ôn nhuận. Havana Slep đột nhiên đã nhìn thấy La Quân trong mắt thoáng hiện một sợi hàn quang. La Quân đột nhiên quay người, chiếu chuẩn Peterson cái bụng một chân đá qua. Phanh một tiếng. Peterson đột nhiên bị đạp bay ra 3 mét xa, trùng điệp ngã trên mặt đất, bò cũng không đứng dậy được. Hắn điện thoại di động ngã bay ra ngoài, vỡ thành mấy khối. La Quân trong mắt tràn đầy sát ý, lạnh giọng nói ra, không ai có thể vũ nhục mẹ ta. Long có nghịch lân. La Quân tuy nhiên không biết mình mẫu thân là ai, nhưng ở trong lúc vô hình, hắn đối với mẫu thân là có loại đặc thù cảm tình. Người nào cũng không thể vũ nhục mẫu thân hắn. Havana Slep hơi hơi ngẩn ngơ, nàng xem thấy La Quân, trong lúc nhất thời xuất thần. Nàng rất lợi hại có thể hiểu được La Quân phẫn nộ. Bởi vì nàng đối mẫu thân mình cũng có loại đặc thù tình cảm. Nàng cũng không biết mình mẫu thân là ai, phụ thân luôn luôn nói mẫu thân đã chết. Cho nên, nàng từ không biết mình mẫu thân là ai, hình dạng thế nào. Nếu như người nào vũ nhục mẫu thân mình, Havana Slep cảm thấy mình cũng sẽ nổi giận. Peterson cái này đau đến cảm thấy ruột đều muốn đoạn. Chúng ta đi, Havana Slep nói với La Quân. La Quân gật gật đầu. Ngay sau đó, hai người liền lên Ferrari. Ferrari tuy nhiên bị nện, nhưng là mở vẫn là không có một chút vấn đề. Peterson cái kia hận a, thế nhưng là lúc này hắn cũng không thể tránh được. Ferrari rất nhanh liền ra Bangkok sân trường đại học. Lúc này không sai biệt lắm là 8 giờ rưỡi đêm. Bangkok sống về đêm mới chính thức bắt đầu, phồn hoa trình diễn, đèn hoa nổi lên bốn phía. Thái Lan hắn địa phương như thế nào, La Quân cũng không biết. Nhưng là Bangkok phồn hoa cùng đặc thù Phật giáo bầu không khí cùng Chao Phraya Hà phong tình, đủ loại nhân tố kết hợp với nhau, nơi này là cái làm cho người lưu luyến quên về mị lực chi đô. La Quân cùng Havana Slep ra trường học về sau, Havana Slep nói ra, trước đi bệnh viện đi. La Quân nói ra, không cần phiền toái như vậy, tùy tiện tìm phòng khám bệnh thoa một chút liền tốt. Ta rất lợi hại kháng đánh. Havana Slep mỉm cười, cũng liền không lại kiên trì. Sau đó, La Quân vừa lái xe, vừa có chút bất an nói ra, nô nhi tiểu thư, thật xin lỗi. Thật xin lỗi cái gì? Havana Slep hơi hơi kỳ quái. La Quân nói ra, thực, ta cũng không phải là một cái rất lợi hại bạo lực người. Ta tuyệt sẽ không đánh nữ nhân. Havana Slep bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hắn là đang lo lắng cái này. Havana Slep nghiêm túc nói, ta cảm thấy người anh hùng. La Quân nghe vậy lập tức dài thở phào một hơi, hắn nói ra, ta thật sợ ngươi sẽ cảm thấy ta là bạo lực cuồng. Havana Slep nói ra, ngươi rất tốt. La Quân đột nhiên phanh lại. Havana Slep thân thể quán tính hướng phía trước nghiêng, nàng không hiểu nhìn về phía La Quân, nói, làm sao? La Quân hơi hơi kích động, nói ra, vậy ta có thể truy cầu ngươi sao? Havana Slep khuôn mặt lập tức ửng đỏ một mảnh, như chín mọng táo. Nàng nhìn không được thẹn thùng, tay không thể tự giác bắt lấy váy. Nàng nói ra, ngươi không phải muốn về nước kết hôn sao? La Quân nói ra, vậy thì khác, ta đối nữ nhân kia không có cảm tình.
Trước đó ta đồng ý kết hôn, là bởi vì ta không có gặp ngươi. Nhưng bây giờ, ta gặp ngươi, ta cảm thấy ta hẳn là dũng cảm một số. Đây cũng là ta hôm nay tới gặp ngươi nguyên nhân. Havana Slip nghiêm túc nhìn về phía La Quân, nói ra, vậy có phải hay không ta hôm nay cự tuyệt ngươi, ngươi liền sẽ về nước kết hôn. La Quân không khỏi ngốc ngẩn ngơ. Sau đó, hắn rơi vào trầm tư. Sau một hồi khá lâu, hắn nói ra, ta cũng không tính là một cái đặc biệt người dũng cảm. Muốn phản kháng phụ thân ta, cái này cần rất lợi hại đại dũng khí. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, ta sinh hoạt trên cơ bản đều là làm từng bước. Nếu có ngươi tại, ta chỉ ít có một mục tiêu, chỉ ít có kiên trì lý do. Havana Slip nói ra, hạnh phúc là muốn dựa vào chính mình qua tranh thủ. Coi như không có ta, ta cảm thấy ngươi cũng không thể bỏ mặc chính mình hôn nhân đại sự. Chỉ có thể là bởi vì ngươi muốn cưới, ngươi ưa thích, lại không thể bởi vì ngươi cảm thấy không quan trọng. Vậy ta có thể truy cầu ngươi sao? La Quân hỏi. Havana Slip nói ra, đó là ngươi quyền lợi, bất kỳ người nào đều có truy cầu ta quyền lợi. Nhưng ta cũng có cự tuyệt quyền lợi. La Quân hiểu ý cười một tiếng, nói ra, ta minh bạch ngươi ý tứ. Nô nhi tiểu thư, cảm ơn ngươi. Havana Slip nở nụ cười xinh đẹp, lại không nói thêm lời. Ngay sau đó, hai người lân cận tìm một nhà phòng khám bệnh. Bác sĩ kia cho La Quân bôi trừ độc rượu cồn, đơn giản trừ độc một phen. Nhưng lại chưa tiến hành băng bó. Tại Bangkok, khí trời nóng bức, vết thương càng băng bó càng hỏng bét. La Quân thủy chung áp chế chính mình khí huyết, không cho cường thịnh khí huyết qua chữa trị vết thương. Không phải vậy lời nói, hắn loại này khôi phục tốc độ khẳng định phải để Havana Slip sinh nghi. Chao Phraya Hà trực đêm muộn rất mỹ lệ, chúng ta qua Chao Phraya Hà bên trên thuê chiếc thuyền, đi dạo trên nước phiên chợ thế nào. La Quân hướng Havana Slip đề nghị. Havana Slip nao nao, sau đó khóe miệng liên lụy ra một tia nguyệt nha chỗ ngoặt nụ cười. Nàng nói ra, tốt lắm. Đi dạo Chao Phraya Hà, Havana Slip đương nhiên không cần lo lắng cái gì. Bởi vì đó cũng không phải là đêm dài không người địa phương. Ban đêm Chao Phraya Hà là náo nhiệt nhất. La Quân ngay sau đó lái xe hướng Chao Phraya Hà mở đi ra. La Quân trước mắt muốn làm liền là lấy được Havana Slip tuyệt đối tín nhiệm, sau đó, hắn cũng phải che giấu đi chính mình định ý. Tại vô thanh vô tức bên trong đem Havana Slip chế trụ. Trên thực tế, theo cùng Havana Slip tiếp xúc càng nhiều, La Quân thì càng đối Havana Slip có hảo cảm. Hắn cảm thấy mình nếu là thật sự cưỡng ép ở Havana Slip, vậy đối với Havana Slip tới nói là một trận tuyệt đối tàn nhẫn sự tình. Nhưng dưới mắt La Quân đã không có lựa chọn nào khác. Nửa giờ sau, La Quân cùng Havana Slip đi vào Chao Phraya Hà một bên. La Quân hoa giá cao làm ra một đầu thuyền nhỏ. Hắn lên trước thuyền, sau đó rất lịch sự đưa tay đỡ Havana Slip lên thuyền. Havana Slip đưa tay đưa tới La Quân trên tay thời điểm, khuôn mặt nàng lần nữa đỏ. Nàng rất ít cùng khác phái có dạng này thực chất tiếp xúc. Sau khi lên thuyền, La Quân cùng Havana Slip cùng một chỗ chèo thuyền. Thuyền nhỏ chậm rãi lái ra. Bốn phía có không ít thuyền, hai bên bờ trên thuyền lớn phát ra tia sáng màu vàng, toàn bộ trên mặt sông đều là như thế phồn hoa náo nhiệt. Không ít đến du lịch người Hoa tràn đầy phấn khởi du ngoạn lấy. Bên kia trên thuyền lớn, còn có không ít Thái Lan gai đang biểu diễn lấy. Đây là một cái mỹ lệ làm say lòng người thành thị. La Quân chèo thuyền đi ngang qua một cái Thái Lan bác gái đang bán tiện nghi đồ trang sức, La Quân cũng không nghĩ nhiều thì mua một sợi dây chuyền. Dây chuyền này theo NDT đổi, mới 5 nguyên tiền. La Quân đem dây chuyền đưa tới Havana Slip trước mặt, nói ra, tặng cho ngươi. Havana Slip nao nao, sau đó, nàng nở nụ cười hớn hở, còn nói thêm, ngươi có thể giúp ta đeo lên sao? La Quân trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, nói ra, đương nhiên. Ngay sau đó, Havana Slip quay đầu. La Quân liền đẩy ra nàng mái tóc, cho nàng đeo lên qua. Cho Havana Slip đeo dây chuyền nháy mắt, La Quân đem chính mình nội tâm suy nghĩ đè nén xuống. Cái kia một cái chớp mắt là hiếu động nhất tay thời cơ. Bất quá La Quân vẫn là từ bỏ, hắn cảm thấy còn chưa đủ bảo hiểm. Hắn muốn đợi Havana Slip hoàn toàn tín nhiệm, đồng thời đối với mình có ái mộ chi tình sau. Như thế động thủ lần nữa, như vậy Havana Slip nhất định liền sẽ không phát động thánh sư nguyên thần. Đeo tốt dây chuyền về sau, Havana Slip khuôn mặt hồng hồng. Nàng nói ra, ta rất lợi hại ưa thích. La Quân gãi gãi sau gáy, nói ra, về sau ta nhất định đưa ngươi một đầu tốt hơn dây chuyền.
Havana Slip nở nụ cười hớn hở. Hai người đi qua lần này tiếp xúc, cũng liền nhiều một phần ấm áp ăn ý, thiếu một tầng câu nệ. La Quân nói ra, chúng ta Hoa Hạ cũng có thật nhiều chơi vui địa phương, ngươi muốn là đến Hoa Hạ, ta thì mang ngươi khắp nơi đi xem, đi chơi. Havana Slip cũng thoảng qua hưng phấn lên, nàng nói ra, ta muốn đi Thái Sơn nhìn mặt trời mọc đây. La Quân nói ra, ngươi muốn là muốn đi, ta tùy thời đều có thể dẫn ngươi đi. Havana Slip lập tức có chút xấu hổ đứng lên, nàng nói ra, sau này hãy nói đi. La Quân liền chuyển đổi đề tài, hắn nói ra, ta cảm thấy nhân sinh thật rất kỳ diệu. Thật sao? Havana Slip nói. La Quân nói ra, nhiều khi, ta cảm thấy mình tựa hồ không giống bình thường, nhưng hiện thực lại là, ta cùng chúng sinh là một dạng. Ta thường xuyên yêu làm một số ý nghĩ hão huyền mộng. Mộng thấy ta là đại hiệp khách, nhận biết một cái nữ hiệp, chúng ta cùng một chỗ xông xáo giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa. Havana Slip rất nghiêm túc nghe. La Quân nói đến chỗ này thời điểm, có chút xấu hổ nói ra, hội sẽ không cảm thấy ta quá ngây thơ. Havana Slip nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, chúng ta bên này cũng có thật nhiều phiên dịch phiên bản võ hiệp, tỉ như Tiếu Ngạo Giang Hồ, Kiếm Huyền ghi chép các loại. Ta cũng sẽ nhìn một số, nam hài tử có hiệp khách mộng, cái này rất bình thường. Thực chúng ta cũng sẽ có nữ hiệp mộng đây. La Quân không khỏi hưng phấn lên, nói ra, thật sao? Havana Slip nói ra, đáng tiếc, ta tay trói gà không chặt. La Quân nói thầm, người tuy nhiên tay trói gà không chặt, nhưng ngươi lại có cái thông thiên bản lĩnh lão cha. La Quân ngay sau đó vỗ vỗ lồng ngực, nói ra, không sao nha, ta bảo vệ ngươi. Havana Slip hé miệng cười một tiếng. La Quân còn nói thêm, ta là cảm thấy, nhân sinh rất kỳ diệu. Havana Slip nhân tiện nói, há, làm sao cái kỳ diệu phương pháp? La Quân nói ra, thật giống như, trên đời này có một cái ta, lại có một cái ngươi. Sau đó chúng ta gặp phải, quen biết, thật giống như, từ nơi sâu xa, đây chính là nhất định. Đây cũng là chúng ta người Hoa thích nói duyên phận. Havana Slip trong mắt dần hiện ra ánh sáng đến, nàng bỗng nhiên cũng cảm thấy rất kỳ diệu. La Quân là cái nhân tinh, là bụi hoa lão thủ. Lại chỗ nào không biết tiểu nữ hài nhóm yêu nhất ước mơ cũng là lãng mạn, duyên phận. Ngươi chỉ cần nói với các nàng những vật này, chỉ cần các nàng đối ngươi có hảo cảm, như vậy các nàng nhất định liền sẽ nhanh chóng luân hãm. Cho nên giờ phút này, Havana Slip cũng không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. La Quân còn nói thêm, Nô Nhi tiểu thư. Havana Slip nói ra, ngươi gọi ta Nô Nhi liền tốt. La Quân nhếch miệng cười một tiếng, hô, Nô Nhi. Havana Slip ứng một tiếng. La Quân lại hô, Nô Nhi. Havana Slip hơi hơi kỳ quái nhìn về phía La Quân. La Quân nói ra, ta thích nhìn ngươi đáp lại ta thời điểm bộ dáng. Havana Slip mỹ lệ khuôn mặt nhất thời đỏ đến như chín mọng táo. Havana Slip nói ra, ta còn không biết ngươi xưng hô như thế nào đâu. Havana Slip nói ra, ta gọi La Quân. La Quân, Havana Slip tinh tế đọc một tiếng. La Quân liền còn nói thêm, ta ngày đó trông thấy ngươi, cảm thấy ngươi rất xinh đẹp, để ta động lòng. Nhưng lúc ấy ta còn không có mãnh liệt như vậy ý nghĩ. Nô Nhi, người biết, người sống một đời, chắc chắn sẽ có hứa đẹp đẽ bao nhiêu phong cảnh, đủ loại dụ hoặc. Ta không có khả năng đem sở hữu mỹ hảo sự vật đều trưởng không lấy. Đó là cái gì để ngươi cải biến ý nghĩ? Havana Slip hỏi. La Quân nói ra, bởi vì làm một cái mộng. Đêm hôm đó, ta làm một giấc mộng. Ta thế mà mộng thấy cùng ngươi kết hôn, chúng ta còn có hai cái đáng yêu hài tử. Chúng ta có một tòa biệt thự lớn, còn có hồ bơi. Ở trong mơ, ánh sáng mặt trời đặc biệt mỹ hảo, người cũng phá lệ xinh đẹp. Cái loại cảm giác này, nhớ lại, thật sự là quá mức mỹ hảo. Havana Slip trong lòng hơi hơi rung động, nhưng nàng lập tức nói, nhưng này dù sao cũng là ngươi mộng, ta cùng ngươi mộng là khác biệt. Ta biết, La Quân nói ra, nhưng ta đã yêu ngươi. Hắn lúc này nói ra, đã không chút nào nhăn nhó. Havana Slip gục đầu xuống, nàng nói ra, cái này tựa hồ quá nhanh. La Quân nói ra, không sao, chỉ cần ngươi không ghét ta, ngươi muốn ta chờ ngươi bao lâu ta đều có thể. Havana Slip nghe vậy hơi hơi thở phào. La Quân làm theo hưng phấn không thôi, hắn nói ra, ta hôm nay thật là vui. Đối với Havana Slip tới nói, nàng tiếp xúc qua rất nhiều nam sinh. Nhưng những nam sinh này phần lớn đều là đại học sinh, bọn họ tuy nhiên tràn ngập tinh thần phấn chấn, nhưng là không có một người có La Quân dạng này khí chất. Cho nên,
những nam sinh kia đều không đủ lấy đả động giống Havana Slep dạng này nữ tử. Tại La Quân xuất hiện nháy mắt, Havana Slep trong lòng làm sao không có loại kia rốt cục đợi đến người cảm giác. Hai người cứ như vậy vạch lên thuyền, nhẹ giọng thì thầm trò chuyện. Loại kia người yêu chưa đầy, nhưng lại mập mờ tâm động cảm giác mỹ hảo tới cực điểm. Havana Slep dần dần cũng là hồng quang đầy mặt, khí sắc vô cùng tốt. Đây là nàng lần thứ nhất đối một cái nam sinh tâm động, là thuộc về chính thức mới biết yêu. La Quân trong lòng dần dần trở nên nặng nề. Hắn không phải không tim không phổi người, hắn tự ở sâu trong nội tâm không muốn thương tổn Havana Slep đơn thuần như vậy cô bé thiện lương. Nhưng hắn biết, chính mình nhất định cho nàng tàn nhẫn nhất thương tổn. Về sau, nàng sẽ còn lại tin tưởng khác nam nhân sao? Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đến nửa đêm. La Quân cùng Havana Slep lên bờ. Lúc này, Havana Slep thật là nên trở về trường học. Sau khi lên xe, La Quân lái xe đưa Havana Slep. 0:30 phần, La Quân đem Havana Slep đưa tới trường học chỗ cửa lớn. Trường học kia đại môn đã quan bế, bất quá Havana Slep biết một cái có thể leo tường đi vào địa phương. Havana Slep sau khi xuống xe, La Quân bỗng nhiên tiến lên, hắn lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế hôn lên Havana Slep môi. Nàng môi đỏ ôn nhuận mềm mại, mang theo một tia rét lạnh. Havana Slep ở trong nháy mắt này ở giữa, trong đầu trống rỗng. Nàng kịp phản ứng lúc, khuôn mặt lại lần nữa đỏ bừng. Ta muốn đi Á, Havana Slep nói ra. Nàng nói xong xoay người chạy. Bất quá nàng vẫn là muốn trèo tường mà vào, cho nên rất nhanh, nàng đứng tại vách tường chỗ hơi lúng túng một chút. Đối với nàng loại này nhu thuận nữ hài tử tới nói, leo tường xác thực không phải hảo thủ. La Quân chủ động xin đi giết giặc, nói ra, người dẫm tại ta cõng lên đi lên. Havana Slep có chút do dự, nói ra, không tốt lắm đâu. La Quân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, đây là ta vinh hạnh a, người chính là ta công chúa Bạch Tuyết. Havana Slep hé miệng cười một tiếng, trong lòng rất là ngọt ngào. Bất quá lập tức, ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Cái kia chính là từ bốn phương tám hướng đột nhiên tuôn ra một đám thuần một sắc người áo đen. Hết thảy ước chừng trăm cá nhân, cứ như vậy trùng trùng điệp điệp bốn phía, từng cái thật là không uy phong. La Quân cùng Havana Slep đều là bị kinh ngạc. Hai nhân mã bên trên cũng liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bởi vì người dẫn đầu chính là trước kia bị La Quân hành hung Petoson. Bất quá giờ phút này, Petoson không phải lão đại, hắn là đi theo một người đầu chọc bên người nam tử. Cái kia nam tử đầu chọc ăn mặc đường sam, khí chàng cực kỳ cường đại. Tên đầu chọc này nam tử không phải cái gì khác người, chính là Petoson phụ thân. Cũng là Thái Lan đông bộ đường phố lòng đất giáo phụ, hắn gọi là Tony. Tony là cái thái quyền cao thủ, hắn là dựa vào quyền đầu đánh xuống mảnh giang sơn này. Hắn tu vi đã đạt tới kim đan cấp độ. Tony mặc dù là kim đan cao thủ, nhưng hắn tính cách vẫn là rất lợi hại phách lối. Kim đan chi đạo, giảng là suy nghĩ thông suốt, tùy tâm sở dục. Cũng không có ai nói đạt tới kim đan chi cảnh liền phải là người tốt, là thiền sư. Người nhanh vào trường học, La Quân quyết định thật nhanh, lập tức thân cung, muốn cho Havana Slep đi. Hắn lúc này nhức cả trứng rất lợi hại, mẹ nó, cái này Havana Slep ở bên người, chính mình không bày ra vũ lực, không được bị đánh chết. Tuy nhiên Havana Slep có thánh sư nguyên thần, có thể chính mình tối thiểu trước tiên cần phải cản, không thể đem nàng trước đẩy đi ra a. Cho nên La Quân cảm thấy đem Havana Slep đưa đi, hắn ngược lại tốt phát huy một số. Nhưng là lúc này, Havana Slep làm sao có thể thả La Quân ở chỗ này? Nàng biết, nếu như chính mình thật đi, La Quân khẳng định chỉ có một con đường chết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, La Quân làm như thế, Havana Slep trong lòng là cảm động. Nàng cảm thấy La Quân là một cái rất có đảm đương nam nhân. Các ngươi đôi cẩu nam nữ này cũng đừng khiêm nhược. Bởi vì đêm nay các ngươi ai cũng đi không. Petoson sát khí đằng đằng. La Quân liền lập tức ngăn ở Havana Slep trước mặt, hắn lạnh lùng nhìn lấy Petoson. Chỉ một lúc sau, cả đám tiến lên đây đem La Quân cùng Havana Slep còn có chiếc Ferrari kia hạng cái chật như nêm cối. Tony nhàn nhạt lạnh lùng không nói lời nào, nhưng trong mắt của hắn cũng đầy là lệ khí. Petoson nhìn về phía La Quân, nói ra, trước ngươi nói người nào cũng không thể vũ nhục mẹ ngươi đúng hay không? Ta thì thảo mẹ ngươi, thế nào? Mẹ ngươi cũng là gái điếm. La Quân trong mắt thoáng hiện hàn ý.
hắn cực lực nhịn xuống, lạnh lẽo đối Peto Son nói, ta nhất định sẽ giết ngươi. Cái này một cái chớp mắt, là quân sát tâm bị Peto Son kích thích tới. Peto Son không thèm quan tâm, hắn cười ha ha một tiếng, nói, ngươi có bản lãnh này sao? Tạp trùng. Ngay vào lúc này, Tony mở miệng, hắn tự tốn nói, Peto Son, ta giáo qua ngươi, làm người muốn có lễ phép, muốn giảng đạo lý, ngươi cũng quên. Peto Son đối phụ thân vẫn là cực kỳ kính sợ, hắn liền lập tức nói ra, vâng, phụ thân. Tony lúc này đối mặt La Quân cùng Havana Slave, hắn cũng không nhận ra Havana Slave. Havana Slave thân phận là thần bí, không có mấy cái người biết được. La Quân bên này sở dĩ biết, đó cũng là dựa vào quốc an cường đại tình báo. Cho nên giờ phút này, Tony căn bản không có đem Havana Slave để vào mắt. Lấy Tony tu vi, tự nhiên cũng nhìn không ra La Quân tu vi tới. Tony đối mặt La Quân, hắn nói ra, tiểu hòa tử, ta quản giáo không đúng, mới vừa rồi là nhi tử ta nói năng lỗ mãng, ta thay hắn xin lỗi ngươi. La Quân nhất thời cảm thấy không khỏi rượu, ta dựa vào, gia hỏa này nhìn không giống như là nói như vậy đạo lý người a. Cái gọi là có cha mới có tử, Peto Son cái này chim tính cách, khẳng định là di truyền gia hỏa này a. La Quân trong lúc nhất thời có chút đoán không ra Tony. Tony sau đó còn nói thêm, đúng, hôm nay ta nghe nói ta này nhi tử theo tiểu hỏa tử ngươi phát sinh chút ngoài ý muốn ma sát đúng hay không? La Quân nhìn về phía Tony, thực Tony loại nhân vật này hắn là không để vào mắt. Nhưng hắn vẫn là cố ý biểu hiện ra một chút sợ hãi, hắn nói ra, xem như thế đi. Tony nói ra, là bởi vì chuyện gì đâu, tiểu hỏa tử, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối là cái giảng đạo lý người. Chúng ta một chuyến này, coi trọng nhất cũng là một cái nghĩa tự, một chữ lý. La Quân liền nói ra, vậy ta ngược lại cũng muốn hỏi hỏi lệnh công tử, hắn vì cái gì vô duyên vô cớ nện ta xe. Mà lại, hắn chả muốn vũ nhục bằng hữu của ta. Ta mở miệng ngăn cản, hắn liền muốn đem ta phế. Loại tình huống này, ta không có khả năng không xuất thủ. Tony liền chuyển hướng Peto Son, nói, là thế này phải không? Người đem người xe đều nện, ta dựa vào. Người nện là Ferrari A, người cho rằng đó là Ford. Peto Son nói ra, hắn chiếm ta xe. Tony liền nói ra, cho dù là chiếm xe của ngươi vị, ngươi cũng không thể nện xe A. Peto Son nói ra, Tony lại chuyển hướng La Quân, nói, thật xin lỗi, việc này vẫn là nhi tử ta không đúng. Ngươi nhìn ngươi xe này mua thời điểm là bao nhiêu tiền? La Quân nhìn một chút Ferrari, nói ra, đại khái hơn 300 vạn đi. Tony liền nói ra, vậy thì tốt, ta cho người 400 vạn. Hắn nói xong cũng xuất ra chi phiếu mỏng, xoát xoát đem một chương 400 vạn chi phiếu đưa cho La Quân. Hắn nói ra, xe này ta mua, người thấy có được không? La Quân có thể cảm nhận được cái này Tony trong bụng tràn đầy ý nghĩ xấu. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này Tony đến muốn làm gì, thế là hắn liền nói ra, có thể. Sau đó, La Quân tiếp nhận chi phiếu. Tony liền nói ra, vậy bây giờ, tiểu hỏa tử, xe này là thuộc về ta, đúng không? La Quân gật gật đầu, nói ra, đúng. Tony liền nói với thủ hạ, qua đem cái này Ferrari nện. Mấy tên thủ hạ kia nghe lệnh, lập tức liền cầm công cụ đối Ferrari một hồi đập mạnh. Một màn này vẫn có chút rung động cùng bá khí. Một cỗ mấy trăm vạn Ferrari, cứ như vậy nện. Hiện trường một mảnh hỗn độn. Havana Slave nhìn kinh hãi không thôi. La Quân lúc này thật ấm áp đưa nàng kéo. Đợi cái kia Ferrari nện xong sau, Tony liền đối mặt La Quân, hắn vẫn là như thế ôn hòa, từ tốn nói, tiểu hỏa tử, xe sự tình chúng ta giải quyết xong đúng không? La Quân nói ra, đúng. Tony nói ra, xe, dù sao cũng là tử vật, là có giá trị. Chúng ta bây giờ nói xong xe, có phải hay không nên nói chuyện ngươi đánh nhi tử ta sự tình? Nhi tử ta trong mắt ta, đó là vô giá. Ngươi hôm nay đánh hắn hai bàn tay, đạp một chân. Ta cũng không đe dọa ngươi, một bàn tay 5.000 vạn, hai bàn tay thêm một cước kia, tổng cộng là 150 triệu. Ân, ngươi là người Hoa, ta là theo các ngươi NDT đến đổi. La Quân cuối cùng hiểu cái này Tony tính toán, hắn nhướng mày, nói ra, ta nhìn ngươi là muốn tiền muốn điên. Ngươi nói Ferrari có giá, cái kia không sai. Nhưng ngươi nói con của ngươi vô giá, ta cảm thấy cũng có thể tán thành. Bởi vì con của ngươi loại cặn bã này, không đáng một đồng. La Quân lúc này biểu hiện nói năng có khí phách, lâm nguy không sợ, nam tử hán khí khái mười phần. Trên thực tế,
nếu không phải muốn cố lấy Havana Slip, hắn sớm đem Tony cùng Peto Son cái này hai cháu trai đánh răng rơi đầy đất. Mà lại, La Quân sẽ còn đe dọa đến Tony táng ra bại sản. So với thủ đoạn độc ác đứng lên, La Quân cũng không so Tony kém. Tony cùng Peto Son lúc này sắc mặt coi như khó coi. Tony trong mắt lộ hung quang, nói, tiểu tử, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Gia hỏa này toàn bộ hành trình giao lưu dùng tiếng Anh, chảy sắc vô cùng. Mà lại thế mà còn hiểu đến không thấy không quan tài không rơi lệ. Tony nói xong câu đó về sau, hắn liền đối với sau lưng một tên bạch y nam tử nói ra, qua, dạy hắn làm người như thế nào.